Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 26. Mang theo Lạc Gia mọi người quay trở về, Trác Phàm trên mặt một mảnh lạnh lùng, bên cạnh hắn thì là Lệ Kinh Thiên đi sát đằng sau, cái kia cố cường hãn đến khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở khí thế, quanh quẩn tại bọn họ bên người, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần. Mọi người đều kinh ngạc nhìn cái này một đội nhân mã, cho dù là Ngự Hạ Thất Gia gia chủ, trong mắt cũng đầy là chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới, cái này lúc trước trong mắt của mọi người, vẫn chỉ là nhị tam lưu gia tộc nhân vật, vậy mà lại tại Lệ Kinh Thiên xuất hiện trong tích tắc, tấn thăng làm cùng Ngự Hạ Thất Gia cùng các loại tồn tại. Phải biết, cho dù là Ngự Hạ Thất Gia, trừ đế vương môn bên ngoài, còn lại sáu nhà cũng không có một cái nào có thể mời đến Lệ Kinh Thiên dạng này thần chiếu đỉnh phong cao thủ tọa chấn. Riêng là, cái này thần chiếu đỉnh phong cao thủ thực lực, còn có thể cùng hộ long thần vệ Phương Thu Bạch chiến cái ngang tay. Cái này vừa ý nghĩa, nhưng là liền càng thêm to lớn. Nói cách khác, lúc này Lạc Gia không chỉ là cùng Ngự Hạ Thất Gia ngang hàng đơn giản như vậy, mà chính là trừ đế vương môn bên ngoài còn lại gia tộc, như đắc tội Lạc Gia lời nói. Lệ Kinh Thiên vừa ra tay, thế nhưng là có thể tùy tiện diệt đi bọn họ bất luận cái gì một nhà a. Đương nhiên, tại trước mắt thế lực lẫn nhau quản thúc tình huống dưới, Lạc Gia cũng không dám làm như thế, nhưng là đây cũng là tại không có đem nó bước đến tuyệt lộ phần lên. Bỗng nhiên, U Vạn Sơn chờ cùng Trác Phàm có thù Ngự Hạ gia tộc, còn nghĩ đến như thế nào trả thù Lạc Gia, bây giờ lại là muốn một lần nữa suy nghĩ. Bởi vì lúc này Lạc Gia nghiêm chỉnh trở thành đế vương môn phía dưới thứ hai đại gia tộc. Tuy nhiên, gia tộc này toàn bộ chiến lực, đều là bằng Lệ Kinh Thiên một người chống lên. Bất quá thì cái này một người, cũng đủ để cho bọn họ sợ mất mật. Chậm rãi hướng Lạc Gia tại Vân Long thành trụ sở đi đến, Trác Phàm trong mắt không có một tia ánh sáng, bên cạnh tất cả gia tộc đều ào ào ghé mắt, không có người đuổi tới quấy rầy. Mọi người cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên bọn họ. Dần dần từng bước đi đến. Đột nhiên, Trác Phàm cước bộ hơi hơi đình trệ xuống tới, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lãnh Vô Thường phương hướng, lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, lớn tiếng nói, Lãnh tiên sinh, lần này ta Trác Phàm thua một chiêu. Bất quá cái trò chơi này mới vừa mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi, ha ha ha. Một tiếng quỷ dị tiếng cười phát ra, Trác Phàm trong mắt chớp động lên khát máu cửu hận. Cái kia cô âm trầm cười quái dị, làm cho tại chỗ tất cả mọi người bất giác một trận dùng mình. Lãnh Vô Thường mi đầu khẽ nhúc nhích, sắc mặt cũng là cấp tốc ngưng trọng lên, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm phương hướng, trong mắt sát ý lẫm liệt, lại là không có lên tiếng. Ngược lại là một bên Gia Cát Trường Phong liếc hắn một cái, cười nhạo nói, Lãnh tiên sinh, lần này ngài giống như đá trúng thiết bản, ha ha ha. Nói. Gia Cát Trường Phong quay đầu mang theo Âm Dương Nhị Lão rời đi, trên mặt một mảnh tự đắc. Lãnh Vô Thường rìa mép hơi hơi run run, trên mặt nộ khí càng sâu. Vây xem mọi người, tất cả đều dọa đến câm như hến, không dám lên tiếng. Cái này rất rõ ràng là thượng tầng cao thủ chi tranh, bọn họ cũng không nguyện dẫn lửa thiêu thân, dính líu vào. Đắc tội đế vương môn, từ không cần phải nói, khám nhà diệt tộc, nhưng đắc tội Trác Phàm. Cũng không chịu nổi a, đây chính là dám đem Lục Long đều hành hạ chết người, bọn họ nhỏ như vậy gia tộc lại há dám đắc tội như thế hung thần ác sát. Huống hồ, người ta hiện tại cũng là có thần chiếu đỉnh phong cao thủ che chở người, thực lực đã cùng Ngự Hạ gia tộc cân bằng. Kết quả là, mọi người cứ như vậy yên lặng nhìn lấy hai đại gia tộc, mắt lớn chừng mắt nhỏ, song phương ánh mắt bên trong sát ý, giống như trên không trung gây nên tốc độ ánh sáng, hết sức căng thẳng. Khụ khụ khụ. Ây, các vị, từ ngàn năm nay, Bách Gia tranh minh cửu oán, đều không nên đưa vào trong thế tục. Nếu là hai nhà bởi vậy kết thù kết oán, vậy thì mời tại lần sau Bách Gia tranh minh kết đi. Bất giác vội ho một tiếng, Độc Cô Chiến Thiên đối xử lạnh nhạt quét song phương liếc một chút, uy nghiêm lên tiếng, dàn xếp. Thật sâu xem hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Lãnh Vô Thường cũng là cười lạnh liên tục. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Rất hiển nhiên, song phương đều đối với cái này xem thường. Trước kia Bách Gia tranh minh không có đem ân oán đưa vào thế tục, đó là bởi vì bảy nhà lẫn nhau giữ lấy mặt mũi, đều không thương cân động cốt. Thế nhưng là lần này, đế vương môn giết Trác Phàm quan tâm nhất Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm cũng đem bọn hắn tương lai giường cột,
bốn đầu long trước mặt tất cả mọi người, từng cái diệt trừ. Oán thù này thế nhưng là kết lớn, để bọn hắn lại đợi 100 năm, để hậu bối đi báo thù, làm sao có thể. Bất quá tốt xấu, song phương đều cho Độc Cô Chiến Thiên một bộ mặt, đều là không có ở trước mặt phản bác. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo ngạo nghễ thanh âm lại là nhất thời vang lên, đế vương môn tất cả mọi người, các ngươi nghe cho ta. Từ hôm nay trở đi, ta Lạc gia cùng các ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Cứ như vậy, Lạc gia coi như thật cùng bảy nhà đứng đầu đế vương môn triệt để vạch mặt, đến tiếp xuống phát sinh kết quả xấu nhất, khả năng cũng là khai chiến. Đối với chỉ có một vị thần chiếu cao thủ tọa trấn Lạc gia, đây quả thực là muốn chết a. Vội vã quay đầu nhìn qua, mọi người đều là muốn nhìn một chút nói ra như thế ngu xuẩn chi ngôn đến tột cùng là ai. Thế nhưng là, thu vào mọi người tầm mắt, lại là một trương anh vĩ thiếu năm khuôn mặt. Lạc gia thiếu chủ, Lạc Vân Hải. Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong cùng Mỗ Mỗ ba người, vội vàng lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, mắt hiện háo sắc. Lạc gia khai chiến, bọn họ ba nhà thân là đồng minh, rõ ràng cũng là muốn bị cuốn vào. Thế nhưng là hiện tại loại thời điểm này, rất hiển nhiên không có khả năng thắng được. Lạc Vân Hải thiếu niên nhiệt huyết, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, làm ra lỗ mãng như thế hành động, có thể lý giải. Lại nói, Lạc gia tuy nhiên Lạc Vân Hải là thiếu chủ, nhưng mọi người đều biết, chủ sự là đại quản gia Trác Phàm, chỉ có hắn nói chuyện, mới đại biểu Lạc gia thái độ. Cho nên ba người đều muốn Trác Phàm vội vàng đem cái này vô tri hài đồng ngôn luận thu hồi, lấy đại cục làm trọng. Thế mà, Trác Phàm thật sâu nhìn một chút Lạc Vân Hải, gặp trong mắt của hắn phủ đầy vẻ kiên định, lại là đột nhiên bật cười ra tiếng, lại nhìn về phía tất cả mọi người, cười ta nói các ngươi đây là cái gì biểu lộ, cảm giác đến chúng ta thiếu chủ lời nói có vấn đề sao? Hừ, Lạc gia là họ Lạc, thiếu chủ nhà ta coi như còn không có chính thức kế thừa gia chủ chi vị, nói mỗi một chữ, cũng đại biểu chúng ta Lạc gia ý tứ. Không sai, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng đế vương môn chính thức khai chiến. Lời nói xong, mọi người lần nữa một mảnh xôn xao, Long Giật Phi bọn người càng là bất đắc dĩ nâng lên cái trán, thẳng lắc đầu, sắp khóc đi ra. Có lẽ lúc trước Lạc Vân Hải lời nói, mọi người sẽ không coi là thật, nhưng đã Trác Phàm còn nói một lần, vậy liền thật sự là chắc chắn sự tình, lại cũng khó có thể vãn hồi. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, Trác Phàm cái này là làm sao, thật chẳng lẽ bởi vì một cái nữ nhân, bị cừu hận choáng váng đầu óc, muốn trứng chọi đá sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nghe đến lời này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vốn là hắn chả lo lắng Hoàng thất khả năng lại sẽ xuất mặt điều giải, để bọn hắn không cách nào đối Lạc gia ra tay. Nhưng là bây giờ, đây cũng là Lạc gia hướng bọn họ dẫn đầu khiêu chiến, cái kia Hoàng thất cho dù có 10.000 cái lý do, cũng không thể lại ngăn cản bọn họ động Lạc gia a. Phong Lâm Thành đã không phải là Lạc gia bảo mệnh phù. Ha ha ha, hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao? Lại đều như thế nói lớn không ngược, không coi ai ra gì. Các ngươi coi là chỉ dựa vào Lệ Kinh Thiên một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ, liền có thể bảo trụ các ngươi Lạc gia một nhà già trẻ an nguy a. Hừ hừ, buồn cười cùng cực. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn một tiếng, nhếch miệng khinh bỉ nói, có lẽ các ngươi có thể đối hắn gia tộc sinh ra chấn nhiếp lực, nhưng muốn cùng chúng ta đế vương môn đánh đồng, còn quá non điểm. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút lão đầu kia. Chúng ta đế vương môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hơn ngàn năm tích lũy, là các người vĩnh viễn cũng không sánh nổi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, thật sao, cái kia hãy đợi đấy. Nói xong, xoay người lần nữa, mang theo tất cả mọi người rời đi, chỉ là tại Lệ Kinh Thiên quay người trong tích tắc, lại quay đầu nhìn đế vương môn mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, làm quý môn đã từng cung phụng. Lão Phu không ngại hảo tâm nhắc nhở một câu, bây giờ Lạc gia, coi như đế vương môn muốn động, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Nói xong, liền lại cũng không nói lời nào, quay người đuổi theo mọi người cước bộ. Thế nhưng là, hắn lúc trước những lời kia, lại là để Hoàng Phủ Thiên Nguyên chờ một đám đế vương môn cao tầng, trong lòng hoảng sợ, ào ào biến sắc. Lệ Kinh Thiên làm đã từng cung phụng, là biết bọn họ đế vương môn thực lực đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ đế vương môn muốn động Lạc gia,
vẫn như cũ không phải chuyện dễ dàng. Điều này nói rõ cái gì? Lạc gia thực lực chân chính, có thể so với đế vương môn sao? Cái này sao có thể, ngàn năm tích lũy, nào có dễ dàng như vậy bắt kịp? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lãnh Vô Thường, Hoàng Phủ Thiên Nguyên một mặt mê hoặc. Lãnh Vô Thường vuốt khẽ chòm râu, cũng là một trận không hiểu. Giờ này khắc này, Lạc gia giống như khoác lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, thâm bất khả trắc. Để đế vương môn mọi người vừa mới còn tin tâm tràn đầy, vui mừng không ngừng tâm, trong nháy mắt biến đến lo sợ bất an lên. Cái này năm gần đây cấp tốc quật khởi tiểu gia tộc, thật sự là càng ngày càng khiến người ta khó có thể nắm lấy. Mà Độc Cô Chiến Thiên nhìn lấy Lạc Vân Hải rời đi bóng lưng, lại là một trận cười khổ, ánh mắt lộ ra một tia buồn bã sắc. Hắn đợi Lạc Vân Hải coi như con đẻ, Lạc Vân Hải cũng một mực đối với hắn theo lệnh mà làm. Nhưng vừa mới, hắn tiếng nói vừa dứt, cái thứ nhất đứng ra phản đối, cũng là hắn cái này con nuôi. Hắn hiểu được điều này đại biểu lấy cái gì, bởi vì gia tộc lợi ích, hai cha con tâm chính tại tách rời. Đây là hắn không muốn nhìn đến, lại không cách nào ngăn cản sự tình. Ai bảo bọn họ, đều vì chủ đây. Sau ba canh giờ, mọi người trở lại Lạc gia tại Vân Long thành chỗ ở, Trác Phàm thẳng đi vào gian phòng của mình, hung hăng đóng cửa phòng, quát lạnh lên tiếng, ai cũng chớ vào. Lạc Vân Thường quýnh lên, gặp Trác Phàm trạng thái không bình thường, sợ hắn xảy ra chuyện gì, vừa muốn theo sát mà vào, cũng là bị Lệ Kinh Thiên một tay cản lại. Mi đầu bất giác nhíu một cái, Lạc Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lại chỉ thấy Lệ Kinh Thiên hướng nàng hơi hơi lắc lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, đại tiểu thư, có lúc nam nhân cần một mình yên lặng một chút, đừng đi phiền hắn. Mỹ Lệ song đồng bất giác rung động động một cái, Lạc Vân Thường thật sâu nhìn cái kia cửa phòng liếc một chút, khẽ cắn môi son, do dự nửa ngày, cuối cùng quay đầu rời đi. Thế nhưng là, còn không đợi nàng đi ra mấy bước, Trác Phàm trong cửa phòng, lại là đột nhiên truyền ra uyển như là dã thú tiếng gào thét. A, à, đưa tay bỗng nhiên che miệng lại, Lạc Vân Thường nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đã nghẹn ngào. Nàng minh bạch, từ Ngưng Nhi sau khi chết, Trác Phàm một mực tại phát tiết trong lòng phẫn nộ, nhưng thủy chung đè nén đáy lòng đau xót, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nghe lấy cái kia đau nhập tâm tủy tê minh, Lạc Vân Thường toàn bộ tâm đều tại máu. Nàng muốn đi trấn an Trác Phàm thụ thương tâm linh, nhưng là Trác Phàm lại tình nguyện một thân một mình tiếp nhận. Lòng hắn không biết hướng tất cả mọi người mở ra, chỉ có chính mình một người đem hết thảy bi thương phẫn nộ vùi lấp đáy lòng, vĩnh viễn làm lấy cái kia cô độc đại quản gia. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Vân Thường tâm liền càng thêm đau đớn, mọi người gặp cũng là liên tục ai thán, thẳng lắc đầu, yên lặng bồi tiếp vị đại tiểu thư này chờ đợi tại Trác Phàm trước cửa, không nhúc nhích. Mặt trời lặn mặt trời mọc, chỉnh một chút một ngày đi qua, tất cả mọi người như thế yên lặng đứng tại Trác Phàm ngoài cửa phòng, nghe lấy hắn gào rú một đêm, đến sau cùng cuống họng câm, mới không có động tĩnh. Lạc Vân Thường đứng bình tĩnh tại trước phòng, hai mắt đã sưng đỏ, hai má thậm chí còn có chưa khô nước mắt. Đại tiểu thư, Long các chủ bọn họ cầu kiến. Lúc này, Bàng thống lĩnh đi vào Lạc Vân Thường trước người, thở dài, ôm quyền khom người nói. Khẽ chau mày, Lạc Vân Thường kỳ quái liếc hắn một cái. Trước kia Long Giật Phi bọn họ, đều là phái người thông báo đi gặp bọn họ, nơi nào có tự mình đến nhà đạo lý, làm sao lần này. Thế nhưng là rất nhanh, Lạc Vân Thường nhìn đến Trác Phàm trước cửa khép hờ hai con ngươi lệ lão, mới hiểu được hết thảy, không khỏi khinh bỉ nói, hừ, cái gì ngự hạ gia tộc, bất quá nịnh nọt thế hệ. Nàng đã rõ ràng, chính là bởi vì hôm qua Lệ Kinh Thiên xuất hiện, chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người, Tiềm Long Các, Kiếm Hầu Phủ bọn họ mới đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, Lạc gia đã đi đến cùng bọn hắn một dạng vị trí, thậm chí đã siêu việt bọn họ. Bởi vậy, bọn họ mới tự hạ thấp địa vị, tự mình đến đây bái phỏng. Nếu không lời nói, coi như xem ở Trác Phàm trên mặt, bọn họ cái kia gia chủ thân thể như thế nào lại chạy đến một cái tam lưu gia tộc trụ sở đến. Bàng thống lĩnh, người đem bọn hắn mang đến đi. Lạc Vân Thường hiên ngang đầu, đạm mạc lên tiếng, hiển thị rõ mọi người khí chất. Bàng thống lĩnh không khỏi sắc mặt nghiêm một chút, khom người lĩnh mệnh, vâng. Chỉ chốc lát sau, tại bàng thống lĩnh chỉ huy dưới, Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong cùng mỗ mỗ ba người,
liền mang theo tam đại gia tộc bọn người người ào ào đi tới nơi này. Lạc Vân Thường chậm rãi quay người, hướng mọi người lạnh nhạt hành lễ, chư vị gia chủ, vạn phần xin lỗi, Vân Thường có việc trong người không thể tự mình đón chào, ở chỗ này bồi tội. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, trác quản gia đâu. Mỗ mỗ vội vã khoát tay, không chút nào coi là ngang ngược, chỉ là vội vàng tìm kiếm nói. Trong mắt bất giác đau xót, Lạc Vân Thường ai thán một tiếng, nhìn về phía gian kia đóng chặt căn phòng nhỏ, sâu xa nói, quấn quanh Vân Thường sự tình, cũng đúng là như thế. Ai, chỉnh một chút một ngày, hắn đều tự giam mình ở bên trong, ai cũng không gặp, hiện tại không biết như thế nào, thực sự khiến người ta lo lắng. Nghe thấy lời ấy, ba vị gia chủ trong lòng giật mình, vội vã nhìn qua, lại chính gặp Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên yên lặng canh giữ ở phòng trước, nhắm mắt không nói. Ba người bất giác cùng nhau run lên, đuổi vội vàng hành lễ, lệ lão lễ độ. Thế nhưng là, Lệ Kinh Thiên vị này thần chiếu đỉnh phong cường giả cũng treo cực kỳ, đúng là mảy may không rảnh để ý, vẫn như cũ yên lặng đứng ở nơi đó, không nói không động. Ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều là lắc đầu cười khổ, phía sau bọn họ mọi người, cũng là thở sâu, âm thầm tắc lưỡi. Cái này mẹ hắn cũng là tuyệt thế cao thủ a, thực sự quá có phong phạm. Liền gặp Ngự Hạ gia tộc gia chủ, đều như thế nghiêu bức hống hống, hờ hững. Thế nhưng là thực sự khó có thể tưởng tượng, cũng là như thế cường hãn một đại nhân vật, hôm qua lại sẽ đối với Trác Phàm mỗi một câu mệnh lệnh đều nói gì nghe nấy, quả thực khó có thể tin. Riêng là Long Cửu, Long Quỳ những thứ này cùng Trác Phàm trước hết quen biết người, chính là nhìn lấy hắn theo một cái không có ý nghĩa phổ thông nhân vật, từng bước một đi cho tới bây giờ như vậy có thể quát tháo thiên vũ mưa gió cấp độ người. Trong lòng càng là một trận thổn thức. Đặc biệt là Kiếm Hầu phủ đại công tử Tạ Thiên Thương, trong mắt chớp động kích động ánh sáng, càng để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cùng Lệ Kinh Thiên đồng dạng, đều là võ si hắn, hoàn toàn có thể minh bạch, có thể cho một cái võ si cường giả, khăng khăng một mực đi theo lý do rất đơn giản, chỉ có một cái kia chính là thực lực. Liền Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên dạng này hung sát, đều lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đó chỉ có thể nói, Trác Phàm có để hắn hoàn toàn thần phục thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Tạ Thiên Thương trong lòng đối Trác Phàm kính ngưỡng càng thêm mãnh liệt, thậm chí lập tức liền muốn đạt tới sùng bái cấp độ. Ba vị gia chủ lần nữa lẫn nhau nhìn xem về sau, vẫn là từ mỗ mỗ ra mặt, hướng Lạc Vân Thường hỏi, Lạc đại tiểu thư, chẳng biết có được không làm cho chúng ta cùng Trác quản gia gặp mặt một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Cái này, chỉ sợ không được. Lấy hắn hiện tại trạng thái, lúc này vẫn là để hắn yên lặng một chút, nghỉ ngơi thật tốt đi. Các ngươi có lời gì, có thể nói với ta. Lạc Vân Thường trầm ngâm một trận, lần nữa thật sâu nhìn cái kia phòng nhỏ liếc một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bất giác khẽ giật mình, lại là cùng nhau nhíu mày lại. Trước kia Trác Phàm không tại, bọn họ mới tìm nha đầu này thương lược, hiện tại Trác Phàm trở về, đương nhiên tìm tránh thức người chủ trì. Càng việc này chuyện rất quan trọng, liên quan đến ba nhà an nguy, bọn họ lại có thể như thế trò đùa, đem quyền quyết định giao tại một tiểu nha đầu trên tay. Thế nhưng là, lại xem xét môn kia trước trông coi Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên, ba người liền không còn cách nào khác, không còn gì để nói. Có vị này ác sát ở đây đóng giữ, bọn họ coi như muốn xông vào đều không được. Thế mà, chính vào ba nhà người chủ trì vô kế khả thi thời khắc. Một đạo thon dài bóng trắng lại là bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, thả mắt nhìn đi, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Sở lâu chủ, người muốn làm gì? Gặp Sở Khuynh Thành muốn xông vào phòng đi, Lạc Vân Thường không khỏi nhướng mày, đưa tay ngăn lại. Sở Khuynh Thành sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng một nhóm, liền đem nàng cổ tay trắng mở ra, lạnh lùng nói, đây là ta cùng hắn sự tình, mời Lạc tiểu thư không muốn tham hòa. Đón lấy liền tiếp tục đi đến phía trước, Lạc Vân Thường quính lên, lại là bất đắc dĩ. Nhưng là, Lạc Vân Thường không cản được nàng, nhưng tại nàng muốn đẩy cửa vào lúc, một cái khác tráng kiện cánh tay lại là ngăn tại trước người nàng. Lệ Kinh Thiên vẫn như cũ yên lặng hai mắt nhắm chặt, nhưng nói ra lời nói lại là chém đinh chặt sắt, không cho nghi vấn, Trác quản gia hiện tại cần yên lặng một chút, không có hắn cho phép, người nào đều không cho đi vào. Nếu không thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Trong lòng bất giác bỗng dưng run lên,
mọi người cùng nhau quá sợ hãi. Tại chỗ tất cả cao thủ, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Cương Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên sẽ đối với một tên tiểu bối nói ra nặng lời như thế đến, quả thực cũng là một cái đang xem thủ bảo khố thị vệ, không cho người khác có nửa bước vào đồng dạng. Bất quá cái này cũng chính biểu hiện Lệ Kinh Thiên đối Trác Phàm trung thành tuyệt đối, không khỏi làm người khác một trận hâm mộ. Trác Phàm đến tột cùng làm cái gì thần thông, có thể đem như thế một cái hung thần cột vào dây lưng quần lên, đối với hắn theo lệnh mà làm, trung tâm chuyên nhất. Thật sâu liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành biết không phải là Lệ Kinh Thiên đối thủ, liền cũng không mạnh mẽ xông vào, chỉ là cao giọng hô, Trác Phàm, ta tìm ngươi có chuyện quan trọng, mau chạy ra đây gặp ta, khác giống con rùa đen rút đầu một dạng, tránh ở bên trong không ra. T. Không khỏi hít sâu một hơi, mọi người nghe thấy lời ấy, tất cả đều trong lòng lo sợ. Hiện tại Trác Phàm thân phận cũng không đồng dạng, bên người có tuyệt thế bảo tiêu, Lệ Kinh Thiên thủ hộ. Lúc này tâm tình lại không thế nào thuận, nếu là chọc giận hắn, thật trở mặt không quen biết, bọn họ nhưng là vạn vạn chịu không được a. Đừng quên, hôm qua hắn nhưng là nhiệt huyết choáng váng đầu óc, cùng đế vương môn hạ chiến thư, ai ngờ hiện tại hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận, cùng bọn hắn đánh lên. Có Lệ Kinh Thiên tại chỗ, bọn họ nhưng là tuyệt đối đánh không lại a. Trác Phàm một khi khởi xướng điên đến, không để ý đại cục ác ma bộ dáng. Bọn họ trong một tháng này thế nhưng là kiến thức không ít, làm thật khủng bố cực kỳ, cùng người điên không khác, bọn họ nhưng là không dám ở nơi này cái giờ phút quan trọng lên chọc hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng một trận tâm thần bất định, mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy căn phòng kia động tĩnh. Nhưng là, trong phòng kia lại không có chút nào vang động, giống như chết yên tĩnh, không lên tiếng. Bất quá, một phút sau... Bên trong rốt cục vang lên một đạo khàn khàn giọng trầm, Lệ lão, thả bọn họ tiến đến. Tốt. Khẽ gật đầu, Lệ Kinh Thiên đưa tay để xuống, chuyển qua một bên. Lúc này, mọi người mới có thể theo Sở Khuynh Thành, đẩy cửa phòng ra đi vào. Thế nhưng là, bên trong cảnh tượng lại là làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Khuynh Thành cùng Lạc Vân Thường chờ nữ, càng là song đồng khẽ giật mình, mí mắt nhất thời phát bắt đầu nóng. Chỉ thấy giờ này khắc này, một đạo thấp bé đầu giường trước, uể oải ngồi liệt lấy một vị nam tử tóc trắng, quần áo không chỉnh tề, búi tóc rối tung, hai mắt đỏ thẫm vô thần, một mảnh cho tàn chi sắc. Hắn trong tay cầm một chỉ lớn chừng bàn tay lô đỉnh, bên trong yêu kiều phát ra thuần khiết thánh mang. Người này, chính là Trác Phàm, lại... cũng không phải là Trác Phàm. Ai có thể nhìn thấy, hắn khi nào từng có tuyệt vọng như vậy tình hình. Trác đại ca, Lạc Vân Hải giật mình, nhịn không được kêu lên. Nhưng là Trác Phàm không có trả lời, chỉ là vô thần nhìn dưới mặt đất, chờ một lúc mới thì thào lên tiếng, nhưng như cũng không có nhìn mọi người liếc một chút, xin lỗi chư vị, nếu như các ngươi là vì hôm qua tuyên chiến sự tình mà đến, đều có thể trở về. Vân Hải tuy nhỏ, nhưng là chúng ta Lạc gia tương lai gia chủ, hắn lời nói thì là mệnh lệnh tuyệt đối. Chúng ta Lạc gia cuối cùng muốn cùng đế vương môn nhất chiến, đến cho các ngươi tham không tham dự, tùy các ngươi liền đi. Bờ môi bất giác lúng túng một chút, ba nhà gia chủ nhìn lấy Trác Phàm như thế thất hồn lạc phách bộ dáng, rõ ràng cũng là bị đả kích to lớn, hoàn toàn trầm luân, chỗ nào còn có thể giống như nguyên lai, làm ra chính xác lựa chọn. Giờ này khắc này hắn tất cả quyết định. Căn bản chính là hoàn toàn một bộ Avenger dân liều mạng bộ dáng, tình nguyện chính mình thịt nát xương tan, cũng muốn cắn xuống trên người đối phương một miếng thịt. Thế nhưng là cái này, là hoàn toàn không khôn ngoan a. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm không động tình, lạnh giống khối thiên nhiên hàn băng, khó chơi, xử lý khởi sự tình đến, cũng là tỉnh táo giống như một cái quái vật giống như, chỉ nói lợi ích, không có chút nào cảm tình. Thế nhưng là hắn một khi động tình, nhưng lại có thể hoàn toàn vứt bỏ lý trí, liều lĩnh, lại trở thành yếu ớt nhất tồn tại. Trời như có tình, trời cũng lão, cảm tình quả nhiên là thanh đao mổ heo, có thể làm cho trên đời này người mạnh nhất, biến thành chán chường nhất tồn tại. Bất đắc dĩ thở dài, mọi người nhìn về phía Trác Phàm này lúc bộ dáng, thẳng lắc đầu, hận không tranh. Thế nhưng là một đám nữ tử nhìn lấy Trác Phàm ánh mắt. Lại là lộ ra từng tia yêu thương. Có thể vì một nữ tử bị thương thành dạng này, mới thật sự là có tình có nghĩa kỳ nam tử.
chỉ là hắn trước kia lạnh lùng bề ngoài, làm cho tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn thực tình thôi. Trác quản gia, người không thể lại như thế tinh thần sa sút, đế vương môn việc này, cắt không thể hành động theo cảm tính a. Mỗ mỗ nhìn về phía Trác Phàm lời nói thấm thía, vẻ mặt vội vàng. Trác Phàm lại là căn bản không liếc nhìn nàng một cái, suy cười một tiếng, hoàn toàn từ chối cho ý kiến. Sở Khuynh Thành trong mắt hơi động một chút, bỗng nhiên đi vào trước người hắn, kéo lại hắn thủ đoạn, thì đi ra phía ngoài, ngươi đi theo ta. Mọi người khẽ giật mình, không rõ ý. Trác Phàm cũng là không hiểu, nhưng là hắn đã không quan tâm nhiều như vậy, cứ như vậy như cái xác không hồn, bị Sở Khuynh Thành lôi kéo chạy. Một cái lắc mình công phu, thì biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Nửa canh giờ về sau, Sở Khuynh Thành lôi kéo hắn đi vào Vân Long Thành Hoa Vũ Lâu trụ sở, một gian hương khí bốn phía trong khuê phòng. Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, buồn bực ngán ngẩm, Sở Lâu Chủ, người kéo ta tới chỗ này làm gì, sẽ không phải còn muốn cùng ta tình ý kéo dài một phen a? Hừ hừ hừ, tính toán, ta hiện tại không có cái này hưng. Đột nhiên, Trác Phàm lời còn chưa nói hết, lại là hai mắt khẽ giật mình, đột nhiên phát hiện, tại cái này nhà ở một chương môi trường thích hợp lên, còn nằm khác một thiếu nữ. Nàng này da thịt trắng nõn, hình dạng thanh thuần, lại chính là Tiết Ngưng Hương không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nàng không giống như là chết, ngược lại như cùng ngủ lấy đồng dạng, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Ngưng Nhi thi thể, sao lại thế? Trong mắt bất giác co lại, Trác Phàm đuổi bước lên phía trước xem một phen, lại là cùng người sống không khác, chỉ là một mực nhắm mắt bất tỉnh mà thôi. Mi đầu sâu nhăn, Trác Phàm tiếp tục xem, lại cuối cùng tại trong miệng nàng, phát hiện một khỏa lóe dạng dỡ hào quang minh châu. Định hồn châu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Trác Phàm kêu lên sợ hãi, tiếp theo chính là đại hỉ, nói như vậy. Ngưng Nhi còn có thể cứu. Cửu phẩm linh binh, định hồn châu, nguyên thần phòng ngự trí bảo, tại toàn bộ thiên vũ cũng chưa từng xuất hiện qua, độc nhất vô nhị tồn tại. Là cao thủ giao chiến, lớn nhất làm cho người ngấp nghé thủ hộ bảo vật. Phàm là thần chiếu cảnh lấy phía trên cao thủ, một khi chiến lên, càng phát ra thiên về lực lượng nguyên thần công kích. Thế nhưng là có cái này định hồn châu, thì hoàn toàn có thể phòng ngự nguyên thần của đối phương công kích. Riêng là, tại nguyên thần trọng thương, linh hồn tán loạn thời khắc, bảo vật này còn có thể có ổn định nguyên thần kỳ hiệu, đem tán loạn linh hồn ngưng ở một chỗ, đưa đến tinh phách hiệu quả. Mà Tiết Ngưng Hương tinh phách bị đoạt 3 ngày, linh hồn tán loạn mà chết lúc. Thực chỉ là nguyên thần cường độ khó có thể lại chống đỡ tiếp nàng ý thức, mới khiến cho nàng buông tay nhân gian, khi đó linh hồn còn chưa hoàn toàn tán loạn biến mất. Nếu là lúc đó đem cái này định hồn châu kịp thời đặt ở trong miệng nàng, liền có thể giữ được nàng nhất thời chi mệnh. Về sau chỉ cần lại tìm đến linh đan diệu dược, để cho nàng tinh phách quy vị, đem duy nhất linh hồn cùng tinh phách xung hợp lại cùng nhau, tu bổ nguyên thần tổn thương, liền có thể lần nữa đem nàng phục sinh. Mà nhìn cái này Tiết Ngưng Hương sắc mặt, rõ ràng cũng là được đến kịp thời cứu chữa, mới có thể ngủ được như thế an tường, không xuất hiện tử khí. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi đại hỉ, nhìn về phía Sở Khuynh Thành kích động nói, Sở Lâu Chủ, tạ. Gọi ta Khuynh Thành, thật sâu khoét hắn liếc một chút, Sở Khuynh Thành tức giận lên tiếng, nhưng là trong hai con ngươi lại là mang theo nồng đậm ý cười, hiện tại, ngươi không sa sút đi. Sắc mặt bất giác một đỏ. Trác Phàm lúng túng sờ sờ tấm kia tiểu tụy mặt mo, vội vàng đổi chủ đề ách, đúng, cái này cửu phẩm linh binh định hồn châu là cái gì đến, các ngươi Hoa Vũ Lâu thế mà còn cất giấu như thế hi hữu đồ chơi. Đó là đương nhiên, chúng ta Hoa Vũ Lâu tuy nhiên tại bảy nhà bên trong không tính thực lực mạnh nhất, nhưng tối thiểu kinh doanh ngàn năm lâu dài, có chút chấn lầu chi bảo, không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chúng ta chỉ có bồ đề tu căn? Sở Khuynh Thành dương dương đầu, ít có lộ ra tiểu nữ nhi giống như đáng yêu dạng, phần kia ngọt ngào, cho dù là Trác Phàm nhìn đến cũng không khỏi đến ngốc ngẩn ngơ. Chỉ là nàng trong mắt chỗ sâu cái kia tia đau thương, Trác Phàm lại là hoàn toàn không có chút nào phát giác. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm không sai gật đầu, cứ như vậy liền dễ làm, đến tiếp xuống chỉ cần tìm được có thể tu bổ linh hồn thiên tài địa bảo, vậy liền có thể đem Ngưng Nhi cứu sống. Chẳng lẽ ngươi biết chỗ nào có thể tìm tới loại này kỳ dược? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Sở Khuynh Thành cười nói. Chậm rãi lắc đầu,
Trác Phàm hơi hơi nhún nhún vai, nhưng là trong mắt lại là lóe qua một đạo vẻ kiên định, không biết, nhưng là chỉ cần ngưng nhi nguyên thần bị định trụ, vậy chúng ta thì có là thời gian đi tìm, cho dù Thiên Vũ tìm không thấy, Thiên Vũ bên ngoài cũng muốn đi tìm. Nhìn lấy Trác Phàm như thế kiên nghị thần sắc, nhìn nhìn lại trên giường cái kia yên ổn ngủ say Tiết Ngưng Hương, Sở Khuynh Thành bất giác một trận hâm mộ. Nam nhân này có thể vì nàng nỗ lực hết thảy, thế nhưng là không biết có thể vì ta làm cái gì đây. Vừa nghĩ đến đây, Sở Khuynh Thành đột nhiên nói, Trác Phàm, ngươi vừa định nói với ta cái gì tới? Ây, ta là muốn cảm ơn ngươi. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Sở Khuynh Thành lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng, chỉ là cảm ơn thì xong, vậy ngươi muốn làm sao tạ? Ây, vậy ngươi muốn ta làm sao tạ? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm gãi gãi tóc trắng phơ, không rõ ràng cho lắm. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, Sở Khuynh Thành khoan thai lên tiếng, ngươi. Trước nhắm mắt lại. Hả? Mi đầu hơi hơi run run một chút, Trác Phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, không rõ ý, nhưng là tại Sở Khuynh Thành ánh mắt dần dần biến đến hung hăng lúc, lại là dọa đến vội vàng chiếu nàng nói, nhắm lại song đồng, trong lòng một trận bồn chồn. Bé con này nàng muốn làm gì? Trong mắt nổi lên một đạo nhu sắc. Sở Khuynh Thành chậm rãi tới gần Trác Phàm gương mặt, tại hắn trên mặt nhẹ nhàng mổ một miệng. Thân thể lạnh không khỏi đánh cái thông minh, Trác Phàm vội vàng muốn mở hai mắt ra, nhưng là Sở Khuynh Thành cái kia nhẹ nhàng giọng nữ lại là lần nữa vội vã tại hắn mà thôi trước vang lên, khác mở ra. Thân thể không khỏi trì trệ, Trác Phàm đang chuẩn bị buông ra mí mắt, lại chăm chú đóng lại tới. Trên mặt lộ ra điềm tĩnh nụ cười, Sở Khuynh Thành thở sâu. Đem đầu chậm rãi tựa ở Trác Phàm đầu vai, khẽ nhắm hai con ngươi, thì thào lên tiếng, ôm chặt ta. Trác Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, không biết nên như thế nào làm việc, nhưng cuối cùng vẫn chiếu vào Sở Khuynh Thành lời nói, hai tay chậm rãi ôm lên nàng thân thể mềm mại. Yên tĩnh tựa ở Trác Phàm trong ngực, Sở Khuynh Thành trên mặt một mảnh không màng danh lợi chi sắc, như nói mê thì thào lên tiếng, thật nghĩ trở lại Hoa Vũ Thành cái kia phá phòng. Chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Trác Phàm, lúc này ta không cho phép ngươi muốn khác nữ nhân, riêng là Ngưng Nhi. Trác Phàm thân thể không tự giác chấn động, tiếp cái đầu vô ý thức gật gật đầu, thở dài một hơi. Kết quả là, hai người cứ như vậy cùng một chỗ nhắm hai mắt, song cầm giữ mà đứng bình tĩnh ở chỗ này. Giống như năm đó ở tiểu phá phòng, song cầm giữ mà ngủ đồng dạng. Thật lâu, Sở Khuynh Thành mới mở hai mắt ra. Nhẹ nhàng đạn một chút Trác Phàm chán, cười nói tốt, có thể mở mắt ra. Trác Phàm mở ra có chút mông lung song đồng, nhìn lên trước mặt cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, trong lòng bất giác có chút thất lạc, tựa hồ còn không nghĩ là nhanh như thế tỉnh lại, ôm lấy người ngọc vòng eo hai tay, cũng là vạn phần không muốn, thật lâu không muốn rời. Sâu khoét hắn liếc một chút, Sở Khuynh Thành vũ mị cười một tiếng, trêu đùa thế nào, hiện tại không muốn à, muộn. Chỉ này một lần, chúng ta về sau thì hoàn toàn là quan hệ hợp tác, lại không liên quan. Về sau ngươi cùng ngươi Ngưng Nhi tốt, ta kinh doanh ta Hoa Vũ lâu, vĩnh không tương giao, miễn cho lại có cái gì phức tạp chuyện phát sinh. Ây, ta bản ý cũng là như thế, ha ha ha. Bất giác cười khan một tiếng, Trác Phàm lúng túng gãi đầu một cái, chỉ là trong lòng lại là không lý do có chút thất lạc. Vốn là ngay từ đầu muốn cùng Sở Khuynh Thành nhất đao hai đoạn là hắn. Nhưng bây giờ Sở Khuynh Thành thật đáp ứng hắn yêu cầu, hắn lại có chút không muốn. Ai, nam nhân thật sự là tiện a. Thế nhưng là, lão tử lúc nào thành loại này tiện nam nhân? Trong lòng một trận cảm thán, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Khuynh Thành thật sâu liếc hắn một cái, chậm chậm nói, Trác Phàm, người bây giờ nên trở về đi, có lẽ. Người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cứu Ngưng Nhi phương pháp. Không khỏi sững sờ. Trác Phàm một đầu mơ hồ, nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt vạn phần không hiểu. Nhà đầu này hôm nay đến tột cùng làm sao, luôn thần thần bí bí. Mà lại, có thể chữa trị linh hồn bị thương linh dược, tối thiểu cửu phẩm trở lên, cái nào là dễ dàng như vậy được đến. Chẳng lẽ nói, đây bất quá là Sở Khuynh Thành hạ lệnh trục khách một loại lý do. Ân, đại khái A, dù sao đem hắn mạnh kéo đến nơi này, cưỡng hôn hắn là nàng. Hiện tại muốn đem hắn đuổi đi cũng là nàng, so với nam nhân mà nói,
nữ nhân càng khiến người ta không hiểu rõ. Trong lòng thở dài, Trác Phàm lắc đầu bật cười một tiếng, đã như vậy, cái kia Khuynh Thành, ta liền cáo từ. Nói, Trác Phàm quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất, Sở Khuynh Thành trong hai con ngươi hai hàng thanh lệ, cuối cùng chảy ra không ngừng xuống tới. Hưu, một đạo màu xám hư ảnh lướt qua, rơi sau lưng Sở Khuynh Thành, phát ra thanh âm già nua, nhà đầu, nhớ kỹ giữa chúng ta ước định. Tiểu cô nương này một khi tỉnh, như vậy nơi này tất cả mọi người cùng sự tình, từ nay về sau thì đều theo ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thấy được hắn tốt, ta liền tốt. Khẽ cắn môi son, Sở Khuynh Thành khoan thai lên tiếng. Cái kia màu xám hư ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hưu một tiếng lần nữa biến mất không thấy. Một phương diện khác, Trác Phàm đi tại trở về trên đường, đầy đầu đều là Sở Khuynh Thành hôm nay kỳ quái lời nói và việc làm. Thế mà đúng lúc này, một đạo bí âm lại là đột nhiên truyền đến hắn trong tai, tiểu tử, muốn cứu nha đầu kia tánh mạng a, đến thành nam 50 dặm chỗ rừng rậm một lần. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Trác Phàm lập tức mở rộng thần thức xem, lại là căn bản xem xét nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lấy hắn hiện tại thần thức lĩnh vực, coi như thần chiếu cao thủ ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối không chỗ che thân. Nhưng là vừa vặn người kia lại có thể thần không biết quỷ không hay truyền âm cho hắn, hơn nữa còn một chút dấu vết đều không có, đây là như thế nào thực lực a? Vừa nghĩ đến đây, lại vừa nghĩ tới Sở Khuynh Thành hôm nay đủ loại kỳ quái biểu hiện, Trác Phàm cảm thấy có chút kỳ quặc, liền bất chấp tất cả, trước chạy tới thành nam rừng cây lại nói. Dù sao người này thực lực cường hãn, chỉ sợ liền lệ kinh thiên cũng khó có thể ngăn cản, nếu thật muốn đòi mạng hắn lời nói, làm sao cũng tránh không khỏi, không bằng liền đi phó ước, xem hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau hai canh giờ, Trác Phàm rốt cục đi vào mục đích, thế nhưng là đập vào mi mắt chỉ có một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm, lại là nửa cái bóng người cũng không có. Đúng vào lúc này, một tiếng tà tiếu lại là đột nhiên tại hắn sau lưng vang lên, hắc hắc hắc. Ngươi đến, mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo màu xám hư ảnh trôi nổi tại hắn sau lưng, bất giác trong mắt đột nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi thần chiếu phía trên, hóa hư cảnh. Không sai, thần chiếu cảnh phía trên, còn có hóa hư cảnh. Chỉ có đạt đến cảnh giới này, mới có thể hồn thể tách rời, cho dù thân thể tử vong, cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Là đem nguyên thần tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh cảnh giới. Có thể nói, thần chiếu cảnh chỉ là đối nguyên thần sử dụng tiểu thành mà thôi, chính thức có thể đem lực lượng nguyên thần phát huy đầy đủ, cũng là cái này hóa hư cảnh cao thủ. Một khi hồn thể tách rời, cái này hư ảnh tất cả công kích, đều là nhằm vào nguyên thần, cường độ căn bản không phải thần chiếu cảnh nguyên thần trùng kích, ý niệm giết người có thể so. Thậm chí có thể nói, mạnh hơn thần chiếu cảnh cao thủ. Cũng không ngăn nổi cái này hư ảnh nhất chỉ chi uy. Bởi vì hắn một chỉ này, thì có thể đưa ngươi nguyên thần xuyên phá, khiến nguyên thần triệt để đánh tan. Nếu không có nhằm vào nguyên thần công kích thủ đoạn, coi như nhục thể cường hãn nữa, đối cái này hóa hư cảnh cao thủ, cũng là không có nửa phần tác dụng. Đây cũng chính là nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng toàn bộ đế vương môn đều là luyện thể cao thủ, nhưng là cho dù bọn họ luyện đến thần chiếu đỉnh phong, nhưng đối mặt hóa hư cảnh cao thủ, y nguyên như con kiến hôi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đây chính là hai đại cảnh giới, khoảng cách giống như chênh lệch. Đây cũng chính là vì cái gì, rất nhiều người kẹt tại thần chiếu cảnh đỉnh phong, lại chậm chạp không có thể đột phá, thiên vũ ngàn năm qua đều không có một cái nào hóa hư cao thủ xuất hiện nguyên nhân. Từ thể đến hồn, chính là biến chất, hai người chênh lệch, thực sự quá đại. Chỉ là, Trác Phàm nghĩ mãi mà không rõ là, vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện hóa hư cao thủ. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia hư ảnh đối với hắn cười quái dị một tiếng, phát ra tràn ngập dục vọng thanh âm, khặc khặc khặc. Trác Phàm, bổn tọa hôm nay muốn định ngươi, chúng ta tới nói điều kiện đi. Ngươi, là ai? Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm yên lặng nhìn lấy cái bóng mờ kia, lạnh lùng lên tiếng. Lại là một tiếng quái dị cười to. Cái kia hư ảnh lộ ra một tia âm tà, thản nhiên nói, khặc khặc khặc. Kém chút quên giới thiệu chính mình, bổn tọa cũng là Ma Sách Tông tông chủ, Tà Vô Nguyệt. Cái gì,
Hộ Quốc Tam Tông một trong Ma Sách Tông. Trong mắt nhìn không được co lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt. Nghe nói cái này Hộ Quốc Tam Tông, luôn luôn chỉ bảo vệ Thiên Vũ không nhận ngoại tộc xâm nhập, lại tuyệt sẽ không can dự Thiên Vũ nội bộ sự tình. Tựa như 300 năm trước cổ Tam Tông đại náo Thiên Vũ lúc, toàn bộ hoàng thất đều sắp bị tận diệt, cũng không thấy Tam Tông nhân mã xuất hiện. Nhưng là bây giờ, Ma Sách Tông Tông chủ làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này, còn chỉ mặt gọi tên tìm chính mình. Điều này không khỏi làm hắn, trong nháy mắt mê hoặc lên. Ngươi, tìm ta chuyện gì? Khặc khặc khặc, vừa mới bổn tọa không phải đã nói a, bổn tọa muốn định ngươi. Tiếp đó, thì xem chính ngươi ra giá. Cái kia hư ảnh ta cười một tiếng nói. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm đã minh bạch ý hắn đồ, là muốn lôi kéo chính mình, chỉ là hắn làm sao cũng không hiểu, cái này Ma Sách Tông Tông chủ không để ý tới thế tục, lại là làm thế nào biết hắn tồn tại, còn ngàn dặm xa xôi đến mời chào hắn. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng nói, ngươi không cần kỳ quái, ngay từ đầu bổn tọa cũng không biết rõ ngươi tồn tại, vốn là lần này, bổn tọa là tìm Thiên Vũ đệ nhất thiên tài. Hoàng Phủ Thanh Thiên. Thế nhưng là, tiểu tử kia tuy nhiên ưu tú, cho dù tại bên trong tông môn, cũng là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nhưng là, đã sinh du, sao còn sinh lượng a? Ngươi xuất hiện, để bổn tọa lúc này từ bỏ hắn, lựa chọn ngươi. Khặc khặc khặc, ngươi chắc là vì thế cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ngươi thế nhưng là liều đến tánh mạng đánh bại một cái cường lực đối thủ, mới có thể may mắn vào tới bổn tọa pháp nhãn a. Hừ. Cuồng vọng, khinh thường lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm trong lòng từ chối cho ý kiến bĩu môi. Lấy hắn đường đường ma hoàng nhãn giới, phàm giai cái nào cái tông môn có thể vào được hắn pháp nhãn. Bị một cái chỉ là Ma Sách Tông Tông chủ nhìn lên, sao có thể để hắn cảm thấy nửa điểm vinh hạnh. Chỉ là cái kia Ma Sách Tông Tông chủ, chính mình tại chỗ ấy ý dâm thôi, còn thật đem mình làm đại nhân vật gì. Đã nhìn đến Trác Phàm trong mắt cái kia tia thật sâu chế giễu, Tà Vô Nguyệt lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha ha ha. Tốt, tốt cực kỳ, bổn tọa cũng là thưởng thức ngươi cái này cuồng vọng tư thái, có vương giả chi phong. Như vậy, chúng ta đổi loại thuyết pháp a, bổn tọa lấy Ma Sách Tông Tông chủ thân phận, thành mời ngươi thêm vào bản tông, đến mức điều kiện, ngươi tùy tiện mở. Nhưng là có một chút, ngươi không thể cự tuyệt, bản tông chủ muốn đồ. Vật, như là không thể được đến, tình nguyện hủy, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Người ta đều là ma đạo tu giả, vì tư lợi, một cái bộ dáng, điểm ấy ta rất rõ ràng. Chỉ là, ta chỗ này còn có chút việc, nhất thời thoát thân không ra. Ngươi là chỉ lạc gia a, nghĩ không ra thân là ma đạo tu giả ngươi, lại như thế trung thành. Bất quá cái này cũng không ngại, ta cho ngươi thời gian 3 năm, xử lý tốt thế gian tục vật. 3 năm sau, bổn tọa tự mình đến tiếp ngươi. Lấy ngươi năng lực, trong 3 năm này hẳn là có thể đầy đủ có tư cách, an bài tốt hết thảy. Nếu là có gì cần, bản tông cũng có thể tận lực cung cấp trợ giúp. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Tà Vô Nguyệt đề nghị này, không thể bảo là không mê người, đến mức Trác Phàm cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Đây chính là tương đương với, lạc gia sau lưng có toàn bộ Ma Sách Tông làm chỗ dựa. Coi như hoàng thất cũng chưa chắc dám đem bọn hắn thế nào. Tại ngay sau đó cục thế biến đến gió dục mây vần thời điểm, có một cái sức mạnh như thế chỗ dựa xuất hiện, không khác nào bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, am hiểu sâu đàm phán chỉ đạo Trác Phàm, trên mặt lại không có biểu hiện ra một tia kinh hỉ, ngược lại chỉ là đạm mạc gật gật đầu, thở dài, như thế tới nói. Ta còn có thể suy tính một chút. Khí tức bất giác trì trệ. Tà Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người nhà cân nhắc cái giám a, có thể có chúng ta Ma Sách Tông làm các ngươi ỷ vào, cũng không biết các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, người nhà đã sớm cái kia đối lão tử mang ơn. Làm sao nhìn qua, còn tốt giống người ăn thiệt thòi một dạng, một mặt sầu bi. Nhìn thấy hắn như vậy cố làm ra vẻ bộ dáng, Tà Vô Nguyệt liền hận không thể đi lên quất hắn một vả. Đây là không tại trong tông a. Nếu là trong tông môn có trưởng lão dám to gan như thế thái độ đối với hắn, hắn đã sớm một bàn tay đem bọn hắn rút đến trong lao thật tốt tra tấn một phen. Giống Ma Sách tứ quỷ, cái kia bốn cái tiểu đông tây, không chính là như vậy bị hắn ép vào Tích Lôi Sơn a. Bất quá, đối mặt Trác Phàm như thế xảo trá chi đồ,
hắn lại là vừa yêu vừa hận. Như Trác Phàm thật là một cái trung thực tiểu hòa tử, không có như vậy âm hiểm lời nói, có lẽ hắn còn chướng mắt đây. Ha ha ha, tốt, ta thì thích người phần này tham lam, càng có thực lực người, mới càng tham lam a. Vừa mới bổn tọa nói tới hết thảy, đều xem như hoan nghênh ngươi nhập tông, tình nguyện vì ngươi làm, không tại điều kiện hàng ngũ. Tiếp đó, ngươi ra điều kiện đi. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, ta muốn ra điều kiện, ngươi không phải đã biết a? Cứu cái tiểu nha đầu kia. Thật sâu liếc hắn một cái, Tà Vô Nguyệt đột nhiên cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm a Trác Phàm, lấy ngươi đối Hoàng Phủ Thanh Thiên bốn người âm hiểm tàn nhẫn, ta biết rõ ngươi hẳn là đại gian đại ác người. Nhưng không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái tình thánh a. Bất quá, ta hy vọng ngươi cái này đa tình mau bệnh, không muốn đưa vào bên trong tông môn. Chúng ta ma đạo tu giả, một khi dính vào cảm tình thì toàn xong. Ta không muốn hủy ngươi, cũng không muốn hủy cả cái tông môn, biết không? Ngay từ đầu, Tà Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm còn đầy là cười nhạo chi ngôn, nhưng là càng về sau, ngôn ngữ liền càng lạnh, như cùng ở tại cảnh cáo hắn như vậy. Trác Phàm biết hắn ý tứ, là để cho mình thủ tông quy, không động tới tình, liền không sai gật đầu, đạm mạc lên tiếng, điểm này, ta so ngươi rõ ràng. Chỉ này một lần, về sau sẽ không. Vậy là tốt rồi. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang, một hạt chớp động lên yêu kiều thanh quang đan hoàn, đột nhiên hướng Trác Phàm bắn tới. Trác Phàm đưa tay vừa tiếp xúc với, phóng nhãn xem xét, lại là không khỏi kinh hỉ lên tiếng, cửu phẩm linh đan, hồi linh đan. Không tệ, ngươi ngược lại là rất tinh mắt, bổn tọa không có nhìn lầm người. Hơi hơi gật gật đầu, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, cái này hồi linh đan có thể chữa trị tổn thương linh hồn, gia cố tinh phách, phòng ngừa nguyên thần tán loạn. Đối với hóa hư cảnh tu giả tới nói, xem như khác một cái mạng, mười phần chân quý. Cho dù là bổn tọa, cũng chỉ có cái này một khỏa mà thôi. Bây giờ giao nó cho ngươi, chứng tỏ bổn tọa thành ý, hy vọng ngày sau ngươi có thể vì tông môn hiệu lực, không phụ bổn tọa hành động hôm nay. Vừa dứt lời, cái kia hư ảnh một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Trác Phàm hai mắt sáng rực nhìn chăm chú lên viên kia đan hoàn, trong mắt tất cả đều là hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hít thật sâu, Trác Phàm một tay nắm chặt đan hoàn, liền bỗng nhiên hướng Hoa Vũ Lâu trụ sở chạy tới. Rất nhanh, tại chỗ có Hoa Vũ Lâu đệ tử ánh mắt kinh dị bên trong, thì lại xâm nhập Sở Khuynh Thành trong khuê phòng. Thế nào, đã tìm được giải cứu ngưng nhi chi pháp sao? Sở Khuynh Thành tựa hồ sớm có chủ ý, nhìn lấy Trác Phàm thở hồng hộc chạy về đến, không khỏi tiếng cười khẽ nói. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, Tà Vô Nguyệt sẽ tìm tới ta. Tà Vô Nguyệt, hắn là ai? Trong mắt bất giác run run, Sở Khuynh Thành đầy mắt nghi hoặc. Trác Phàm nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng không giống làm bộ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Tà Vô Nguyệt là Ma Sách Tông tông chủ, làm sao, ngươi không biết hắn. Vậy sao ngươi sẽ chắc chắn, ta nhất định có thể rất mau tìm đến giải cứu ngưng nhi chi pháp. Có người nói cho ta biết, bất quá cái này người ta không thể nói cho ngươi hắn là ai, ngươi cũng không muốn hỏi. Sở Khuynh Thành cười nói, nhưng bây giờ tốt nhất là, ngưng nhi rốt cục có thể cứu, hắn cái gì đều không trọng yếu, không phải sao. Thật sâu dò xét nàng rất lâu, Trác Phàm trầm ngâm một chút. Khẽ gật đầu, cười nói, ngươi nói đúng, chỉ cần ngưng nhi có thể được cứu vớt, lão tử coi như ký cái khế ước bán thân, lại có gì to tát, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đi vào Tiết Ngưng Hương bên giường, đem nàng đỡ dậy, lấy ra trong miệng định hồn châu, đem nàng tinh phách một lần nữa đưa nhập thể nội về sau, mới lại cho nàng ăn vào hồi linh đan. Chỉ một thoáng, một cỗ vô hình ba động tại cạnh giường phồng lên. Từng trận pha trộn gợn sóng tại ngưng nhi trên thân thể một trận dập dờn, bốn phía linh khí cũng là mãnh liệt hội tụ hướng nàng, tiến nhập thể nội, tái tạo lấy linh hồn nàng. Trác Phàm thở dài một hơi, mặt hiện vẻ vui mừng, cứ như vậy, ngưng nhi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thế nhưng là hắn không có phát hiện là, ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn lấy Tiết Ngưng Hương dần dần khôi phục lúc, một bên Sở Khuynh Thành lại là chăm chú nhìn khác phương hướng. Trong mắt tản ra vô hạn quyến luyến. Khuynh Thành, người khiến người ta đi thông báo ngưng nhi người nhà A, ta nhìn nàng lập tức muốn tỉnh, hẳn là sẽ rất muốn gặp mình thân nhân.
Trác Phàm đối Sở Khuynh Thành đạo, nhưng một đôi mắt nhưng như cũng nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Hương, chưa từng di động. Sở Khuynh Thành cười khổ một tiếng, đầy miệng chua xót, gật đầu nói, tốt a, ta khiến người ta đi thông báo, người nghĩ đến thật là chu đáo a. Không biết những lời này là chân ý vẫn là nói mát, Sở Khuynh Thành tại sao cùng nửa câu sau lên cắn rất nặng. Nhưng là Trác Phàm đã bị Tiết Ngưng Hương khôi phục kích động xấu, lại không có chút nào nghe ra một chút khác biệt. Chỉ là liên tục không ngừng gật đầu, khóe miệng cười đến đều nhanh liệt đến cái ót. Sở Khuynh Thành thầm than một tiếng, đi ra ngoài. Đại khái một phút sau, Tiết gia ba đời cùng nhau đi tới nơi này, còn có Tạ Thiên Dương cũng là đầu đầy mồ hôi đuổi ở đây. Tất cả mọi người nhìn lấy đã đang rung động ngón tay Ngưng Nhi, không khỏi đều một mặt kích động, đầy nước mắt. Thoạt đầu bọn họ nghe nói Ngưng Nhi còn có thể cứu, còn có chút không tin, không có tinh phách người, đâu còn có thể cứu đến. Bất quá Sở Khuynh Thành nhất định muốn mang đi Ngưng Nhi thi thể, mọi người không dám ngăn trở, trong lòng cũng có một tia lấy ngựa chết làm ngựa sống hy vọng, liền cũng liền thuận theo. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, chết mấy cái gần một tháng người, thế mà còn có sống lại cơ hội, điều này không khỏi làm bọn họ hạnh phúc đều nhanh ngất đi. Ngưng Nhi là bọn họ cả nhà bảo bối, nàng có thể sống tới, đối bọn hắn tự nhiên là một loại lớn lao hạnh phúc. Trác Phàm cũng là một mặt kích động, cười đến cùng đứa bé đồng dạng. Mà như vậy thoải mái nụ cười, hắn mặc dù làm người hai đời, cũng không biết từng có lúc, kích động như thế cười qua. Ông tổ nhà họ Tiết Tiết Định Thiên thật sâu liếc hắn một cái về sau, do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cước bộ, đi vào bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, Trác quản gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trác Phàm bất giác sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn nàng là Ngưng Nhi ra ra phân thượng, liền hơi hơi gật gật đầu, cho hắn cái mặt mũi, theo hắn rời đi. Thế nhưng là, hai người vừa mới ra đến cửa phòng 10 mét bên ngoài, Tiết Định Thiên thân thể liền bỗng nhiên trì trệ, sau đó bỗng nhiên xoay người, bịch một tiếng cho Trác Phàm quỳ xuống đến, nước mắt tuôn đầy mặt dập đầu nói, Trác quản gia. Cầu ngài buông tay đi. Thân thể không khỏi bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem mặt đất lão đầu này, thật lâu không nói. Hắn đây là, có ý tứ gì? Tiết lão, người đây là, thật sâu cau mày, Trác Phàm nghi ngờ nói. Tiết Định Thiên trầm ngâm một trận, khóc ròng ròng bái nói, Trác quản gia, ngài là thành đại sự kiêu hùng, chúng ta Tiết gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, Ngưng Nhi nàng càng là không dành thế sự. Không chịu đựng nổi các ngươi những đại nhân vật này quyền lực tranh đấu. Lão hủ trong lòng hết sức rõ ràng, lần này nhờ có Trác quản gia kiệt lực thi cứu, mới khiến cho Ngưng Nhi chuyển nguy thành an. Thế nhưng là lần sau đây, chúng ta một nhà già trẻ, cũng không nguyện Ngưng Nhi lại tiếp nhận dạng này hung hiểm, mời Trác quản gia thành toàn. Tiết Định Thiên già nua thân thể thật sâu ép xuống, thân thể hơi hơi run run, Trác Phàm lại là bỗng nhiên mộng ở, thật lâu ngơ ngơ ngẩn ngẩn không thôi. Rất rõ ràng, Tiết gia là không hy vọng Ngưng Nhi lại bị Trác Phàm liên lụy, muốn cho Trác Phàm đoạn lui tới. Thế nhưng là Trác Phàm nội tâm, lại như thế nào bỏ được? Ngưng Nhi nàng tỉnh. Đột nhiên, trong phòng truyền đến Tạ Thiên Dương hưng phấn tiếng kêu to. Trác Phàm không khỏi giật mình, cũng mặc kệ lão nhân này còn quỳ, vội vàng hướng trong phòng tiến đến, Tiết Định Thiên cũng là vội vàng trà trà lão lệ, đứng người lên trở lại trong phòng. Nhưng là... Vừa vào phòng, nhìn đến lại không phải mọi người vui mừng khôn xiết tràng diện, mà chính là từng trương đầy mặt kinh nghi gương mặt. Tiết Ngưng Hương xoa xoa hơi có vẻ nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc nhìn tại chỗ một vòng, mông lung nói, các ngươi. Là ai a ta? Là ai? Nơi này là địa phương nào? Bất giác sợ hãi cả kinh, tất cả mọi người trong lòng khẩn trương, Ngưng Nhi cái này là làm sao? Chẳng lẽ thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, có cái gì hậu di chứng sao? Trác Phàm lại là vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói, chư vị đều đừng quá cuống cuồng, Ngưng Nhi nguyên thần nhận qua tổn thương, vừa mới chữa trị, thì giống như là cái con mới sinh một dạng, một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Trước kia sự tình, quên mất một chút cũng bình thường, bất quá tinh phách còn lúc trước, cái kia nàng thì vẫn là lúc trước Ngưng Nhi, không có bất kỳ thay đổi nào. Không sai gật đầu, mọi người giờ mới hiểu được, đại khái Ngưng Nhi cũng là trọng thương mất trí nhớ. Bất quá dạng này cũng tốt, quên những cái kia đáng sợ sự tình, đối nàng dạng này hồn nhiên tiểu cô nương, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Chỉ cần Ngưng Nhi vẫn là ban đầu cái kia nhu thuận Ngưng Nhi liền tốt,
nếu không bọn họ lại nhận thức lại một chút mà thôi. Ngưng Nhi, ta là cha ngươi. Tiết Vạn Long chỉ chính mình, kích động lóe lệ quang nói. Ngưng Nhi, ta là gia gia ngươi. Tiết Định Thiên cũng là vội vã đi vào bên người nàng, hai tay run rẩy tựa ở trước người nàng. Ngưng Nhi, ta là ngươi đại ca Tiết Cương A. Ngưng Nhi, ta là ngươi nhị ca, Tiết Lâm A. Mọi người tranh nhau chen lấn tại Tiết Ngưng Hương trước mặt nhận thân, Tạ Thiên Dương chỉnh mình kiểu tóc, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, đột nhiên vào tới Tiết Ngưng Hương trước mặt, chỉ mình cái mũi, ưỡn nghiêm mặt nói, Ngưng Nhi, ngươi không nhớ rõ, ta là ngươi phu quân A. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào khẽ giật mình, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắn, không còn gì để nói. Trác Phàm cũng là sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, lạnh lùng cảnh cáo Tạ Thiên Dương, ngươi nếu là dám thừa dịp Ngưng Nhi mất trí nhớ thời điểm chiếm nàng tiện nghi, cẩn thận lão tử đánh ngươi. Gương mặt bất giác một đỏ, Tạ Thiên Dương lúng túng gãi đầu một cái, bật cười nói, ha ha ha. Ngưng Nhi chớ để ý, vừa mới ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, thực ta là. Ngươi thanh mai trúc mã vị hôn phu, Tạ Thiên Dương trong mắt ngưng tụ, tiếp tục vô liêm sỉ nói. Mọi người sau khi nghe xong, cùng nhau trợn trắng mắt, Trác Phàm song quyền càng là đã vang lên xương bạo âm thanh, lãnh đạm nói, Tạ Thiên Dương ngươi đi ra cho ta, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Tạ Thiên Dương đầu co rụt lại, hung hăng nguyết hắn một cái, lại là che miệng ba, không dám nói nữa. Hắn tâm lý minh bạch, cùng Trác Phàm đánh, coi như một cái tay, hắn cũng đánh không thắng. Ha ha ha, rùa đen rút đầu, thế mà. Nhìn lấy cái kia bức biệt khuất dạng, Ngưng Nhi lại là phốc một tiếng cười khẽ đi ra, chỉ Tạ Thiên Dương lộ ra ngây thơ nụ cười. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Tạ Thiên Dương cảm thấy không phục, chặn lại nói, ai nói ta là rùa đen rút đầu. Tuy nhiên ta đánh không lại hắn, bất quá vì ngươi, ta thì cùng hắn đánh một trận thì thế nào. Nói xong, Tạ Thiên Dương liền muốn lột sắn tay áo, cùng Trác Phàm ra ngoài đơn đấu. Tiết Ngưng Hương gặp. Lại là vội vàng khoát khoát tay, vội la lên, chờ một chút, người đánh không lại làm gì còn muốn đi muốn ăn đòn. Nếu là bởi vì ta vừa mới chuyện cười ngươi, ngươi tuyệt đối đừng để ý, ta vô ý. Ta cũng không muốn ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền bị người vô duyên vô cớ đánh một trận. Ai, Ngưng Nhi, ngươi quả nhiên còn là trước kia cái Ngưng Nhi, coi như quên ta là ai, còn như thế thiện lương, quan tâm ta, vậy ta cứ yên tâm. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Tạ Thiên Dương thở dài một hơi, vui mừng nói. Bọn người người cũng là khẽ gật đầu, cái này Ngưng Nhi coi như không nhớ rõ bọn họ, cũng vẫn như cũ là trước kia cái kia Ngưng Nhi a. Lúc này, Tiết Ngưng Hương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Trác Phàm phương hướng, trong mắt bỗng nhiên chớp động lên tia sáng kỳ dị, ngươi là ai, cùng ta lại có quan hệ gì? Bọn họ đều tranh nhau chen lấn ở trước mặt ta giới thiệu chính mình. Ngươi tại sao không nói? Bạch, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, mặt hiện vẻ phức tạp. Trác Phàm mí mắt hơi hơi run run động một cái, nhìn lấy mọi người cái kia khẩn thiết khuôn mặt, lại nghĩ tới Tiết Định Thiên vừa mới đối với hắn cầu khẩn, trầm ngâm một chút, lại là đột nhiên cười khẽ một tiếng, ha ha ha, ta là cái người xấu. A, Tiết Ngưng Hương nghe xong, không khỏi thân thể hơi hơi co lại. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia không nhiễm thế gian một tia hạt bụi song đồng, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo vui mừng đường cong, biết hắn làm như thế là đúng, liền tiếp tục nói ta ăn qua thịt người, còn hại qua ngươi. Ngươi, ngươi làm gì hại ta? Ngưng Nhi thân thể lắc một cái, trong mắt càng lộ vẻ hoảng sợ, vội vã tránh sau lưng Tiết Định Thiên, nhìn lấy Trác Phàm cái kia mái đầu bạc trắng, toàn thân run lên cầm cập. Giống như một cái chấn kinh con mèo nhỏ giống như. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo trìu mến, nhưng là miệng phía trên lại hoàn toàn thất vọng, người xấu hại người, lại nơi nào có nhiều như vậy lý do. Cho nên tiểu cô nương, về sau nhìn thấy ta, người nhưng muốn đi trốn. Nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài phòng, trong lòng thở dài một tiếng. Vĩnh biệt, Ngưng Nhi. Tất cả mọi người thật sâu nhìn lấy bóng lưng kia, lộ ra hiu quạnh tang thương, nhưng trong lòng thì một trận kính nể. Cái này Trác Phàm thật sự là kiêu hùng chi tư, lấy lên được, thả xuống được. Tuy nhiên bọn họ không muốn Ngưng Nhi đi theo hắn lo lắng hãi hùng, nhưng là không thể không nói,
Trác Phàm là cái chánh thức đáng giá dựa vào nam nhân. Tiết Ngưng Hương nhìn lấy Trác Phàm đạo thân ảnh kia dần dần rời đi, nhưng trong lòng thì không lý do đau xót, thì thào lên tiếng, vì cái gì nhìn lấy cái tên xấu xa này, trong lòng ta hội thống khổ như vậy đâu. Này, người xấu chính là cho người mang đến thống khổ, Ngưng Nhi, ngươi nhưng là tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Tạ Thiên Dương vội vàng khoát khoát tay, khuyên can nói. Bây giờ đây là kết quả tốt nhất, Trác Phàm rốt cục chịu buông tay, Ngưng Nhi cũng đem người kia quên, vượt qua bình thản sinh hoạt. Nếu là bọn họ lại có liên hệ gì, Tạ Thiên Dương cũng không sợ cùng Trác Phàm tiếp tục tranh đoạt, chỉ sợ Ngưng Nhi hội lần nữa bị liên lụy, trở thành bị người khác sử dụng, kiềm chế Trác Phàm vật hy sinh. Thật sâu liếc hắn một cái, Tiết Ngưng Hương hơi hơi gật gật đầu, tiếp lấy liền đem Trác Phàm cái kia vội vàng khách qua đường triệt để quên, cùng người nhà cùng một chỗ hoan thanh thiếu ngữ lên. Trác Phàm đứng bình tĩnh ở ngoài cửa, nghe lấy trong phòng vui cười, khẽ nhắm hai con ngươi, không vui không buồn. Có lẽ cái này, cũng là kết quả tốt nhất. Nửa canh giờ về sau, Tạ Thiên Dương từ trong nhà đi ra, thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia đạo tiêu điều bóng lưng, thở dài lên tiếng cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì, chúng ta mục đích đều như thế, không phải sao? Chưa có trở về thân thể, Trác Phàm đứng yên, nhìn về phương xa, đạm mạc lên tiếng. Hơi hơi một chút, Tạ Thiên Dương chậm rãi đi vào Trác Phàm trước người, chậm rãi kéo hắn cái kia một cái tay cụt, ba một tiếng, tại trong bàn tay hắn vỗ xuống hai kiện đồ vật. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, thân thể bất giác bỗng nhiên rung động một chút. Thở dài, Tạ Thiên Dương mặt hiện buồn bã sắc, xin lỗi, làm huynh đệ, ta vốn là không nên làm như thế. Nhưng là vì Ngưng Nhi. Các ngươi đây là muốn cùng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt a. Nhìn trong tay hai cái kia rạng rỡ phát ra lôi quang lôi linh giới, Trác Phàm tay run rẩy một chút, lạnh lùng nói. Hơi hơi gật gật đầu, Tạ Thiên Dương thở dài, chúng ta cuối cùng cùng ngươi không phải một loại người, ngươi là muốn tranh đoạt thiên hạ bá chủ, chúng ta chỉ là muốn tham sống sợ chết con kiến hôi. Chúng ta không muốn tiến vào ngươi cái kia huy hoàng thế giới, ngươi cũng không nên quấy rầy chúng ta bình tĩnh sinh hoạt. Ta cùng Tiết gia bọn họ đều nói tốt, ngày mai thì dẫn bọn hắn đi ẩn cư sơn lâm, lại không hỏi thế sự, kiếm hầu phủ cái này nhị công tử, ta cũng không được. Ngươi có thể vì Ngưng Nhi làm đến điểm ấy, cũng thật sự là khó được. Bàn tay hung hăng nắm lại, Trác Phàm lãnh đạm nói, hy vọng các ngươi, có thể bình tĩnh sinh hoạt. Mượn ngươi cắt ngôn, cũng hy vọng ngươi, cũng có ngày có thể xưng bá thiên hạ, đúc vạn thế chi công. Khóe miệng hơi vểnh lên. Tạ Thiên Dương thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cười nói tốt, sau cùng sắp chia tay thời khắc, để cho ta lại ôm một chút đời ta duy một sinh tử chi giao a, về sau chúng ta nhưng là ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không cái gì liên quan. Nói, Tạ Thiên Dương giang hai cánh tay, hung hăng cho Trác Phàm đến cái gấu ôm, Trác Phàm lại là một mực yên lặng đứng đấy, không có bất kỳ cái gì động tác. Đón lấy, Tạ Thiên Dương liền quay người lần nữa trở lại trong phòng. Không tiếp tục quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng không có nhìn cái kia phòng nhỏ liếc một chút, song phương từ đó lúc, thành là chân chính đường cùng. Trác Phàm, Tạ Thiên Dương hắn đem ngươi cho bọn hắn cái kia hai cái nhẫn, còn cho ngươi. Lúc này, Sở Khuynh Thành đi tới, chăm chú nhìn Trác Phàm, hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm đưa tay nhìn một chút trong tay hai cái lôi linh giới, trong mắt bất giác đau xót, thì thào lên tiếng, Khuynh Thành, ngươi nói rất đúng. Giống như ta vậy vô tình vô nghĩa người, không xứng bất kỳ một cái nào nữ nhân thích, cũng không xứng có bất kỳ thành thật với nhau huynh đệ. Ta, đã định trước cô độc cả đời. Ách, không. Sở Khuynh Thành khẽ giật mình, cần giải thích, Trác Phàm cũng đã trong tay bỗng nhiên siết chặt, bỗng nhiên vung tay đem hai cái lôi linh giới hung hăng ném ra, trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng, từ hôm nay trở đi, trong mắt ta chỉ có thiên hạ này. Nói xong. Trác Phàm cũng không quay đầu lại đi, trong mắt lại không vẻ chần chờ. Sở Khuynh Thành nhìn xem cái kia giới chỉ ném ra ngoài phương hướng, lại nhìn xem Trác Phàm cái kia lạnh lùng bóng lưng, trong lòng bất giác ai thán một tiếng, lẩm bẩm nói, ngươi cũng biết. Ngươi cũng không có như vậy cô độc. Nói, Sở Khuynh Thành vừa nhấc chân, hướng hai cái nhẫn ném bay phương hướng bay đi. Trác Phàm trở lại Vân Long Thành Lạc gia trụ sở, đã lúc trạng vạng tối, cả ngày đều đi qua. Nhưng là, mỗ mỗ cùng Long Giật Phi bọn họ, lại còn một mực tại chỗ này đợi hắn trở về, cũng chưa rời đi. Nhìn thấy bọn họ,
Trác Phàm quét qua lúc trước đổi phế, ôm ôm quyền nói, các vị gia chủ, vừa mới có một số việc xử lý, hiện tại đều xử lý xong, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng. Bất giác cùng nhau khẽ giật mình, mọi người liếc nhìn nhau, đều là mặt hiện kỳ sắc. Cái này Trác Phàm chỉ là bị Sở Khuynh Thành kéo ra ngoài một ngày, lúc trở về thì cùng biến thành người khác đồng dạng, không, có lẽ phải nói, lại biến trở về trước kia cái nhanh chóng quyết đoán, bình tĩnh tỉnh táo đại quản gia, không còn chút nào nữa đau thương đổi phế chi sắc. Cái này, là chuyện gì xảy ra, Sở Khuynh Thành đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, để hắn một lần nữa tỉnh lại. Lạc gia mọi người thấy Trác Phàm tuy nhiên còn có chút tiểu tụy, nhưng là trong ánh mắt, thần quang nội liếm, lại là minh bạch hắn đã đi ra mù mịt, bất giác bụng mừng rỡ. Riêng là Lạc Vân Thường, tuy nhiên cùng Sở Khuynh Thành không hợp nhau, nhưng lúc này cũng là trong lòng cảm kích, cảm tạ nàng có thể làm cho Trác Phàm lần nữa khôi phục thường ngày phong thái. Trác Phàm, ngươi mấy ngày nay, lo lắng chết ta. Lạc Vân Thường đi vào Trác Phàm trước mặt, trong mắt dự trữ lấy nước mắt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, hết thảy đều đi qua. Đón lấy, Trác Phàm liền nhìn về phía ba nhà người trưởng quầy, cùng các vị cao tầng nói, các vị, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, là sợ hôm qua chúng ta đối đế vương môn tuyên chiến, chỉ là hành động theo cảm tính, xấu đại cục, đúng không? Bất quá ta hiện tại muốn nói cho các ngươi, chúng ta chỉ có lập tức cùng đế vương môn vạch mặt, đối đứng lên, chúng ta đường mới có thể đi được lâu dài. Nghe thấy lời ấy, mọi người bất giác đều là sắc mặt đại biến, trong lòng nổi lên hồ nghi. Trước kia bảy nhà an ổn, đều là bởi vì lẫn nhau nhìn lấy mặt mũi, mới bình an vô sự. Chỉ khi nào chiến lên, cái kia tất nhiên như ngàn năm trước đại chiến đồng dạng, thương vong thảm trọng, có diệt tộc chi họa a. Làm sao lại khai chiến về sau, mới có thể đi được lâu dài. Tựa hồ xem bọn hắn còn có không hiểu, Trác Phàm cười thần bí, thản nhiên nói, thực thiên hạ đại thế, không có có đã hình thành thì không thay đổi. Chiến cùng tới ở giữa. Âm dương chuyển đổi, chỉ ở giây lát. Chiến chưa hẳn thì không an toàn, cùng cũng chưa chắc liền có thể tham sống sợ chết, hết thảy theo đại cục mà động thôi. Từ bách gia tranh minh về sau, ngay sau đó cục thế đã biến, các vị hiện tại có thể suy nghĩ thật kỹ, bách gia tranh minh phát sinh cái gì, địch nhân chúng ta cũng phát sinh biến hóa. Lúc này cùng đế vương môn khai chiến, là lựa chọn tốt nhất. Mi đầu thật sâu nhăn lại, mọi người cẩn thận suy nghĩ. Thưởng thức Trác Phàm câu nói này, nhưng tất cả đều một mặt mê mang. Có điều rất nhanh, Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi chờ ba vị gia chủ, liền cùng nhau ánh mắt sáng lên, hiểu được, không sai gật đầu. Thì ra là thế, Trác quản gia làm như thế, là muốn hình thành đỉnh túc chi thế a. Thế nhưng là, chúng ta từ đâu tới thực lực này, cùng đế vương môn giữ lẫn nhau. Mi đầu vặn thành một cái vấn đề, Mỗ Mỗ nghi ngờ nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, còn nhớ rõ ta lúc đầu chi ngôn sao? Trong vòng 10 năm, để cho các ngươi nhìn đến một cái hoàn toàn mới Lạc gia. Bây giờ không cần 10 năm, ta hiện tại là có thể đem một cái đủ để khi các ngươi chỗ dựa Lạc gia, bày ở trước mặt các ngươi. Yên tâm đi, đế vương môn, chúng ta tới kiểm chế. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Mỗ Mỗ ba người liếc nhìn nhau. Đều là khó mà tin được Trác Phàm cái này lời nói hùng hồn. Hắn cái này ý trong lời nói, rõ ràng cũng là Lạc gia đã có thể cùng đế vương môn đơn đấu a. Thế nhưng là, cái này sao có thể? 7-8 năm quang cảnh, đối chỉnh một chút ngàn năm nội tình. Cho dù Trác Phàm thường xuyên sáng tạo ra kỳ tích đến, cũng tuyệt đối không thể nào nhanh chóng như vậy phát triển một cái gia tộc. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lệ Kinh Thiên lúc, nhưng lại không còn gì để nói. Người ta liền thần chiếu đỉnh phong cường giả đều kéo vào làm trưởng lão, còn có cái gì không có khả năng đâu. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đối Lạc gia chờ mong cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thật không biết lần sau Lạc gia xuất hiện lúc, sẽ có như thế nào đội hình để bọn hắn giật nảy cả mình. Hai bên lại lẫn nhau nhìn xem, ba vị gia chủ toàn cũng không có cách nào than thở, cái này Trác Phàm, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Ha ha ha. Đã Trác quản gia nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy chúng ta cũng muốn trở về chuẩn bị, toàn lực phối hợp Trác quản gia hành động. Lúc trước cho rằng Trác quản gia đây là dưới sự phẫn nộ khí phách sự tình, nghĩ không ra Trác quản gia tại dưới tình huống như vậy,
cũng y nguyên thâm mưu suy tính, thật sự là làm cho người bội phục. Mỗ mỗ xa xa cúi đầu, cung kính nói. Trác Phàm cũng vội vàng bái hạ, khiêm tốn nói, đâu có, mỗ mỗ quá khen. Về sau, ba nhà liền mang theo chính mình người rời đi. Chỉ là trừ gia chủ bên ngoài, còn lại người đều vẫn là một mặt mê mang bộ dáng, đầy đầu mê hoặc. Phụ thân, vừa mới các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao một câu nghe không hiểu. Long Hành Vân nhìn về phía Long Giật Phi, khó hiểu nói. Long Giật Phi cười thần bí, ngạo nghễ ngẩng lên ngẩng đầu, thì thào lên tiếng, số tiểu tử, đây là xem đại cục, thể đại thế, nếu là ngươi có thể nhìn ra, ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ. Long Hành Vân sững sờ, trong lòng càng hiện kinh hãi, nơi này học vấn sâu như vậy sao? Cái kia nói như vậy, Trác Phàm hắn ngay từ đầu thì xem thấu, chúng ta lại là tại hắn nhắc nhở phía dưới mới tỉnh ngộ, chẳng phải là nói. Không sai, Trác Phàm thật là một cái khó được kỳ tài. Thật không biết hắn là lai lịch gì, tuổi còn nhỏ lại có như thế cấp trên ánh mắt, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này đều vạn vạn không bằng. Khó trách liền cái kia Lãnh Vô Thường, cũng sẽ cắm đến trong tay hắn. Trong mắt tinh quang lóe lên, Long Giật Phi thở dài, âm thầm tán thưởng. Long Hành Vân suy nghĩ nửa ngày, cũng là đầy mặt bội phục chi sắc. Đồng dạng một thế hệ, nhưng Trác Phàm tài cán thực lực lại là mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Xa nhìn ba mọi người trong nhà rời đi, Lạc Vân Hải mới đuổi bước lên phía trước, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác đại ca, hôm qua hướng đế vương môn tuyên chiến, là ta mở miệng. Lúc đó ta cũng là khí bất quá bọn hắn như thế âm ngoan, thiết kế ngươi. Thế nhưng là vạn vạn không biết, trong này còn có nhiều như vậy từng đạo. Ha ha ha, ngươi nếu như biết rõ lời nói, vậy ngươi bây giờ liền có thể làm gia chủ. Bất giác cười lắc đầu, Trác Phàm đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, Vân Hải, ngươi trước kia đi theo Độc Cô Chiến Thiên, ma luyện không ít thời gian, hành quân bố trận cũng đã thuần thục. Nhưng là chuyện này chỉ có thể để ngươi trở thành soái tài, còn không thể để ngươi gánh vác một nhà chi trách, thành là chân chính cấp trên. Hiện tại giá trị này thời cơ, ta liền chính thức truyền thụ cho ngươi, đế vương quyền mưu chi thuật, âm dương đại thế xem cục chi pháp. Trong lòng bất giác run lên, Lạc Vân Hải đầy mặt nghiêm túc, vội vã gật gật đầu, một mặt vẻ hưng phấn. Đây là Trác Phàm, lần thứ nhất tự mình dạy hắn đây. Bọn người người cũng là sững sờ, lẫn nhau nhìn xem, không rõ ràng cho lắm. Trước kia Trác Phàm tuy nhiên bày mưu tính kế, nhưng là cái mười phần vung tay trưởng quỹ, đối Lạc Vân Hải dạy bảo, cũng là giao cho người khác hoàn thành, lần này lại tự mình dạy cho, còn là lần đầu tiên, bất giác để tất cả mọi người đều có chút chờ mong. Trác Phàm lấy âm hiểm độc ác lấy xưng, lần này càng là liền Lãnh Vô Thường cái này thần toán tử đều bị hắn tính kế, hắn dạy tâm kế quỷ mưu, tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, Trác Phàm cùng Tà Vô Nguyệt bình tĩnh 3 năm kỳ hạn. Hắn hiện tại nếu không vội vàng đem Lạc Vân Hải bồi dưỡng được đến, hắn một khi rời đi, cái này 2 tỷ đệ lại chỗ nào có thể chấn được những thứ này hung thần ác sát. Đây không phải đem 2 cái con cừu nhỏ phóng tới trong bầy sói A, cái này khiến hắn như thế nào yên tâm phía dưới. Cho nên, hắn cũng là tại thời gian đang gấp. Vân Hải, người biết chúng ta trước đó minh hữu chỗ dựa địch nhân là người nào không? Trác Phàm lạnh lùng hỏi. Lạc Vân Hải suy nghĩ một trận, đáp minh hữu là Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long Các, chỗ dựa là Hoàng Thất cùng Nghĩa Phụ ta, Độc Cô Lão Nguyên Soái, địch nhân tự nhiên là đế vương môn nhóm người kia. Như vậy hiện tại đâu? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải trong mắt lóe lên một mảnh vẻ mờ mịt, hiện tại. Không trả giống nhau sao? Không, đã biến. Chậm rãi lắc đầu. Trác Phàm nghiêm túc nói, Vân Hải, người phải nhớ kỹ, thế nhân đều là hám lợi, hết thảy địch bạn quan hệ, đều là hư huyễn, tránh thức đem tất cả mọi người liên hệ với nhau, chỉ có lợi ích mà thôi. Âm dương hỗ sinh, âm dương tương khắc, âm dương ở giữa tới lui chuyển biến, địch nhân minh hữu lẫn nhau chuyển biến. Nếu là ngươi nhìn đối đại thế, liền sẽ mọi việc đều thuận lợi, một khi nhìn lầm, coi bằng hữu là thành địch nhân làm thành bằng hữu, liền sẽ thất bại thảm hại. Đây là âm dương đại thế xem cục chi pháp. Ngươi nếu muốn trở thành một đại gia chủ, tất phải thật tốt nắm giữ mới được. Lạc Vân Hải thật sâu hút khẩu khí, bình tĩnh gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục.
Trác Phàm hơi gật đầu, lẩm bẩm nói, cầm lần này bách gia tranh minh tới nói, trăm nhà trước khi đại chiến, hoàng thất cùng độc cô lão nguyên soái là chúng ta chỗ dựa. Bởi vì chúng ta lợi ích nhất trí, chung đối đế vương môn. Nhưng là bách gia tranh minh về sau, hảo chết không chết ta phải long hồn, trở thành hoàng thất cái đinh trong mắt tử. Không có cái kia hoàng thất, hội cho phép mang theo địa mạch long hồn, thiên mệnh sở quy người rêu rao khắp nơi, dao động nền tảng lập quốc. Cứ như vậy, địch nhân chúng ta thì biến, mà Phương Thu Bạch cùng độc cô lão nguyên soái chung với hoàng thất, trước kia tuy nhiên là bằng hữu của chúng ta, nhưng bây giờ nhiều lắm thì trung lập, mà lại tùy thời tùy chỗ biến thành địch nhân, không thể không đề phòng, người phải nhớ kỹ. Bất giác sợ hãi cả kinh, Lạc Vân Hải vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi này hai ngày công phu, hắn kính yêu nhất nghĩa phụ vậy mà liền trở thành hắn địch nhân, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, mặc kệ hắn có chấp nhận hay không, Trác Phàm tiếp tục nói, đến mức đế vương môn, hiện tại vẫn là chúng ta địch nhân, bất quá, chúng ta muốn có đầy đủ tư cách trở thành hắn địch nhân. Bởi vì lúc này giờ phút này, chúng ta không có hoàng thất chỗ dựa, đế vương môn lúc nào cũng có thể sẽ coi chúng ta là con kiến hôi đồng dạng dẫm nát. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đã không sợ hắn. Bất quá, một khi chiến lên, hai nhà chúng ta đều sẽ tổn thương thảm trọng, sau cùng ngư ông đắc lợi, đây là chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên chúng ta dẫn đầu tuyên chiến, nghĩ biện pháp đem thực lực bày ra cho bọn hắn nhìn. Bọn họ cũng không phải người ngu, biết muốn trả giá đắt quá nhiều, cũng sẽ không tái chiến. Dạng này, chúng ta thì hình thành một cái chế ước lẫn nhau chi thế. Mà hoàng đế nhìn thấy chúng ta thực lực, cũng sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta, trừ phi hắn muốn cho đế vương môn ngư nhân đến lợi. Kể từ đó, chúng ta liền có thể tại thiên vũ, hình thành một cái thế chân vạc, ai cũng không làm gì được ai. Mà trong triều, Gia Cát Trường Phong, độc cô chiến thiên cùng hoàng đế, từ lâu tạo thế chân vạc, thành vì một cái chế ước thăng bằng. Như thế nói đến đây, chúng ta tạm thời thì an toàn. Chỉ chờ sau cùng, tìm đuôi mù đần độn, mở ra tử cục này, từ đó mưu lợi bất chính là được, thiên hạ hội dễ như trở bàn tay. Lời nói xong, tất cả mọi người đã ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm quan sát cục diện vậy mà như thế sâu xa, thậm chí mục tiêu cùng đế vương môn đồng dạng, trực chỉ thiên hạ. Đây là Lạc gia trước kia chưa từng có nghĩ tới sự tình, bọn họ chỉ là cái tam lưu gia tộc xuất thân, dã tâm cũng tiểu rất, chỉ muốn lặng yên qua đi xuống mà thôi. Tựa hồ nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm bật cười ra tiếng, ha ha ha. Trên thế giới này, nhỏ yếu tất yếu bị ức hiếp, cường đại chắc chắn sẽ bị ngấp nghé. Không có bất kỳ người nào hoặc gia tộc, có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nếu muốn an ổn sinh hoạt, chỉ có thể một mực cường đại đi xuống, cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp mới thôi. Ta không hy vọng, bên cạnh ta lại có người, bị ngưng nhi như thế tai nạn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thở dài lên tiếng. Mọi người cùng nhau run lên, trầm ngâm sau một lúc lâu, trong mắt tất cả đều chớp động lên dị dạng kiên định ánh sáng. Không phải liền là đoạt thiên hạ a, Trác quản gia ngươi một câu, cứ duy trì như vậy là được. Theo lấy thực lực tăng cường, Lạc gia mọi người dã tâm cũng bị Trác Phàm mang càng ngày càng đại. Đi qua Trác Phàm một đêm đối với thế cục phân tích, Lạc gia cao tầng đã hoàn toàn minh bạch sau này nên như thế nào xử sự. Riêng là Lạc Vân Hải, tuy nhiên đau lòng, nhưng trong mắt thần quang, lại là càng ngày càng kiên định. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trăm nhà nhân mã dần dần rút lui Vân Long Thành. Lần này bách gia tranh minh, bọn họ tuy nhiên sớm đã ngờ tới hội dị thường thảm liệt, nhưng là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ngàn năm qua thật có một cái gia tộc, có thể theo tầng dưới chót nhất, giết tới tầng cao nhất, cùng ngự hạ thất gia đặt song song cấp độ. Lạc gia tựa như một cái truyền thuyết, tại các nhà trở lại chính mình quyền sở hữu về sau, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc. Lạc gia cùng Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các trở thế gia đi vào trước cửa thành, lẫn nhau ôm một cái quyền về sau, mỗi người rời đi. Lạc gia chuẩn bị muốn toàn thể đăng tràng, chính thức đạp vào Thiên Vũ mưa gió sân khấu, cùng các đại thế lực chính diện giao phong. Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các bọn họ cũng đã muốn mời ra gia tộc cung phụng, cùng Lạc gia kể vai chiến đấu. Như là đã lên Trác Phàm đầu này thuyền giặc, bọn họ cũng chỉ có thể một đường đi theo, nếu không Lạc gia xong đời, đế vương môn bước kế tiếp thì tuyệt đối phải đối phó bọn hắn.
Bọn họ đã mất đường có thể lui. Nếu không lời nói, đang nghĩ thông suốt Trác Phàm có thể sẽ trở thành hoàng thất nhằm vào người về sau, bọn họ lại có thể lại theo Trác Phàm điên. Chỉ có thể nói, bọn họ cùng Trác Phàm sớm đã là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng cách không người nào. Độc Cô Chiến Thiên vỗ vỗ Lạc Vân Hải bả vai, trên mặt nghiêm túc, vì hắn tiễn đưa, Vân Hải, người thật muốn trở về gia tộc, không cùng nghĩa phụ ra trận giết địch. Nghĩa phụ minh xét, nghĩa phụ bên người còn có bốn vị huynh trưởng tương trợ, nhưng Vân Hải là Lạc gia một mình, lẽ ra nên cùng gia tộc cộng đồng tiến lùi, mời nghĩa phụ thứ lỗi. Lạc Vân Hải hơi gật đầu, trịnh trọng nói. Độc Cô Chiến Thiên thở sâu, không sai gật đầu tốt, Vân Hải, người lớn lên, có đảm đương, không hổ là lão phu mang gia binh. Nghĩa phụ, thế mà, Độc Cô Chiến Thiên nói còn chưa dứt lời, Lạc Vân Hải đã là do dự một trận, ngắt lời nói, cảm tạ nghĩa phụ 5 năm qua dạy bảo, nhưng là như là ngày sau cha con chúng ta hai người thật muốn đao binh đối mặt lời nói, cũng mời nghĩa phụ, không cần lưu thủ. Hải Nhi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Thiên Vũ tứ hổ lẫn nhau nhìn một chút, đều là không rõ ràng cho lắm. Vì sao cái này tiểu đệ, lại đột nhiên nói ra tuyệt tình như thế lời nói? Chỉ có Độc Cô Chiến Thiên trong mắt hơi hơi co lại, thở dài, đã là minh bạch hết thảy, xem ra, người đã biết bây giờ vị trí cục thế, hẳn là tiểu tử kia cáo ngươi đi. Bất quá, hắn là hắn, ngươi là ngươi, chỉ cần Lạc gia cùng hắn. Nghĩa phụ, không có hắn, chúng ta Lạc gia hiện tại cái rắm cũng không bằng, càng không có chúng ta hôm nay cha con duyên phận. Ngài luôn luôn dạy bảo Hài Nhi trung thần nghĩa sĩ, Hài Nhi lại có thể làm ra bội bạc, qua sông đoạn cầu sự tình. Huống hồ, hắn là chúng ta Lạc gia cột trụ, quân tử không hớt tóc cánh, Hài Nhi như thế nào lại làm ra tráng sĩ tự chặt tay chuyện ngu xuẩn. Thật sâu liếc hắn một cái, Độc Cô Chiến Thiên chỉnh trọng gật đầu, cười to lên, ha ha ha. Không hổ là ta Độc Cô Chiến Thiên con nuôi, quả nhiên có thể làm được trung thần nghĩa sĩ song toàn. Như vậy cho dù ngày sau chúng ta cuối cùng cũng phải xa trường gặp nhau, người vẫn như cũ là lão phu kiêu ngạo. Nói, Độc Cô Chiến Thiên khóe miệng mang theo một vệt mỉm cười, quay người rời đi, Vân Hải, tuy nhiên chúng ta đi lên hoàn toàn ngược lại hai con đường, nhưng cha con chúng ta chi tình, sẽ không bao giờ biến. Nghĩa phụ, bảo trọng, bịch một tiếng. Nhìn lấy phía trước cái kia đạo vĩ ngạn thân thể, Lạc Vân Hải quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu ba cái. Còn lại tứ hổ thì là một đầu hổ gián, đây là có chuyện gì, làm sao bọn họ đột nhiên thì mỗi người đi một ngả. Một phương diện khác, tại trước khi đi, Sở Khuynh Thành đem Lạc Vân Thường gọi vào một cái nơi hẻo lánh, cười nhạt nói, Lạc đại tiểu thư, về sau Trác Phàm liền dựa vào ngươi chiếu cố. Hắn vốn chính là dựa vào ta chiếu cố. Chẳng lẽ còn dựa vào ngươi sao? Mi đầu hơi nhíu, Lạc Vân Thường vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đối Sở Khuynh Thành vẫn còn có chút địch ý. Tuy nói Sở Khuynh Thành không biết như thế nào khuyên Trác Phàm, để hắn khôi phục bình thường, nàng rất cảm kích. Nhưng là nam nhân sự tình lên, nàng thế nhưng là một bước không cho. Bất giác bật cười lớn, Sở Khuynh Thành gật gật đầu, ta nói là, về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt lòng hắn, để hắn hiểu được, trên đời này. Hắn cũng không cô độc. Nói, Sở Khuynh Thành đem một cái lóe lôi quang giới chỉ nhét vào trong tay nàng, sau đó liền quay người rời đi. Lạc Vân Thường gặp này, bất giác kinh hãi, cái này không phải liền là Trác Phàm trên tay mang theo cái viên kia lôi linh giới a, làm sao lại chạy đến trong tay nàng. Nàng biết, Trác Phàm hết thảy có ba cái, còn lại hai cái phân biệt cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương, chẳng lẽ nói. Hắn còn có con thứ tư. Trả lại Sở Khuynh Thành. Làm sao những người này, thì ta không có. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường bất giác tức giận, vội vã chạy chậm đi vào Trác Phàm trước mặt, đem lôi linh giới cầm tới trước mắt hắn, cả giận nói, Trác Phàm, người có ý tứ gì, gặp ai cũng tặng quà, làm sao lại ta không có. Người chiếc nhẫn kia, chỗ nào đến, ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm lạnh lùng nói. Bất giác trong lòng cả kinh. Lạc Vân Thường dọa đến cao quãng tám âm điệu, trong nháy mắt xuống đến thấp tám độ, như mèo con hót vang đồng dạng, lẩm bẩm nói, vừa mới. Sở lâu chủ cho, còn để cho ta chiếu cố. Ném nó. Không có tiếp tục nghe tiếp, Trác Phàm không kiên nhẫn khoát khoát tay, Ngưng Nhi cùng Tạ Thiên Dương đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cái này hai cái nhẫn không cần thiết.
Nói xong, Trác Phàm quay người tổ chức Lạc Gia mọi người xuất phát, Bàng thống lĩnh cũng vội vàng đi vào Lạc Vân Thường bên người, hộ vệ nàng đi theo. Thân thể hơi chấn động một chút, Lạc Vân Thường lúc này mới cuối cùng minh bạch Sở Khuynh Thành ý tứ. Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi cùng Trác Phàm quan hệ, nàng sớm đã dò nghe, ba người đều là quá mệnh giao tình. Đây đối với luôn luôn độc lai độc vãng Trác Phàm, là cực kỳ khó được tình nghĩa. Nhưng là bây giờ, hai người này cũng rời hắn mà đi, hắn thực sự trở thành người cô đơn. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường thật sâu nhìn Lôi Linh Giới liếc một chút, không chút do dự dứt khoát đeo lên đi, trong mắt chớp động lên dị dạng hào quang. Một tòa xanh tươi tốt giữa rừng núi, một bộ đồ đen người xa nhìn Lạc Gia mọi người đi xa phương hướng, lại là từng cái mắt lộ ra hung quang. Nhìn kỹ, lại chính là U Minh Cốc người không thể nghi ngờ. Đáng chết Lạc Gia, lại có một vị thần chiếu đỉnh phong cao thủ tỏa chấn, cái này chúng ta căn bản không động đậy bọn họ. U Minh Cốc lão ngũ, hung hăng khẽ cắn môi, tức giận nói. U Vạn Sơn mắt thả lãnh mang, lại là chậm rãi lắc lắc đầu, ngũ trưởng lão, cắt không thể hành động theo cảm tính. Coi như không có cái kia lệ kinh thiên tỏa chấn, bây giờ Trác Phàm là chúng ta có thể đối phó được sao? Đừng quên, hắn nhưng là đem đế vương môn quái vật kia, hoàng phủ thanh thiên tươi sống cắn chết người. Không tệ, bây giờ Lạc Gia có Trác Phàm dạng này, tâm kế không kém Lãnh Vô Thường Chí Tinh phụ tá, còn có lệ kinh thiên cao thủ như thế tỏa chấn, đã là ngay cả chúng ta Ngự Hạ Thất Gia, cũng rất khó dung chuyển quái vật khổng lồ. Vẻn vẹn dựa vào chúng ta U Minh Cốc lực lượng, lúc này đã không làm gì được nó. Ngược lại, như là xử lý không tốt, có thể sẽ bị phản phệ, nhắm chúng khám nhà diệt tộc tai họa. Lúc này, một đạo người áo đen chậm rãi đi vào trước mặt bọn hắn, lại là phát ra non nớt tiếng nói. Cái này tại một đám lão đầu tử trung gian, là như thế dễ thấy. Lão ngũ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bất giác cười nhạo nói, U Minh, ngươi gần nhất thật sự là càng ngày càng phách lối, trưởng lão nói chuyện, thế mà cũng dám xen vào. Chậm rãi đem hắc bào lấy xuống, thanh niên kia lộ ra một trương lạnh lùng khuôn mặt, lại chính là U Quỷ Thất đệ tử, U Minh không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ U Minh, thiếu một tia khiếp đảm, nhiều một phần bình tĩnh cùng ổn trọng. Nhìn về phía các vị trưởng lão cùng tông chủ ánh mắt, cũng dị thường bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. U Vạn Sơn thật sâu liếc hắn một cái, nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, tiểu gia hỏa này bồi dưỡng không tệ, ngược lại là có mấy phần lão thất khí chất. Ha ha ha, cốc chủ quá khen, hắn vốn chính là lão thất truyền nhân, lão phu bất quá hơi thêm chỉ điểm mà thôi. Cũng may mắn, lần này không có để hắn tham dự cái này bách gia tranh minh, nếu không nhất định sẽ bị tiểu quái vật kia cùng một chỗ giết chết, vậy chúng ta U Minh Cốc nhưng là lại không có hy vọng. Vừa nghĩ tới Trác Phàm đối phó Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ đáng sợ thủ đoạn, cho dù là U Minh Cốc đại trưởng lão cũng không thấy trong lòng lo sợ, từ khi lão thất sau khi chết, chúng ta U Minh Cốc hết thảy hành động đều lộn xộn, ăn không ít thiệt ngầm, cũng bị người làm vũ khí sử dụng qua. Hy vọng U Minh hắn có thể gánh vác lão thất trách nhiệm, phụ tá tông chủ phát triển gia tộc. Còn trước kia cửu oán, ha ha, hiện tại chúng ta vẫn là trước lại không đề cập tới đi. Không tệ, Trác Phàm người này quá mức đáng sợ, liền Lãnh Vô Thường dạng này lão hồ ly đều trong tay hắn ăn thiệt thòi. Lại thêm hắn hiện tại đã lông cánh đầy đủ, muốn động hắn, muôn vàn khó khăn, chúng ta vẫn là không muốn trứng chọi đá tốt, lui một bước trời cao biển rộng. Trong mắt tinh quang lóe lên, U Minh đồng ý nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen, U Vạn Sơn trầm ngâm nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, giống như bọn họ gặp phải Trác Phàm, liền không có đụng tới qua chuyện gì tốt. Lúc này Trác Phàm thế lực càng lớn, bọn họ lại đối phó với Trác Phàm, thì càng không có gì tốt trái cây để ăn. Vừa nghĩ đến đây, U Vạn Sơn lần nữa nhìn về phía U Minh, hỏi, vậy ngươi có đối sách gì? Khởi bẩm tông chủ, sư phụ lúc còn sống từng nói, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ đế vương môn cùng Lạc Gia đã tuyên chiến, chúng ta tốt nhất đừng trôi cái này tranh vào vũng nước đục, nhảy ra chiến cục, khác mưu đường ra. Há, như lời ngươi nói đường ra là, những mày, U Vạn Sơn nghi ngờ nói. Khóe miệng hơi vểnh lên, U Minh đã tính trước Trác Phàm Lãnh Vô Thường hai cái này âm hiểm người. Đều là đánh cược ngay sau đó, chúng ta cho dù tham dự vào,
cũng vạn ắt không là đối thủ của bọn họ. Như vậy, chúng ta thì đánh cược tương lai. Tương lai, U Vạn Sơn bọn người cùng nhau cả kinh nói. Không tệ, chúng ta mục tiêu, tại đế đô. Trong mắt tinh quang lóe lên, U Minh khóe miệng xẹt qua nụ cười tự tin. Thế nhưng là, bọn họ tất cả mọi người không có phát hiện, Vân Long Thành bên trong các nhà đối với thế cục an bài, lại đều tại hai đạo màu xám hư ảnh không coi vào đâu, hoàn toàn bại lộ. Hắc hắc hắc, Tà Vô Nguyệt, hôm nay thiên vũ cục thế càng ngày càng loạn. Chẳng những bảy thế gia lục đục với nhau, liền tứ trụ hoàng thất cũng sẽ rất nhanh tham dự vào. Trong loạn thế, ngươi chọn chúng tiểu tử kia, có thể ứng phó được sao? Một đạo già nua cười nhạo âm thanh, theo một mảnh màu xám hư ảnh bên trong phát ra. Nghe được lời này, một mảnh khác hư ảnh bất giác cười gian nói, khặc khặc khặc. Bồn tọa sự tình, thì không tốn sức ngài lão nhân ra hao tâm tổn trí. Hắn là ta nhìn chúng người, tuyệt đối không kém. Bồn tọa chỉ còn chờ 3 năm sau, tự mình đem hắn tiếp nhập tông môn, rửa sạch nhục nhã. Há, ngươi làm thật tín nhiệm hắn như thế. Hắn tông môn quái vật, cũng không có một cái kém hắn. Hừ, một khỏa cửu phẩm linh đan mới đổi lấy người, không có niềm tin chắc chắn, bổn tọa như thế nào nỗ lực như thế đại giới. Ngược lại là ngươi, thuê một khỏa định hồn châu, liền đem một cái đại cô nương lừa gạt tới tay. So với chúng ta người trong ma đạo, người cái này danh môn chính phái tông chủ, thế nhưng là bị ổi nhiều a. Khặc khặc khặc, Tà Vô Nguyệt không khỏi lớn tiếng giễu cợt cười ra tiếng. Cái kia hư ảnh nghe đến, bất giác giận dữ, hư nói, Tà Vô Nguyệt, nếu không phải lão phu định hồn châu tạm thời đem nữ oa kia nguyên thần định trụ, người cửu phẩm linh đan cũng không có đất dụng võ, lại có thể thu phục cái kia tiểu tử gian hoạt. Hừ, mọi người chân thành hợp tác, theo như nhu cầu thôi, có cái gì bị ổi không bị ổi. Nói tốt, theo như nhu cầu, như vậy chúng ta lần này thì lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngày sau song phương môn nhân gặp, động thủ, người cũng đừng trách ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đó là đương nhiên, ngươi làm ngươi trong môn đệ tử, thì nhất định thắng sao? Hừ, lại là giận hừ một tiếng, cái kia hư ảnh một cái lắc mình không thấy tăm hơi. Tà Vô Nguyệt không ngừng cười như điên, giống như có thâm ý mà nói, trước kia ngược lại chưa hẳn, bất quá tiểu tử kia thêm vào về sau, bổn tọa cam đoan cho ngươi thua liền quần đều không, khặc khặc khặc. Sau 3 tháng, Trác Phàm mang theo Lạc Gia cả đám các loại, một lần nữa trở lại Phong Lâm Thành, chính mình địa bàn. Nhìn lấy cái kia 5 năm qua chưa biến Hắc Phong Sơn, Trác Phàm trong lòng cảm khái không thôi. Giờ này khắc này hắn, kinh lịch đại hỷ đại bi, thay đổi rất nhanh, lại hồi nơi đây, tâm lại là biến đến càng thêm thân cận rất nhiều. Nhà cái từ này, trong lòng hắn tựa hồ càng sâu sắc rất nhiều. Trác quản gia, lão phu đến mở ra cấm chế, hoan nghênh ngươi trở về. Đi vào cái kia quay chung quanh Hắc Phong Sơn pha trộn quang khí trước. Lệ Kinh Thiên cởi mở cười lớn một tiếng nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm trên mặt lộ ra một tia vui vẻ ý cười, không, từ ta tự mình đến mở đi. 5 năm không có trở về, ta cũng muốn tự mình mở ra gia môn. Thật sâu liếc hắn một cái, Lệ Kinh Thiên cười khẽ gật đầu, bọn người người cũng là đầy mặt ấm áp chi sắc mà nhìn xem hắn. Nghiêm Phục, người qua đây, quay đầu nhìn về phía một đường theo Lạc Gia đến đây. Tại Lệ Kinh Thiên khí thế cường hãn phía dưới nơm nớp lo sợ Nghiêm Phục, Trác Phàm kêu lên. Nghiêm Phục không dám thất lễ, vội vàng đi vào Trác Phàm trước người, cung kính nói, Trác quản gia, ngài có gì phân phó? Không có gì, chỉ là một hồi ngươi nhìn thấy Nghiêm lão, các ngươi hai sư đồ cuối cùng là muốn gặp lại. Mà lại ngươi về sau cũng là người Lạc Gia, mở ra đại trận cấm chế thủ pháp, ta hiện tại thì giao cho ngươi, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy. Thân thể nhìn không được chấn động, Nghiêm Phục một mặt kích động. Sư phụ, hắn thì muốn gặp được, trước kia chỉ có thể ở trong mộng hồi tưởng sư phụ, điều này không khỏi làm hắn một trận cảm xúc bành trướng, vội vã gật đầu. Sau đó, tại hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ánh mắt nhìn soi mói, Trác Phàm một tay chậm rãi kết lấy ấn quyết, sau cùng hét lớn một tiếng, mở. Bỗng nhiên, pha trộn ánh sáng tản ra một con đường, nối thẳng Hắc Phong Sơn đỉnh. Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục, lạnh nhạt cười nói, Nghiêm Phục, về sau đây chính là ngươi gia tộc, ngươi cùng sư phụ ngươi. Oanh! Đột nhiên, Trác Phàm lần này khích lệ lời nói còn chưa nói xong,
một tiếng vang thật lớn lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, ùn ùn kéo đến cát bụi theo một cỗ cự phong nhào tới trước mặt, lúc này liền đem đứng tại Hắc Phong Sơn đoạn trước nhất hai người, thổi cái mặt mày xám xịt. Đồng thời, từng tiếng quát kêu tiếng thét chói tai truyền đến. Khặc khặc khặc, số bà nương, số lão đầu, người nghĩ đến đám các ngươi là ai, Trác Phàm vẫn là Lệ Kinh Thiên à, cũng dám quản chúng ta Ma Sách tứ quỷ nhàn sự. Các ngươi cũng không có bản sự kia, coi chừng ra bốn cái đem các ngươi cặp vợ chồng xé thành mảnh nhỏ. Hung sát quỷ cái kia quen thuộc trào phúng âm thanh truyền vào Trác Phàm trong tai, ngay sau đó chính là còn lại ba quỷ trợ uy tiếng hò hét, thì là, các ngươi hai cái cũng sẽ không cái kia cấm chế chi thuật, không làm gì được chúng ta. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm thân thể bất giác run run, một nắm đấm hung hăng nắm chặt. Cái này bốn cái tiểu đông tây, thật sự là một phút đồng hồ đều không yên tĩnh a, đem lão tử thật vất vả sinh ra tốt tâm tình, toàn hủy. Bọn người người nghe đến cái này, cũng là bất giác bất đắc dĩ than thở, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này Ma Sách tứ quỷ, 5 năm trước bị Lệ lão mang về, làm Lạc gia trưởng lão, bọn họ còn thật cao hứng. Nhưng ai biết, cái này bốn tên tiểu quỷ thì cùng bọn hắn bộ dáng một dạng, không thể tưởng tượng, mặc dù có thần chiếu cảnh thực lực, lại cùng tâm trí không được đầy đủ hài đồng không khác. 3 ngày xông một tiểu họa, 5 ngày xông nhất đại họa, Hắc Phong Sơn kém chút bị bọn họ đảo lại chơi. Mặc dù có Lệ Kinh Thiên quát lớn, bọn họ cũng là tốt phết sẹo quên đau, ngày đầu tiên bị chửi, ngày thứ hai lập tức chứng nào tật nấy. Mọi người tâm lý rõ ràng, đây cũng chính là Lệ Kinh Thiên lừa bọn họ hiểu được khống chế huyết tầm chi pháp, bọn họ mới hơi chút thu liễm một chút, nếu không lời nói, không chừng liền có thể lật tung trời đi. Trác quản gia, đây là, chỉ cái kia Hắc Phong Sơn bên trong, Nghiêm Phục không khỏi sắc mặt một xẹp, trong mắt lóe lên một đạo vẻ xấu hổ. Phảng phất tại nói, ngài cái này cái gọi là nhà, có vẻ giống như không quá an toàn a. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm cứng rắn gạt ra một đạo cười giận dữ, bình tĩnh, ta sẽ xử lý tốt. Bốn tên tiểu quỷ mà thôi, chớ để ý. Ách, Trác quản gia, lão phu cái này đi thật tốt thu thập một phen cái kia bốn cái tiểu đông tây. Lệ Kinh Thiên vội vàng chạy tới nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt âm trầm, hận nói, không cần ngươi xuất thủ, ta đi. Nói xong, Trác Phàm liền sải bước hướng trong núi tiến lên, bọn người người vội vàng đuổi theo. Lệ Kinh Thiên trong lòng cười thầm, cái này bốn tên tiểu quỷ, rốt cục phải có người thu thập một phen. Đợi mọi người đi tới đỉnh núi, nhìn đến cái kia một gương mặt cảnh hoang tàn khắp nơi chi cảnh, liền cửa lớn đều cho mang ra, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, không khỏi ào ào ai thán lắc đầu. Không cần phải nói, đây nhất định lại là cái kia bốn cái tiểu đông tây làm. Mà bên trong, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng phá hủy vang. Tuyết Thanh Kiến giống như điên cuồng gào rú cũng theo đó truyền ra a. Bốn người các ngươi tên nhóc khốn nạn, lại dám đem lão nương ngàn năm cổ kính cho hủy, lão nương nhất định muốn giết các ngươi. Khặc khặc khặc, lão thái bà, người cao tuổi rồi chiếu cái gì tấm gương, hủy vừa vặn. Lanh lợi quỷ hết chuyện để nói, lớn tiếng cười nhạo nói. Tuyết Thanh Kiến sắc mặt càng giận, hai mắt đỏ thẫm, giống to lên tiếng, hỗn đản, ăn trộm. Lão nương lần này không phải muốn các ngươi mệnh không thể. Thanh Kiến, khác cùng bọn hắn nói nhảm, dùng sinh tử quyết. Lúc này, Cửu Viêm Hải thanh âm lại là nộ hống mà ra. Nghe xong lời ấy, Lệ Kinh Thiên bất giác quá sợ hãi. Ngày bình thường hắn cùng hai người luận bàn qua, được chứng kiến cái kia sinh tử quyết uy lực, quả nhiên là 10 cái thần chiếu cao thủ cũng là vài phút miểu sát tiết tấu, hắn gặp cũng phải quay đầu liền chạy. Hiện tại hai người đối phó tứ quỷ, thế mà dùng tới sinh tử quyết, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Hắc Phong Sơn cho đánh nát. Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kinh Thiên chặn lại nói, Trác quản gia, ta đi ngăn cản bọn họ. Không cần. Trên trán nổi lên gân xanh, Trác Phàm một mặt âm trầm, ngón tay bất giác run run, cái kia bốn tên tiểu quỷ cũng liền thôi, vốn là não tử thì có vấn đề, nhưng là hai người này thế mà cũng như thế không biết đại cục, hừ, thật sự là ngứa ra. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi, bên trong liền bỗng nhiên truyền ra 6 người kêu gào thanh âm, tê tâm liệt phế. Chuyện gì xảy ra, 5 năm không có đau qua cái bụng, lại đau lên. Hung sát quỷ tại trên mặt đất chu lên đánh lăn, còn lại 5 người cũng cùng theo một lúc ngã trên mặt đất.
Ta biết, là Huyết Tầm, Lệ Kinh Thiên lão già chết tiệt kia trở về. Lanh Lợi Quỷ trong mắt ngưng tụ, hét lớn. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải hai người ngã trên mặt đất, lại là khinh bỉ giận mắng lên tiếng, bốn thằng ngu, bị lão gia hỏa kia lừa gạt còn không biết, chính hắn đều là người bị hại, căn bản không hiểu Huyết Tầm khống chế chi pháp. Bằng không, năm năm này các ngươi xông nhiều như vậy họa, vì sao hắn chỉ là động động mồm mép, một lần cũng không có trừng phạt qua các ngươi? Cái gì, chúng ta bị lừa? Không khỏi giật mình, hung sát quỷ cắn răng nghiến lợi mắng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão già kia lại dám gạt chúng ta bốn cái ma đạo anh kiệt, nhìn hắn trở về chúng ta không xé nát hắn. Thế nhưng là, không đúng, nếu như hắn không biết cái này chiêu, vì sao chúng ta cái bụng lại đột nhiên đau, toàn thân không thể động? Hừ, bốn người ngu ngốc, đó còn cần phải nói à? Khủng bố như thế thủ đoạn, thiên hạ còn có mấy người xử được? Hung hăng cắn răng, Tuyết Thanh Kiến trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt lóe lên một đạo kinh khủng đến, tiểu tử kia. Trở về. Cái gì tiểu tử, ma sách tứ quỷ còn không rõ ràng cho lắm, cùng nhau hỏi. Lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền khắp bọn họ trong tai, không sai, lão tử trở về, đều cho lão tử ổn định một hồi đi. Trác Phàm mang theo mọi người, đi vào cái này tàn phá đại viện, trong mắt đều là lửa giận. Ma sách tứ quỷ gặp, bất giác quá sợ hãi, quỷ a. Da mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm không để ý tới, thẳng đi vào bên trong. Tuyết Thanh Kiến hai người gặp, vội vàng kêu rên cầu tình, Trác quản gia, vừa mới sự tình đều là cái kia bốn tên tiểu quỷ chọn trước toa, không liên quan chúng ta sự tình a. Thế nhưng là Trác Phàm nhìn thẳng đều không nhìn bọn hắn liếc một chút, bỗng nhiên đi qua. Lệ Kinh Thiên đi vào trước mặt bọn hắn. Bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, các ngươi cũng thế, Trác quản gia có thể không biết đây đều là cái kia bốn tên tiểu quỷ làm sao. Nhưng là các ngươi thiên không nên, vạn không nên, nói cái gì muốn làm ra sinh tử quyết, cái này không phải là muốn đem Lạc gia cùng một chỗ hủy sao. Trác quản gia vừa trở về, vốn là tâm tình thật tốt, liền bị các ngươi, ai. Thế nhưng là, chúng ta nói đúng là nói, không nghĩ làm thật, hai sắc mặt người một khổ. Đầy mặt ủy khuất. Lúc này, bọn họ nhìn đến Lạc Vân Thường đi qua, như là phát hiện cây cỏ cứu mạng đồng dạng, chặn lại nói, đại tiểu thư. Minh bạch bọn họ ý tứ, Lạc Vân Thường hướng bọn họ khẽ gật đầu, dựng thẳng lên một cái đại ngón tay cái, lại ý nói, yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi cầu tình. Gặp này, hai người mặc dù thâm thụ thống khổ, nội tâm lại là yên lòng. Ngày bình thường, thật sự là không có phí công cùng đại tiểu thư này giao hảo, thời khắc mấu chốt còn thật có tác dụng a. Đến đại sảnh, Trác Phàm lúc này ngồi đến chủ vị, gặp bốn phía không có người, liền cái hạ nhân hộ vệ đều không có, lúc này minh bạch, nhất định là bị cái kia sáu cái gia hỏa đại chiến hoảng sợ chạy. Sau đó, tại bọn người theo sau khi đi vào, Trác Phàm lúc này để Bàng thống lĩnh đi tìm Nghiêm Tùng tới. Bàng thống lĩnh lĩnh mệnh tiến đến. Mọi người liền yên tĩnh chờ. Tại trong lúc này, Lạc Vân Thường thuận tiện cho cái kia đối với phu thê cầu xin tha, Trác Phàm trong lòng không sai, bọn họ cũng không sai, chỉ là bị cái kia bốn tên tiểu quỷ bước đến nổi điên mà thôi. Tại cái kia bốn tên tiểu quỷ trước mặt, liền hắn Trác Phàm đều thường thường không bị khống chế nổi giận, càng không nói đến là người khác, trong lòng của hắn cũng có thể lý giải. Sau đó liền kết ấn, đem Tuyết Thanh Kiến hai người thả. Hai người tới đại sảnh, hướng Trác Phàm bái tạ, sau đó cảm kích nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút. Lạc Vân Thường duỗi ra trắng nõn cánh tay, hướng Tuyết Thanh Kiến làm ra cái cố lên tư thế. Hảo tỉ muội, mọi người lẫn nhau thẳng. Vốn là Lạc gia nữ quyến liền thiếu đi, Tuyết Thanh Kiến ngày bình thường cùng Lạc Vân Thường người thân nhất, mặc dù tuổi tác lên có khoảng cách, nhưng cũng coi như tránh thức tỉ muội. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tùng nghe nói Nghiêm Phục đến. Vội vội vàng vàng đến đại sảnh, đầu tiên là hướng Trác Phàm cung kính thi lễ, liền một mặt vui mừng tại mọi người bên trong, tìm kiếm Nghiêm Phục bóng người. Rất nhanh, liền tìm tới cái kia đạo quen thuộc hình dạng. Đồ đệ, Nghiêm Tùng một mặt kích động, khóe miệng ria mép sun nhẹ nhẹ. Nghiêm Phục lại là bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sâu nhìn người này liếc một chút, cũng không dám nhận nhau, ngươi. Ngươi là sư phụ ta. Ây! Hơi sững sờ, Nghiêm Tùng nhìn một chút mình bây giờ thân hình, mới bật cười lớn, ha ha ha. Đó là đương nhiên.
Vi sư lúc trước ăn chắc quản gia bát phẩm linh đan, thể nội độc tố quét sạch, lại tuổi trẻ mười mấy tuổi. Thế nào, đẹp trai đi. Vi sư trước kia đã nói với người rồi, vi sư lúc tuổi còn trẻ, không có luyện cái kia thất thải vân la trường, cũng là phong lưu phóng khoáng, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ giai công tử. Hiện tại ngươi nhìn, không có lừa gạt ngươi chứ. Phốc, vây xem mọi người không khỏi âm thầm cười trộm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đan phòng trưởng lão, như thế khoe khoang một mặt, quả thực cùng cái nào đó không biết xấu hổ quản gia một dạng, quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Thế nhưng là Nghiêm Phục lại là thân thể không khỏi lắc một cái, đầy mặt kích động thẳng gật đầu, không sai, ngươi thật sự là sư phụ ta. Năm đó, sư phụ chỉ có ở trước mặt ta, mới sẽ như thế khoác lác. Đây là chỉ có hai người chúng ta bí mật, sư phụ. Nghiêm Phục một tiếng kinh hô, quỳ Nghiêm Tùng dưới chân, Nghiêm Tùng cũng là đầy mắt rưng rưng, kích động đem hắn đỡ dậy. Sư đồ hai người xa cách từ lâu gặp lại, uyển như cha con, lẫn nhau nói tâm sự. Trác Phàm bọn người ở tại một bên nhìn lấy, cũng không quấy rầy. Về sau, Trác Phàm gặp Nghiêm Phục tuổi quá nhỏ, thượng không thể một mình đảm đương một phía, liền cho cái chấp sự chức vụ. Đến mức ma sách tứ quỷ, Trác Phàm lại sớm đã đem bọn hắn ném đến lên 9 tầng mây đi, thẳng đến 3 ngày sau, mới nhớ tới, mở ra bọn họ cấm chế, gọi vào trước mặt hung hăng răn dậy một phen. Từ đó, tại Trác Phàm giám sát dưới, 4 người cuối cùng đàng hoàng lên, Hắc Phong Sơn cũng nghênh đón 5 năm qua lần thứ nhất bình tĩnh. Thế nhưng là, cùng lúc đó, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng mang theo lần này bách ra tranh minh kết quả, trở lại đế đô trong hoàng thành. Thần Độc Cô Chiến Thiên, Phương Thu Bạch, tham kiến bệ hạ. Trên bảo điện Kim Loan, Hoàng đế uy nghiêm ngồi tại hoàng vị phía trên, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cùng nhau khom mình hành lễ. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay, để hai người đứng dậy, liền nghiêm nghị hỏi, lần này hai vị khanh ra toàn bộ hành trình trưởng khống bách ra tranh minh sự tình, đến tột cùng kết quả như thế nào, bên trong lại có cái nào không giống bình thường chỗ, mau mau cho trẫm báo đến. Liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu, sau đó từ Phương Thu Bạch dẫn đầu tiến về phía trước một bước, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, lần này bách ra tranh minh, Lục Long bên trong, Hoàng Phủ Thanh Thiên, U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ cùng Lâm Toàn Phong 4 người, đều bị Trác Phàm giết, Lạc gia trở thành sau cùng bên thắng. Cái gì, liền cái kia thế hệ trẻ tuổi, Thiên Vũ Đệ Nhất Nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên đều. Thân thể nhịn không được chấn động. Hoàng đế đầy mặt hoảng sợ. Vốn là hắn để Trác Phàm tiếp chuyện xui xẻo này, trong lòng cũng là 5 năm số lượng, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm chẳng những hoàn thành hắn mong muốn nhiệm vụ, còn vượt mức hoàn thành, cho hắn một cái đại kinh hỉ. Cứ như vậy, đế vương môn cái kia mấy nhà tương lai xem như bị ách giết từ trong trứng nước. Tối thiểu nhất, giống Hoàng Phủ Thanh Thiên dạng này quái vật, trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện, đế vương môn thực lực cũng được đến ngăn chặn. Thật sâu hút khẩu khí, để cho mình tâm tình kích động bình yên tĩnh một chút, hoàng đế thản nhiên nói, còn gì nữa không? Thế nhưng là, tuy nhiên hắn cực lực để cho mình trấn tĩnh, thế nhưng một mực nhếch lên tròm râu, lại là đó có thể thấy được hắn nội tâm đến cỡ nào cuồng hỉ, thân thể vì một cái đế vương, thế mà liền sắc mặt đều không kềm được, có thể thấy được hắn nội tâm kích động đến loại trình độ nào. Lẫn nhau nhìn xem, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên bất giác do dự một chút. Không biết nên như thế nào giảng thuật. Bởi vì tại cái này thứ một tin tức tốt dưới, đến tiếp xuống tất cả mọi thứ, đối hoàng thất mà nói đều là hỏng đến không thể lại xấu tin tức xấu. Khởi bẩm bệ hạ, tại bách gia tranh minh bên trong, Hoàng Phủ Thanh Thiên trên thân xuất hiện địa mạch long hồn. Tuy nhiên Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn họ nhất trí ngụy biện, nhưng lão phu cho rằng, bọn họ là có ý đem hoàng thất long mạch bên trong long hồn dẫn xuất, muốn đoạt thiên cơ. Phanh một tiếng vang thật lớn, hoàng đế hung hăng gõ một chút long ỷ, trợn mắt đứng lên, nhìn về phía Phương Thu Bạch nói, người nói là, đế vương môn lại lớn mật như thế, dám động hoàng thất long mạch, còn có người được đến long hồn nhận chủ. Thế nhưng là không đúng, đã cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên có long hồn hộ thân, thiên địa phù hộ, như thế nào lại? Chẳng lẽ, sắc mặt bất giác tối sầm lại, Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên cùng nhau thở dài. Chỉ sợ so bệ hạ phỏng đoán càng bị, Trác Phàm người này, thật không thể khinh thường. Hắn chẳng những giết Hoàng Phủ Thanh Thiên, còn đem cái kia địa mạch long hồn thu phục,
dẫn tới thiên địa đại động, 9 ngày 9 đêm không thôi. Theo lão phu nhìn, hắn thật là một cái có thể cải thiên nghịch mệnh người, hiếm thấy trên đời. Trong mắt nhìn không được co lại, hoàng đế trên mặt âm tình loạn biến, kinh ngạc nhìn nhìn về phía Phương Thu Bạch nói, người nói là, hiện tại Trác Phàm, thân có long hồn, trở thành thiên mệnh sở quy vương giả. Đúng, bất quá tuy nói thiên mệnh sở quy, long hồn bảo vệ, đến long mạch người được thiên hạ, là đại tế ti ngàn năm tiên đoán. Nhưng là thiên vũ cái này ngàn năm qua, tế tự phủ tiên đoán nhưng xưa nay không sai qua. Chỉ là có một chút lão phu không rõ, đã long hồn hộ thân, cũng là thiên mệnh sở quy, có thượng thiên che chở, vì sao hoàng phủ thanh thiên sẽ còn chết trong tay Trác Phàm? Đây là tiên đoán có lỗ thủng, vẫn là Trác Phàm người này, cũng là cái nghịch thiên người. Phương Thu Bạch mi đầu sâu nhăn, thì thào lên tiếng. Hoàng đế cũng là hơi khép lấy một đôi lãnh mâu, thản nhiên nói, như vậy. Cái kia Trác Phàm là như thế nào giết hoàng phủ thanh thiên? Tươi sống cắn chết, Độc Cô Chiến Thiên cúi đầu xuống, bẩm báo nói. Hoàng đế nhịn không được ngưng tụ, trong lòng bất giác hoảng hốt, tươi sống cắn chết. Đây chẳng phải là, thôn phệ. Bệ hạ, có gì không ổn? Phương Thu Bạch sững sờ, vội vàng hỏi nói. Thực trong lòng hắn, Trác Phàm có thể giết chết hoàng phủ thanh thiên, liền đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Còn dùng loại phương thức nào giết, lại không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng là nhìn hoàng đế ý tứ, dường như cái này giết người phương thức, cũng mười phần đáng giá chú ý giống như. Nhẹ nhàng tay vuốt chòm râu, hoàng đế không có trả lời, chỉ tiếp tục hỏi, cái kia sau đó thì sao, đế vương môn đại công tử chết, những gia tộc kia thái độ lại như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, hoàng phủ thanh thiên bỏ mình, đế vương môn đối Trác Phàm căm thù đến tận xương tủy, cho nên tại Trác Phàm vừa mới trở lại Vân Long Thành, thì lọt vào tứ đại thế gia gia chủ vây công, bất quá. Bất quá cái gì, các ngươi xuất thủ cứu sao? Hoàng đế dương mắt nhìn Phương Thu Bạch hai người liếc một chút, lạnh lùng nói. Chậm rãi lắc đầu, Phương Thu Bạch thở dài, bệ hạ minh xét, tiểu tử này thân có long hồn, sớm muộn là hoàng thất họa lớn. Nghĩ đến hắn cho chúng ta xuất lực không ít, chúng ta như tự mình đối phó hắn, không khỏi mềm lòng. Có thể để hắn chết tại đế vương môn hàng ngũ trong tay, cũng coi là cái kết quả tốt nhất. Cho nên lão phu cùng Độc Cô lão nguyên soái liền không có xuất thủ. Bất quá, thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên lại đột nhiên xuất hiện, đem Trác Phàm cứu. Cái gì, thiên cương cuồng tôn? Hắn không phải đế vương môn cung phụng A, mà lại 6, 7 năm trước thì mất tích, hắn hiện tại xuất hiện làm sao lại giúp Trác Phàm? Mi đầu sâu nhăn, hoàng đế đầy mặt không hiểu. Không khỏi cười khổ một tiếng, Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, điểm ấy, lão phu cũng không rõ ràng. Lão phu chỉ biết, hắn hiện tại đã mưu phản đế vương môn, ném đến Lạc Gia, trở thành chỗ đó trưởng lão. Mà lại, hắn đối Trác Phàm mệnh lệnh nói gì nghe nấy, cho nên tại Trác Phàm để hắn diệt đế vương môn, hắn lại không nói hai lời, không niệm tình xưa, hướng hoàng phủ thiên nguyên bọn họ xuất thủ. Cái gì, đế vương môn tại Vân Long Thành bị diệt? Đương nhiên không có. Nhìn lấy hoàng đế kinh dị sắc mặt, Phương Thu Bạch vội vàng khoát khoát tay, đế vương môn cao tầng toàn diệt, thiên hạ đại loạn, sợ đối bệ hạ ổn định đại cục bất lợi. Cho nên tại hạ lúc này xuất thủ, bất quá cái này Lệ Kinh Thiên quả thực lợi hại, thực lực càng là đạt đến thần chiếu đỉnh phong. Cho dù là lão phu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bất phân thắng bại, thực sự hổ thẹn. Trong mắt hơi hơi co lại, hoàng đế quả thực không thể tin được đây là thật, Lạc Gia một cái tam lưu gia tộc, thế mà cất giấu một vị có thể cùng hộ long thần vệ chiến bình tuyệt thế cao thủ. Cái này chẳng phải là tương đương với, hiện tại Lạc Gia, cùng Ngự Hạ Thất Gia không có cái gì chênh lệch sao? Mà lại, cho dù là tại trong bảy thế gia, Lạc Gia cũng xem như từ đế vương môn phía dưới đệ nhất gia tộc. Không đến 10 năm A, một cái gia tộc suy tàn, đạt đến tình trạng như thế, cũng không đến 10 năm A. Thật sâu hút khẩu khí, hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy tinh quang, khẽ cắn môi thở dài. Phương Thu Bạch cùng Độc Cô Chiến Thiên lẫn nhau nhìn xem, cũng là cảm thán liên tục, như thế phát triển tốc độ, thật là khiến người hoảng sợ. Cái này Trác Phàm bản sự, lúc này đến, hóa mục nát thành thần kỳ. Thử hỏi, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem một cái miểu con kiến hôi, trong nháy mắt biến thành bị người ngưỡng mộ che trời voi lớn đây, chỉ có Trác Phàm.
chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một tấm tờ giấy, đưa tới, hoàng đế thở dài lên tiếng, các ngươi xem một chút đi, lúc đó thiên địa đại biến, tế tự phủ đưa tới tiên đoán tin. Nghi đầu nhìn không được nhảy một cái, hai người vội vàng xem, đã thấy là một bài tiểu thơ. Nhưng là tại cẩn thận suy nghĩ về sau, vừa nhìn về phía hoàng đế, lẩm bẩm nói, không biết bệ hạ đối với cái này, thấy thế nào. Vốn là, chấm đối với cái này cũng không hiểu ý, nhưng là nghe đến các ngươi đối Vân Long Thành bách gia tranh minh tự thuật, đại khái giải một phen. Đưa tay nhẹ vịn chòm râu, hoàng đế sâu xa nói, trong này địa long, hẳn là chỉ hoàng phủ thanh thiên làm đại biểu đế vương môn. Mà thiên long, thì là ý chỉ trác phàm từ trên trời giáng xuống, chỉ huy lạc gia quật khởi. Thiên địa song long hợp nhất chỗ, không vừa vặn cùng trác phàm thôn vệ hoàng phủ thanh thiên có quan hệ a. Đến mức một câu cuối cùng, giang hà hồ hải các xưng vương, cũng là chẫm lo lắng nhất. Thiên hạ đại loạn, mỗi người xưng vương, thiên vũ sụp đổ. Bất giác sợ hãi cả kinh, hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Như cái này tiên đoán là thật, vậy thì thật là quốc tướng bất ổn. Bệ hạ, tuy nhiên lão thần cùng lạc gia có giao tình, nhưng là thiên vũ an nguy, xin cho phép lão thần xuất binh phong lâm thành. Độc cô chiến thiên liền ôm quyền, dõng dạc nói. Chậm rãi khoát khoát tay, hoàng đế trong mắt chớp động lên vô hạn thâm thúy, không, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lạc gia tình báo làm được kín không kẽ hở, cho dù là cái này lệ kinh thiên, chấm cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, lại đột nhiên xuất hiện. Có thể thấy được, trác phàm giấu bao nhiêu bí mật. Mà lại, liền xem như thật làm sự kiện này, cũng không nên do chúng ta làm, vô cớ xuất binh, sẽ chỉ dẫn được thiên hạ càng loạn, để một ít người đến ngư ông đắc lợi. Như vậy bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Độc cô chiến thiên song đồng ngưng tụ, ôm quyền nói. Trầm ngâm nửa ngày, hoàng đế long trong mắt, một đạo âm hiểm hào quang lóe lên, chiếu chấm lúc trước hứa hẹn như thế, tuyên lạc ra tất cả mọi người đến đế đô thụ phong, sắc vì ngự hạ đời thứ 8 nhà. Triệu thiên phía dưới trăm nhà đến đây quan sát, ngự hạ thất ra tất cả cao tầng tùy thân chứng kiến. Trong mắt không khỏi sáng lên, Phương Thu Bạch lập tức minh bạch hoàng đế ý tứ, khẽ gật đầu cười nói, bệ hạ cao minh, nhiều như vậy cao thủ tề tụ đế đô. Chúng ta thế nhưng là vạn vạn không quản được. Bên trong có cái nào tự oán, cũng là các nhà tự mình giải quyết. Cứ như vậy, lạc gia coi như bị đế vương môn độc thủ, cũng không liên quan gì đến chúng ta, hơn nữa còn có thể thấy rõ các nhà thực lực như thế nào, quả thật nhất tiễn xong điều a. Không, có lẽ đế vương môn sớm đã căn bản không làm gì được lạc gia. Chấm chỉ muốn nhìn một chút, lạc gia lúc này thực lực, đến tột cùng như thế nào, ha ha ha. Cười âm hiểm một tiếng, hoàng đế trong mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng, khiến người ta thấy không rõ cho nên. Sau 3 tháng, Hắc Phong Sơn trước, một đạo hồng quang chợt hiện, một cái 6-7 tuổi đại tiểu hài đồng, đột nhiên rơi ở đây, ngửa đầu nhìn quanh một phen, cảm thán nói, đây chính là lão cha nhà A, còn có cấp 5 đại trận thủ hộ, không tệ A. Lão cha, ta tới, mở cửa nhanh, không phải vậy ta liền muốn đánh đi vào. Hai tử hướng về phía Hắc Phong Sơn lớn tiếng chu lên, âm thanh truyền ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, ông một tiếng ba động, cái kia pha trộn vũ khí dần dần tản ra, nghiêm phục từ bên trong đi tới, nhìn thấy lại là như thế một tên tiểu quỷ tại la to, bất giác sững sờ, tiểu tử, ngươi chỗ nào đến, nhà ai đại nhân không có nhìn tốt, đem ngươi thả chỗ này. Ngươi có biết hay không, chúng ta lạc gia thế nhưng là liền ngự hạ thất gia đều e ngại gia tộc, ngươi dám ở chỗ này la to. Coi chừng bổn công tử đánh ngươi. Thôi đi, một cái tiểu lâu la đều phách lối như vậy, xem ra cái này lạc gia thanh thế còn thật rất lớn, không kém 7 nhà A. Đứa bé kia bất giác bĩu môi, liền mắt cũng không nhìn thẳng cái kia nghiêm phục liếc một chút, ngược lại nhìn về phía cái kia nguy nga Hắc Phong Sơn, soi mói đạo, không tệ, lão cha thật biết tuyển chỉ, nơi này linh khí dư giả, coi như không tệ A. Gương mặt nhìn không được co lại. Nghiêm phục chỉ tiểu quỷ kia cả giận nói, tiểu đông tây, ngươi dám mắng ta tiểu lâu la. Ngươi có biết hay không ta là ai, sư phụ ta là ai? Nói ra hù chết ngươi. Thôi đi, hơi một tí nói mình hậu trường, hạng người vô năng, cái này còn không phải tiểu lâu la sao? Ách, bất giác khí tức trì trệ, nghiêm phục kinh ngạc nhìn đứa trẻ này, đúng là không phản bác được. Trước kia hắn đã sớm quen thuộc dùng chính mình sư phụ danh hào dọa người.
tuy nhiên mấy năm gần đây biệt khuất, đổi rất nhiều, nhưng nhìn thấy sư phụ mấy ngày nay, nhất thời hưng phấn, thì lại thu hồi cái thói quen này. Nhưng là bây giờ bị tiểu hài này một chế giễu, lại là mặt mũi có chút không kềm được. Mấu chốt là, đứa bé này nói còn thật đúng, đến chỗ nào đều không quên báo ra môn, thật đúng là tiểu lâu la gây nên, tựa hồ không báo ra môn, liền sợ bị người đánh một dạng. Bất giác không còn gì để nói, Nghiêm Phục bất đắc dĩ thở dài, tiểu Đông Tây, người đến tột cùng muốn làm gì a? Ta tìm đến người. Tìm ai? Cha ta, Trác Phàm. Đứa bé kia khuôn mặt nhỏ hả ra một phát, kiêu ngạo mà nói. Cái gì? Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Nghiêm Phục bờ môi há miệng run rẩy run lên nói, ngươi vừa mới nói. Ngươi muốn tìm ai? Trác Phàm a? Không, không, ta nói là, Trác quản gia là ngươi. Nghiêm Phục không khỏi nuốt ngụm nước bọt, bờ môi hơi khô chát, ấp a ấp úng hỏi. Đứa bé kia lông mày nhíu lại, một cách tự nhiên nói, là cha ta, làm sao? Cái gì, Trác quản gia là cha ngươi? Không khỏi giật nảy cả mình, Nghiêm Phục thật sâu nhìn cái đứa bé kia liếc một chút, dường như vừa mới nghe được câu này giống như, cả kinh miệng mở lớn, đã có thể bỏ vào một cái trứng vịt đi, Trác quản gia lại còn có lớn như vậy một đứa con trai, làm sao không có nghe hắn nói qua đâu. Đứa bé kia nhíu mày ngẩng đầu suy nghĩ một chút, tiện hóa nói ừm. Đại khái còn chưa kịp nói cho các ngươi a, dù sao hai cha con chúng ta cũng là gần nhất mới nhận nhau. Con riêng. Nghiêm Phục trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã là có đáp án, không khỏi khóe miệng treo lên một bộ có chút mập mờ nụ cười, vỗ vỗ đứa bé kia đầu nói, tiểu bằng hữu, vậy ngươi tại chỗ này đợi một chút, ta lập tức đi gọi cha ngươi đi ra. Mi đầu khẽ nhíu một cái, đứa bé kia ba một tiếng, đem Nghiêm Phục tay đánh rơi, cả giận nói, tiểu gia ta bình sinh hận nhất người khác mỏ đầu ta, nếu không phải nhìn ngươi là cha ta người, tiểu gia đã sớm đem ngươi chôn vào núi sâu cho ăn chó hoang. Trong lòng bất giác run lên, Nghiêm Phục nhìn lấy cái này hài đồng, không còn gì để nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế tàn nhẫn, động một chút lại muốn tính mạng người. Ai, thực sự cùng cái kia Trác quản gia từ một lò mà ra a. Hiện tại hắn mới có điểm tin tưởng, cái này thật đúng là hai cha con a, thực sự quá giống nhau. Mà lại, tiểu hài này khí lực làm sao lớn như vậy, đánh bổn công tử tay đều đau nhức. T. Trong miệng hút lấy khí lạnh, Nghiêm Phục vẫy vẫy đã sưng đỏ bàn tay, vội vàng trở về bẩm báo. Đây chính là đại tin tức a, đại quản gia Trác Phàm con riêng, thế mà tìm tới cửa. Chỉ chốc lát sau, trên núi liền lục tục ngo ngoe chạy xuống một đám người đến, trước mắt vị thứ nhất, dĩ nhiên chính là Lạc đại tiểu thư, Lạc Vân Thường. Chợt nghe tin tức này, nàng thế nhưng là như sấm sét giữa trời quang một dạng, trong nháy mắt mộng bỉ. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm ở bên ngoài trừ Sở Khuynh Thành cùng Ngưng Nhi bên ngoài, lại còn có nữ nhân, mà lại liền hài tử đều có, cái này khiến nàng làm sao có thể chịu đựng đến. Cái này phong lưu bại hoại, chờ lão nương điều tra rõ ràng, người sẽ biết tay. Kết quả là, tại một trận lên cơn giận dữ bên trong, Lạc Vân Thường hùng hùng hổ hổ chạy xuống núi đến, Tuyết Thanh Kiến, Cửu Viêm Hải, Bàng thống lĩnh chờ cả đám, cũng là vội vã theo tới. Muốn xem cái náo nhiệt. Bọn họ ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút, cái này Trác đại quản gia nhi tử, như thế nào một bộ dáng, sẽ không phải cùng hắn cha một dạng, hung thần ác sát đi. Thế nhưng là, chờ bọn họ đi vào dưới núi lúc mới phát hiện, cái này hài đồng đúng là cái cực kỳ xinh đẹp thiếu niên, khiến người ta thấy một lần, thì không nhịn được muốn thân cận một phen. Ai ra, nghĩ không ra Trác đại quản gia nhi tử. Có thể sinh tuấn Mỹ như thế, nghĩ đến mẹ hắn nhất định cũng là đại mỹ nhân. Tuyết Thanh Kiến gặp đứa bé kia, không khỏi lập tức mẫu tính đại phát, yêu thích cực kỳ. Lạc Vân Thường lại là sắc mặt trầm xuống, hơi có chút không cao hứng, bất quá nhìn về phía cái kia hài tử hay là cưỡng ép chen làm ra một bộ vẻ mặt vui cười đến, hỏi tiểu bằng hữu, cha ngươi thật là chúng ta Lạc gia đại quản gia Trác Phàm à, có thể hay không ngươi tính sai, trùng tên. Tiểu gia giống như là sẽ tính sai người sao? Người bé con này, thực sự quá vô lễ, lần này tiểu gia tới là có chính sự tới tìm ta cha, các ngươi không muốn ngăn ta, nhanh mang ta đi tìm ta cha. Đứa bé kia nhướng mày, gầm thét lên tiếng. Lạc Vân Thường gương mặt nhìn không được co lại, rất là xấu hổ.
Nàng còn là lần đầu tiên, bị như thế một cái 6-7 tuổi hài tử xưng là nữ oa. Bọn người người nghe, cũng là không khỏi cười to lên. Nghiêm Tùng thật sâu dò xét đứa bé kia liếc một chút, tán thán nói, đứa nhỏ này tuy nhiên tuổi còn quá nhỏ, nhưng lại khí khái anh hùng hừng hực, khẩu khí càng là cùng Trác quản gia không có sai biệt, đồng dạng cuồng ngạo, tương lai cũng là một cái không an phận chủ a. Xem ra chúng ta Lạc gia, về sau không cần lo lắng sẽ suy sụp, đây không phải có cái hiện thành quản gia người thừa kế a, ha ha ha. Nghiêm Tùng cười to một tiếng, thân mật xoa xoa cái đứa bé kia đầu. Cái đứa bé kia mi đầu lắc một cái, mặt hiện vẻ giận. Nghiêm lão nói cực phải, ta nhìn đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, ngày sau lại từ Trác quản gia tự mình bồi dưỡng, chúng ta Lạc gia còn không dài sông sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Đến, gọi bàng thúc thúc. Bàng thống lĩnh cũng là cười lớn, sờ lấy đứa bé kia đầu đùa một phen, đứa bé kia sắc mặt đã là càng ngày càng giận. Bất quá, mọi người dường như nhìn không ra, hoặc là nói nhìn ra, cũng không có coi là chuyện to tát. Một đứa bé a, vốn chính là muốn bị các đại nhân đùa, coi như hắn không hài lòng, lại có thể thế nào. Kết quả là, liên tiếp, mọi người từng cái đi qua đến, sờ lấy cái đứa bé kia đầu đùa nghịch đùa, tốt không sung sướng. Thế nhưng là cái đứa bé kia sắc mặt, dĩ nhiên đã âm trầm tới cực điểm. Sau cùng, Cửu Viêm Hải một mặt vui vẻ đi vào đứa bé kia trước, đưa tay đưa đến trên đầu của hắn. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, đứa bé kia đã vung tay lên đánh dụng bàn tay hắn, nộ hống lên tiếng, ta nói qua, đừng nhúc nhích tiểu ra đầu, mau dẫn tiểu ra đi gặp phụ thân ta. Gào to, còn tức giận, ha ha ha, thật sự là cùng Trác quản gia giống như đúc a. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Cửu Viêm Hải nhưng lại không để bụng, ngược lại làm trầm trọng thêm tại cái kia hài tử trên đầu vò đến vò đi, cười nhạo nói, người tiểu quỷ này. Tuổi không lớn lắm, tính khí không nhỏ, cùng cha ngươi thật sự là giống như đúc. Đáng tiếc a, ngươi còn không có cha ngươi như thế bản sự. Ta coi như động tới ngươi đầu lại có thể thế nào, ta không thể trêu vào cha ngươi, còn không thể trêu vào ngươi sao? Ha ha ha. Cửu Viêm Hải cười khẽ một tiếng, đứa bé kia sắc mặt cũng đã giận không nhịn nổi, da mặt co rúm. Tuyết Thanh Kiến gặp, bất giác trêu đùa, lão quỷ, có chừng có mực đến. Hắn vẫn còn con nít, cũng đừng đùa hắn. Coi chừng bị cha của hắn biết chúng ta như thế khi dễ hắn nhi tử, tới tìm chúng ta phiền phức. Ha ha ha, cái kia sợ cái gì, Trác quản gia đang lúc bế quan dưỡng thương, không có sớm như vậy đi ra. Mà đứa nhỏ này trí nhớ, cùng cá không sai biệt lắm, sau một ngày thì quên, không biết như vậy mang thù, người nói đúng hay không, tiểu quỷ. Cửu Viêm Hải nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía đứa bé kia. Đứa bé kia tròng mắt hơi híp, cười lạnh thành tiếng, hừ, ngươi nói không tệ, ta là không có trí nhớ tốt như vậy. Bởi vì, bất luận cái gì chọc tới tiểu gia người, tiểu gia đều sẽ ngay sau đó để hắn đẹp mắt. Tiếng nói vừa dứt, ba một tiếng vang giòn, đứa bé kia đã là một tay đội lên Cửu Viêm Hải trên cổ tay, như kìm sắt đồng dạng. Cửu Viêm Hải đột nhiên cảm giác cổ tay đau xót, giống như muốn nứt mở giống như, không khỏi quá sợ hãi. Muốn rút ra, lại là làm sao cũng làm không được. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, đứa trẻ này nhi cũng không đơn giản. Thế nhưng là bọn người người, còn không có chú ý tới điểm này. Đứa bé kia dương mắt liếc hắn liếc một chút, thẳng đem hắn nhìn đến trong lòng lắc một cái, sắc mặt trắng bệch, mới cười lạnh nói, không cần tiểu gia lão cha xuất thủ, tiểu gia cái này cho ngươi điểm nhan sắc nếm thử. Nói, đứa bé kia đột nhiên hơi vung tay. Cửu Viêm Hải liền tại mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, bị một cái dễ dàng ném qua vai, hung hăng ngã trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, Cửu Viêm Hải dưới thân khắp nơi đột nhiên nứt ra, sau đó như một đầu trường xà giống như, không ngừng xé rách, hướng nơi xa lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, là song tiến hơn một dặm chỗ, trong nháy mắt xuyên qua Phong Lâm Thành, toàn bộ thành trì. Ầm ầm! Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Phong Lâm Thành bị cái này đại chính là cái khe, một phân thành hai, xa xa nhìn lại, Phong Lâm Thành trung gian đã là bỗng nhiên xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Phốc, Cửu Viêm Hải nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía đứa bé kia ánh mắt, đã là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đứa bé này, đến tột cùng là quái vật gì,
thậm chí ngay cả hắn cái này thần chiếu bát trọng cao thủ, cũng dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đứa nhỏ này thực lực, đến tột cùng là đạt đến như thế nào biến thái trình độ. Vây xem mọi người cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, cả kinh tròng mắt đều rơi một chỗ. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn qua bất quá 6-7 tuổi hài đồng, vậy mà có thể có miểu sát thần chiếu bát trọng cao thủ thực lực. Như thế biến thái, đến tột cùng là làm cái quỷ gì a? Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh, nhịn không được cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là Trác Phàm nhi tử, hai cha con, không có một cái bình thường, đều là quái vật. Mà lại, đứa con trai này so vậy lão tử càng đáng sợ. Lạc Vân Thường lúc này cũng đã quên lúc trước ghen tuông, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này bề ngoài nhìn qua đáng yêu, thực làm cho người khủng bố trẻ em, đã là hoảng sợ đến sắc mặt rất trắng một mảnh. Buông ra Cửu Viêm Hải cổ tay, đứa bé kia tiện tay chỉnh một chút kiểu tóc, khinh thường bĩu môi nói, lão già kia, thật không biết thời thế. Tiểu gia nếu không phải nhìn ngươi là cha ta bộ hạ, vừa mới liền đem ngươi cái này lão cốt đầu mang ra. Hừ, để ngươi lại cử động ta đầu. Nghe được lời này, cái kia Cửu Viêm Hải sắp khóc đi ra. Hắn cao tuổi rồi, vẫn là thần chiếu bát trọng cao thủ, hôm nay thế mà bị một đứa bé con như thế làm nhục, thật sự là không mặt mũi gặp người. Bọn người nghe thấy lời ấy, cũng là trong lòng lo sợ, hai tay phát run, bởi vì vừa mới, bọn họ người nào không có sợ qua đứa nhỏ này đâu. Đây cũng chính là cửu trưởng lão không may, nếu là đứa nhỏ này sớm nổi giận, nói không chừng hiện tại đã có người hài cốt không toàn. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn về phía đứa nhỏ này ánh mắt càng thêm kinh hãi. Đồng thời trong lòng kinh dị, coi như Trác Phàm bản thân là quái vật, nhưng là làm sao liền có thể sinh ra như thế cái so với hắn càng thêm biến thái cường hãn quái vật đi ra đâu. Nha nha cái phi, 6-7 tuổi hài tử liền có thể miểu sát thần chiếu cao thủ, người để bọn hắn những cao thủ này về sau làm sao lăn lộn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nước mắt liền ào ào chảy dòng hướng tâm cơ sở, một đi không trở lại. Các ngươi đều đừng ở chỗ này lề mà lề mề, nhanh dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Cái đứa bé kia thi triển một tay, đem tất cả mọi người trấn trụ về sau, ngạo nghễ lên tiếng. Lần này, không có người còn dám phản bác hắn, tất cả đều lạnh dung co lại xúc địa gật đầu, cùng nhau phía trước dẫn đường. Đứa bé kia đắc ý ngẩng đầu, ở phía sau chậm rãi đi theo, chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến đỉnh núi Lạc Gia Đại Trạch, đi vào. Nhưng là đúng lúc này, năm đạo nhân ảnh cũng theo đó mà ra. Lại chính là Lệ Kinh Thiên mang theo ma sách tứ quỷ bay ra. Nhìn Lạc Vân Thường bọn người liếc một chút, Lệ Kinh Thiên tròng mắt ngưng tụ, hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì, làm sao ngoài trận lớn như vậy động tĩnh? Khóe miệng bất giác một xẹp, mọi người tất cả đều liên tục cười khổ, sau đó cùng một chỗ chỉ hướng phía sau cùng đứa bé kia. Thế nhưng là, làm Lệ Kinh Thiên nhìn đến hắn lúc, lại là lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cái lảo đảo. Run run rẩy rẩy nói, bất bại ngoan đồng, cổ tam thông, ngươi làm sao truy đến nơi đây? A, là tiểu quái vật kia, hắn còn không chịu buông tha chúng ta. Ma sách tứ quỷ giật mình, cũng là ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, dọa đến run rẩy. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đều hoàn toàn ngây người. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thiên cương cuồng tôn Lệ Kinh Thiên như thế thất kinh bộ dáng. Liền cái kia bốn cái không sợ trời không sợ đất tiểu ma đầu, gặp cái này hài đồng, thế mà cũng cùng chuột gặp mèo đồng dạng, dọa đến toàn thân run lên cầm cập. Bất quá, nghĩ đến đây hài tử thực lực kinh khủng, mọi người tựa hồ cũng liền không sai. Ây, Lệ lão, người biết đứa nhỏ này sao? Lạc Vân Thường lúng túng chép chép miệng, thăm thẳm hỏi. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên quái dị nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, hài tử. Đại tiểu thư, ngài ở trước mặt hắn mới tính hài tử đi. Tại chúng ta những người này bên trong, hắn nhưng là tư cách già nhất quái vật. 300 năm trước, đại náo thiên vũ, ai có thể địch? Bây giờ càng là hoàng thất mạnh nhất hộ long thần vệ, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, thì coi như chúng ta cùng tiến lên đều không phải là tiểu tử này đối thủ a. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm quá sợ hãi, nhìn về phía cổ tam thông ánh mắt chỉ có hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới, như thế một cái như nước trong veo hài đồng, lại là khủng bố như thế tồn tại.
Cửu Viêm Hải càng là đầy miệng đắng chát, nhìn lấy Cổ Tam Thông cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, sắp khóc đi ra. Sớm biết người này là như thế một cái sống mấy trăm năm lão quái vật, hắn lại sao dám tùy tiện trêu chọc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng lo sợ, không biết cường đại như vậy tồn tại, đột nhiên chạy đến Lạc Gia là cái gì cái ý tứ. Thế nhưng là, hắn không phải Trác Phàm nhi tử à, làm sao có thể sẽ có hơn 300 tuổi. Thế mà, Lạc Vân Thường vẫn như cũ khó mà tin được, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên cũng là không hiểu nhìn về phía tất cả mọi người, kỳ quái nói các ngươi nghe ai nói, hắn là Trác quản gia nhi tử. Chính hắn nói, mọi người cùng nhau nhất chỉ Cổ Tam Thông, chăm miệng một lời. Lần này, ngược lại là Lệ Kinh Thiên triệt để kinh ngạc đến ngây người, chăm chú nhìn Cổ Tam Thông cái kia lạnh nhạt sắc mặt, tràn đầy không hiểu. Phàm là tuyệt thế cao thủ, đều rất là chú trọng thể diện, riêng là giống Cổ Tam Thông dạng này thiên vũ tối cường giả. Nào có tự hạ thấp địa vị, đi cho người khác làm nhi tử đạo lý. Bất quá, Cổ Tam Thông ở trước mặt mọi người không phủ nhận, cái kia chính là thừa nhận, điều này không khỏi làm Lệ Kinh Thiên càng thêm nghi hoặc. Cha ta ở đâu, nhanh dẫn ta đi gặp hắn, Cổ Tam Thông chuyện đương nhiên nói. Lệ Kinh Thiên do dự nửa ngày, trong mắt hiện ra vẻ ngờ vực, khẽ gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi thông báo. Sau đó liền vội gấp đi vào bên trong, có điều rất nhanh, hắn liền lại trở về, chỉ là nhìn về phía Cổ Tam Thông ánh mắt, càng thêm quái dị ấy. Trác quản gia để mọi người cùng, tiểu công tử đi vào. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người không sai, Trác Phàm quả nhiên cùng cái này Cổ Tam Thông là cha con quan hệ a. Không phải vậy, Lệ lão cũng sẽ không nói tiểu công tử. Chỉ là mọi người không hiểu là, như thế một cái tuyệt thế cao thủ, thiên vũ mạnh nhất hộ long thần vệ, Trác Phàm là như thế nào lừa gạt thành chính mình nhi tử. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trác Phàm thủ đoạn càng thêm tán thưởng. Loại này kỳ tích, cũng chỉ có hắn có thể sáng tạo đến ra a. Ngay sau đó, mọi người nối đuôi nhau mà vào, đi vào Lạc Gia trong đại sảnh. Ở nơi đó, Trác Phàm sớm đã ngồi đến chủ vị, đợi nhìn đến Cổ Tam Thông tiến đến. Không khỏi bật cười lớn, tiểu tam tử, đã lâu không gặp. Cha! Cổ Tam Thông ngạc nhiên hét to lớn tiếng, vui sướng bắn đến Trác Phàm trong ngực, chỗ nào như cái hơn 300 tuổi lão quái vật, quả thực cùng một đứa bé không khác, chán ngán tại Trác Phàm trong ngực. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Trác Phàm cái kia trống rỗng tay áo phải lúc, lại là trong mắt co rụt lại, cả kinh nói cha, người cánh tay phải đến nơi đâu, là ai làm, ta thay người báo thù. Không cần, sự kiện này chính ta sẽ xử lý. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Trác Phàm hảo ngôn cự tuyệt. Hôm nay thiên vũ các đại thế lực đều là đã xu hướng thăng bằng, hắn cũng không hy vọng Cổ Tam Thông một phen hồ nháo, quấy đục thác nước này, ảnh hưởng hắn bố trí. Đúng, người hôm nay tới chỗ này, cái kia không phải chỉ là đến thăm ta đi. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cổ Tam Thông trầm ngâm một trận. Gật gật đầu, thực ta là tới cho Lạc Gia truyền chỉ, xét thấy Lạc Gia tại Bách Gia tranh minh bên trong nổi bật biểu hiện. Sau 3 tháng, Lạc Gia đế đô thụ phong ngự hạ thứ 8 thế gia, thiên vũ Bách Gia nhìn lấy. Đến lúc đó, các đại gia tộc tất cả cao tầng đều muốn tề tụ đế đô, trung khánh thịnh thế. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người đã kinh hãi vừa lo. Kinh hãi tự nhiên là không nghĩ tới nhanh như vậy, hoàng thất liền muốn đổi bày ra chính mình hứa hẹn. Sắc phong Lạc Gia ngự hạ thứ 8 gia tộc địa vị. Nhưng lo đồng dạng là điểm này, bọn họ đã rõ ràng, từ Trác Phàm được đến địa mạch long hồn về sau, hoàng đế khả năng đối bọn hắn thái độ có thay đổi. Lúc này làm ra như thế long trọng cao điệu tư thái, còn để tất cả gia tộc cao tầng tề tụ, sẽ có hay không có cái gì khác ý đồ, thậm chí là đối bọn hắn Lạc Gia bất lợi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lại là cười khẽ một tiếng. Không chút phật lòng, ha ha ha. Dạng này a, cái kia lão cha biết, đa tạ tiểu tam tử ngươi tới đưa tin. Đúng, trở lại hoàng cung phía sau, gần nhất thức ăn thế nào? Cổ Tam Thông vốn đang một mặt vui mừng nhận lấy lão cha khen ngợi, nhưng là nghe xong lời này, lại là trong nháy mắt xẹp lên miệng, ai thán nói, này, đừng đề cập, những người kia quá keo kiệt, sẽ chỉ đút ta một số nhất nhị phẩm dược tài. Từ lần trước ăn lão cha cho ta phẩm cấp cao dược tài về sau, những cái kia cấp thấp dược tài, hiện tại ta đều ăn nhạt như nước ốc.
Ha ha ha, vậy ngươi ngay tại cha nơi này sống thêm mấy ngày, thật tốt hưởng thụ một chút thiếu gia đãi ngộ. Bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm đưa tay ánh sáng lóe lên, liền xuất ra một cái tản ra pha trộn khí sắc dược tài. Cổ Tam Thông gặp, bất giác ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, bát phẩm dược tài, cho ta không? Đó là đương nhiên, lão cha, cũng là ngươi. Trác Phàm mười phần hào phóng đem dược tài kia đưa cho Cổ Tam Thông, để hắn không khỏi một trận vui mừng không thôi. Một bên Nghiêm Tùng lại là đau lòng muốn mạng, đây chính là bát phẩm dược tài a, lấy Trác Phàm dạy hắn luyện đan bí thuật luyện chế, nói không chừng liền cửu phẩm đan dược đều có thể luyện ra. Cứ như vậy đưa người, thực sự quá đáng tiếc. Bất quá, trong lòng của hắn đau, lúc này tựa hồ vừa mới bắt đầu. Trác Phàm vung tay lên, nhìn về phía Nghiêm Tùng nói, Nghiêm lão, nhi tử ta muốn ở chỗ này sống thêm mấy ngày, hắn ưa thích ăn sống dược tài. Một ngày ba bữa ngươi cho hắn chuẩn bị đầy đủ, mỗi bữa ăn ít nhất phải có một cái lục phẩm lấy bên trên dược tài, biết không? Da mặt nhìn không được rút rút, thân là một cái luyện đan sư, Nghiêm Tùng trong lòng tại máu. Nhưng đây là Trác Phàm mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể cố nén nước mắt, hung hăng gật gật đầu. Cổ Tam Thông gặp, bất giác đại hỉ, ôm lấy Trác Phàm cổ thì hôn một cái, kêu đến, trên đời chỉ có ba ba tốt. Còn lại mọi người thấy đến không còn gì để nói, đây là vừa mới cái kia hung thần ác sát tiểu quái vật a. Tại Trác Phàm trước mặt, quả thực thì cùng một cái 6-7 tuổi thiếu niên, không có gì khác biệt. Tốt tốt, Trác Phàm phất phất tay, đánh gãy Cổ Tam Thông tiếp tục kêu đi xuống, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút nói, tiểu tam tử, có một việc, ta nhất định phải muốn nói với ngươi một tiếng. Tuy nhiên sự kiện này ngươi có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng là ta lại nhất định phải làm như vậy. Không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông kỳ quái nhìn về phía hắn, trong mắt một mảnh mê mang. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm thở dài, trong mắt ngưng tụ, bình tĩnh nói, tiểu tam tử, ta phải dùng cái kia trùng thiên kỳ lân chân. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Cổ Tam Thông kêu lên sợ hãi. Ta biết, vật kia đối ngươi rất trọng yếu, vốn là ta cũng không muốn động nó. Bất quá bây giờ, ta lại không phải không động đậy nhưng là... Quay đầu nhìn một chút chính mình cái kia trống rỗng tay áo phải, Trác Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định, nếu như ngươi không đồng ý, cũng không có cách nào. Hoặc là hiện tại từ trong tay của ta đoạt lại cái kia kỳ lân cước, hoặc là... Ngầm thừa nhận đây hết thảy, tâm lý vĩnh viễn hận ta cả một đời đi. Chậm rãi duỗi lên cái kia cụt một tay, trên ngón tay lôi linh giới rạng rỡ phát sáng, Trác Phàm yên lặng nhìn lấy Cổ Tam Thông ánh mắt, không nhúc nhích. Hắn biết, cái kia kỳ lân cước đối Cổ Tam Thông tầm quan trọng, có lẽ cũng là tiền bối lưu lại di vật, rất là chân quý. Nếu là hắn vô thanh vô tức dùng, có lẽ đời này Cổ Tam Thông đều sẽ đối với hắn có chỗ khúc mắc. Còn không bằng hiện tại đem sự tình nói ra, nhìn Cổ Tam Thông lựa chọn. Cổ Tam Thông cái thứ nhất nghĩa phụ là người đọc sách, hắn tin tưởng Cổ Tam Thông chịu hắn ảnh hưởng, tri ân đổ báo, nhất định là chịu người ân huệ vĩnh sinh nhớ đến. Cho nên tại đưa ra yêu cầu này trước, Trác Phàm đầu tiên là đưa Cổ Tam Thông một đống lớn danh quý dược tài, còn đem đứa nhỏ này cùng mình buộc chung một chỗ, lão cha, cũng là ngươi, trở thành lợi ích thể cộng đồng. Về tâm lý, để Cổ Tam Thông cùng hắn đứng tại một đầu trên chiến tuyến. Tuy nhiên Trác Phàm đợi Cổ Tam Thông như thân tử, nhưng vì ngăn ngừa ngày sau cha con mâu thuẫn, hắn vẫn là dùng một số tâm lý hướng dẫn, để Cổ Tam Thông chính mình ngoan ngoãn đem kỳ lân cước nhường lại. Thật sâu theo dõi hắn không thả, Trác Phàm nín hơi ngưng thần, chờ lấy hắn đáp án. Cổ Tam Thông cũng là im lặng không nói, suy nghĩ rất lâu, mới cuối cùng trong mắt nhất định, gật gật đầu, như là người khác lời nói. Ta là tuyệt đối sẽ không khiến người ta tùy tiện động vật kia. Nhưng bây giờ là lão cha. Thì cùng lão cha vừa mới nói tới một dạng, ta cũng là ngươi, không có vấn đề. Ha ha ha, con trai ngoan. Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, ôm lấy Cổ Tam Thông hung hăng thân hai cái, thẳng đem Cổ Tam Thông chọc cho khanh khách cười không ngừng. Mọi người gặp, không khỏi một mặt cảm thán. Cái này Trác quản gia thật là thần nhân. Thế mà liền cái này khó chơi tiểu quái vật, đều có thể chung đụng được như thế hòa hợp, lại thật cùng thân cha con không có gì khác biệt. Riêng là, sau này cái này một đôi quái vật cha con liên thủ, rong đuổi toàn bộ đế quốc, thiên vũ còn có ai có thể cùng chống đỡ. Vừa nghĩ đến đây,
mọi người dường như đã đoán được quái vật này cha con hoành hành không sợ, Lạc Gia quật khởi, đạp vào đỉnh phong thời đại huy hoàng. Ai, lúc trước đi vào Lạc Gia, quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn a. Mọi người một trận cảm thán. Chỉ có Lạc Vân Thường, không có nghĩ nhiều như vậy lợi ích sự tình, chỉ là nhìn lấy cái này ấm áp một màn, trong lòng vui mừng. Trác Phàm, cuối cùng không có lẻ loi một mình. Về sau, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông lại phiếm vài câu, liền mang theo hắn đi ăn uống thả cửa đại lượng dược tài. Riêng là một số phẩm cấp cao dược tài, đều là Trác Phàm theo Thú Vương Sơn cái kia 6 cấp linh thú sơn trong động vơ vét tới. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không ít, Nghiêm Tùng thân là Lạc Gia đan phòng trưởng lão, mới đầu gặp cũng là ánh mắt tỏa sáng, mừng rỡ không thôi. Nhưng là tại Cổ Tam Thông cái kia dưới miệng nhỏ, lại là không ra 2-3 ngày công phu, liền bị ăn không sai biệt lắm, điều này không khỏi làm hắn một trận đau lòng run rẩy. Nhưng là Trác Phàm lại cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn dùng cái kia kỳ lân cước, Cổ Tam Thông còn không cùng hắn trở mặt, hắn liền xem như kiếm được. Còn những dược liệu này, vật ngoài thân, cùng kỳ lân cước cùng với Cổ Tam Thông quan hệ so ra, hắn lại là không có làm chuyện. Rốt cục, nửa tháng sau, Cổ Tam Thông trở về phục mệnh thời gian cũng đến, vạn phần không muốn rời đi nơi này. Mà trước khi đi, Trác Phàm lại tiễn hắn một đống lớn dược tài trên đường ăn, điều này không khỏi làm hắn mừng rỡ liên tục. Chờ Cổ Tam Thông bóng người dần dần biến mất về sau, Lạc Vân Thường mấy người cũng cái kia lên đường đi đế đô. Bất quá Trác Phàm, lại cũng không tính đi theo. Hắn hiện tại thương thế đã gần như khỏi hẳn, chỉ chờ chữa trị cái kia đoạn đi cánh tay phải, liền có thể trọng trấn hùng phong, thậm chí thoát thai hoán cốt, so trước kia mạnh hơn đếm không chỉ gấp 10 lần. Lệ lão, lần này đi đế đô, đại tiểu thư bọn họ an nguy thì đều từ ngươi phụ trách. Ta cùng hắn trưởng lão, sau đó sẽ tới. Hắc Phong Sơn dưới chân, Trác Phàm vỗ vỗ Lệ Kinh Thiên bả vai, trịnh trọng nói. Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Thở sâu, Trác Phàm yên lòng cười cười, sau đó lại cùng hắn mọi người hàn huyên dặn dò vài câu, liền mục đích đưa bọn hắn rời đi. Lần này tiến đến đế đô, Trác Phàm cũng chỉ để Lệ Kinh Thiên một vị thần chiếu cường giả đi theo, chủ yếu là sợ hắn người tại chính mình không tại lúc, không phục quản giáo, náo xảy ra chuyện gì, dẫn tới phiền phức. Khá là mà nói, Lệ Kinh Thiên xem như rất trầm ổn, có thể làm chức trách lớn. Chờ mọi người bóng lưng dần dần biến mất, Trác Phàm mới mang theo Tuyết Thanh Kiến, Nghiêm Tùng cùng Ma Sách Tứ Quỷ chờ cả đám các loại, hướng Hắc Phong Sơn trở về. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến tòa kia quen thuộc khu rừng sương mù trước. Quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, Trác Phàm nghiêm túc nói, ta lập tức liền muốn ở bên trong bế quan một chút thời gian, các ngươi cho ta hộ pháp, bất kỳ người nào không được xâm nhập Hắc Phong Sơn phạm vi bên trong, biết không? Vâng, mọi người liền ôm quyền, cùng nhau lĩnh mệnh. Từ đó, Trác Phàm mới yên lòng đi vào cái kia trong sương mù dày đặc. Bọn người người cũng tất cả đều các tổ chức, thủ hộ tại Hắc Phong Sơn bốn phương tám hướng. Đi vào một khối trống trải khu vực, Trác Phàm đánh giá chung quanh một trận, khẽ gật đầu, sau đó liền chậm rãi xê dịch tốc độ, trên mặt đất khắc họa lấy cái kia quen thuộc luyện thể đại trận, chỉ bất quá lần này, đại trận này lại tương đương đến lớn, khoảng chừng thiên bình phạm vi. Chờ đại trận khắc họa sau khi hoàn thành, Trác Phàm mới trong tay tinh quang lấp lóe, mấy ngàn linh thạch đuổi vừa bay vào đại trận trong mắt trận, tiếp lấy tiện tay vung lên. Oanh một tiếng vang thật lớn dưới, một cái thẳng trong mây tiêu che trời trụ lớn, liền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này, đúng là hắn tại Lạc Lôi Hạp tìm được trùng thiên kỳ lân chân, cũng là hắn dự định làm vì chính mình cánh tay phải vật thay thế. Bất quá, làm một cái nhỏ bé nhân loại, muốn cầm cái này thượng cổ thánh thú thần chân tới làm cánh tay mình, lại là quá mức miễn cưỡng. Vẻn vẹn là cái này lớn nhỏ, thì kém xa. Nhưng là may mà. Hắn đã sớm chuẩn bị, tại Thú Vương Sơn phát hiện những cái kia hóa hình nhũ, lại vừa vặn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Lấy hóa hình nhũ thần kỳ lực lượng, đem cái này kỳ lân cước hóa thành cùng nhân loại cánh tay đồng dạng lớn nhỏ, thì vừa vặn có thể gắn ở hắn trên cánh tay phải. Thực, từ cái này lúc phát hiện hóa hình nhũ về sau, hắn liền đã loại suy nghĩ này. Nhưng là bởi vì quá hung hiểm, hắn cũng một mực tại do dự không ngừng. Nhưng là tại kinh lịch đánh với Hoàng Phủ Thanh Thiên một trận về sau, hắn cũng liền không có nhiều như vậy nhưng là do dự.
Dù sao một cái cánh tay phải đã ném, chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể một mực dạng này cụt một tay đi xuống sao? Bất giác thản nhiên cười, Trác Phàm cảm thán liên tục, người quả nhiên là muốn bị bức đến tuyệt cảnh, mới có thể được ăn cả ngã về không a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vui vẻ xuất ra cái kia hóa hình nhũ, bay đến Kỳ Lân cước lên, chậm rãi ngược lại ở phía trên. Tiếp lấy lại bay xuống, nhảy ra trận thức, trong tay ấn quyết liên tục. Chỉ một thoáng, nhưng nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang, toàn bộ luyện thể đại trận phát ra lóa mắt quang huy, xông thẳng tới chân trời, liền cái kia từng lớp sương mù, đều khó mà che lấp. Đại trận bên ngoài thủ hộ các vị trưởng lão, bất giác kinh hãi, đều là không rõ Trác Phàm ở bên trong làm cái quỷ gì, có thể làm ra như thế động tĩnh. Ngay sau đó, liền gặp cái kia đỏ thấm Kỳ Lân cước phát ra khát máu hồng mang, tại đại trận kia quang huy hô ứng lẫn nhau dưới, không ngừng rung động, phát ra đùng đùng sao không dứt lôi bạo âm thanh, mà cái kia đạo đạo chất lỏng màu ngà sữa, cũng đang không ngừng hướng Kỳ Lân cước bên trong rót vào. Chỉ chốc lát sau, liền toàn bộ xông vào đi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm gặp thời cơ đã đến, bất giác vội vàng thay đổi thủ quyết, quát nói, thiên địa thần uy ngược lại càn khôn. Kỳ Lân gót sắt hóa thủ đủ, vạn vật dung hợp quy nhất chỗ, thần tí vô địch phá thương khung, quát. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe ông một tiếng, một trận vô hình ba động từ đại trận trung tâm phát ra, toàn bộ Kỳ Lân cước cũng bắt đầu dị thường kịch liệt rung động động. Thậm chí, cái kia cỗ chấn động dẫn tới chung quanh sơn mạch cũng theo đồng loạt run run, cho dù là Hắc Phong Sơn dạng này, chung quanh có 4 cái cấp 5 đại trận thủ hộ tồn tại, cũng không nhịn được toàn bộ sơn mạch không ngừng rung động động. Núi đá sập rơi. Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiến chờ các vị trưởng lão gặp, cũng không nhìn được cùng nhau quá sợ hãi, trong lòng thầm nhủ, Trác quản ra đây là muốn làm gì, muốn mang ra chính mình khu vực sao. Ma Sách Tứ Quỷ càng là dọa đến hô to gọi nhỏ, chạy trốn tứ phía, trời sập a, trời sập á. Chỉ có Trác Phàm, nhìn lấy cái kia Kỳ Lân cước tại trong chấn động, từng vòng thu nhỏ, trong nháy mắt liền thu nhỏ hơn 2 lần. Bất giác trong lòng kích động. Cái này cửu u bí lục bên trong luyện thể đại trận, quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả thánh thú thân thể đều có thể luyện hóa. Như vậy tiếp đó, thì giờ đến phiên mấu chốt nhất bộ phận, thần tí quý vị. Chỉ có đem cái kia Kỳ Lân cước tránh thức gắn ở hắn trên cánh tay phải, cái kia mới xem như cuối cùng thành công. Nếu không, hết thảy đều là uổng phí. Hy vọng không có bài xích hiệu quả a. Dù sao cái này thần chân chủ nhân trước là đầu Kỳ Lân. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm bất giác hít thật sâu, chăm chú nhìn cái kia đỏ thấm trụ lớn từ từ nhỏ dần, chờ thu nhỏ đến cùng người trưởng thành cánh tay đồng dạng lớn nhỏ lúc, mới hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xông vào cái kia luyện thể trong trận. A! À, bỗng nhiên, một tiếng thê thảm kêu gào đột nhiên vang lên, cùng lần trước vạn thú sơn mạch luyện thể lúc đồng dạng, Trác Phàm mới vừa vào luyện thể trận. Liền chợt cảm thấy toàn bộ thân thể tại từng đạo lôi quang dưới, giống như muốn vỡ vụn đồng dạng. Mà lại lần này, so với một lần trước còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần không ngừng. Dù sao, lần này luyện thể trận, so với lần trước quy mô phải lớn nhiều. Mà lại lần trước nhiều lắm thì luyện kim cương lưu xa cùng 6 cấp linh thú 2 cánh, lần này thế nhưng là đường đường thượng cổ thánh thú, trùng thiên Kỳ Lân thần chân A. Muốn đem dạng này thần vật an trên người mình. Cái kia muốn trả giá đắt, há có thể cùng lần trước so sánh. Kết quả là, khiến Trác Phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ không phải người tra tấn bắt đầu. Nhưng gặp thân thể từng mảnh vỡ vụn, huyết nhục tại luyện thể trong trận vẩy ra, Trác Phàm trong mắt mở to, khóe mắt, thậm chí hai con mắt đều nhanh muốn đau đến gạt ra. Lần này đau đớn, căn bản không phải lần trước luyện thể có thể so. Nếu là so sánh với lời nói, lần trước luyện thể, quả thực cùng con muỗi cắn không sai biệt lắm. Bất quá dù vậy, Trác Phàm vẫn là cắn chặt hàm răng, hung hăng kiên trì. Lần trước luyện thể, hắn là vì ngưng nhi, nhưng lần này luyện thể, hắn lại là vì không cho người bên cạnh, lại gặp ngộ ngưng nhi loại kia thảm cảnh. A, à, lại là một tiếng vang vọng đất trời kêu rên sông thẳng lên trời, để ngoài trận trưởng lão, cũng ngăn không được giật mình. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía cái kia khu rừng sương mù phương hướng. Vị này Trác quản gia, đến tột cùng tại tu luyện như thế nào biến thái công pháp, thế mà liền hắn dạng này ẩn nhẫn ma đầu, cũng nhịn không được gào mang ra. Đại trận bên trong, Trác Phàm huyết nhục văng tung tóe,
trên không trung trôi nổi, thậm chí tựa hồ liền cơ quan nội tạng cũng không thấy, chỉ còn lại có một bộ xương khô, còn có cái kia không ngừng run run con ngươi. Nếu là tại bình thường, Trác Phàm như thế bộ dáng, đã là chết. Thế nhưng là trong đại trận này, sức sống của hắn cũng không có sói mòn. Ông, kỳ lân cước chung quanh tản mát ra lúc thì đỏ sắc ánh sáng nhạt, Trác Phàm những cái kia thịt nát cùng nhau hướng chỗ đó bay đi, theo kỳ lân cước chung quanh chuyển lên một vòng, dính vào một chút hào quang màu đỏ, liền lại bay về phía Trác Phàm bên người, bắt đầu gây dựng lại hắn thân thể. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm trong lòng an lòng, cuối cùng là bắt đầu gây dựng lại. Cứ như vậy, cái này luyện thể trận cũng nên tiến vào khâu cuối cùng, hắn sắp thành công. Không sai, hắn suy nghĩ rất đúng, luyện thể trận phá rồi lại lập, một khi gây dựng lại thân thể, cũng là đến sau cùng, lập tức muốn thành công thời khắc. Bất quá, lần này lại cùng trước kia khác biệt, hắn muốn luyện hóa, thế nhưng là thánh thú thân thể. Hiu hiu hiu, từng đạo vỡ tan thịt nát phi tốc hội tụ, một lần nữa tạo thành Trác Phàm thân thể, phát ra hồng quang nhàn nhạt. Chỉ có cái kia trống rỗng cánh tay phải, còn không có quy vị. Lúc này, cái kia kỳ lân cước chậm rãi hướng hắn lướt qua đến, chậm rãi dựa vào hắn tay gãy vị trí, bắt đầu dung hợp. Thế mà, còn không đợi khóe miệng của hắn xẹt qua hài lòng đường cong, lại là đột nhiên xảy ra dị biến, nhưng nghe một tiếng ngút trời giống to vang lên, cái kia kỳ lân cước đúng là run lẩy bẩy. Đồng thời, một đạo hồng mang bỗng nhiên theo cái kia kỳ lân cước lên phát ra, thẳng vào Trác Phàm chỗ sâu trong óc. Trác Phàm bất giác giật mình, nhất thời đầu đau muốn nứt, dường như chỉnh cái đầu đều muốn nổ tung đồng dạng. Hung thú thê lương nộ hống, tại hắn chỗ sâu trong óc dập dờn, làm cho hắn chỉ là trong tích tắc công phu, chính là mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Xong, thất bại. Trong lòng ai thán một tiếng, đây là trong lòng của hắn sau cùng một tia tưởng niệm. Mà cùng lúc đó, một cái hiện ra hồng quang huyết sắc kỳ lân, tại hắn nguyên thần chỗ sâu nộ hống lật quấy, phảng phất muốn đem nơi này triệt để đánh nát đồng dạng. Chỉ là một cái nhân loại, thế mà cũng muốn cùng ta kỳ lân thân thể hợp thể, người còn chưa xứng. Giống. Thế mà, ngay tại hắn chính tàn phá bừa bãi thời điểm, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, Trác Phàm thể nội đầu kia địa mạch long hồn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng nó xông lại. Dù sao hiện tại Trác Phàm là nó chủ nhân, nó có hộ chủ chi trách, tuy nhiên biết rõ không phải cái này kỳ lân đối thủ, cũng muốn liều chết bảo hộ Trác Phàm sinh mệnh an toàn. Thế nhưng là cái kia kỳ lân nhìn thấy đầu này long hồn, lại là lộ ra một tia vẻ khinh miệt, khinh thường nói, hừ, ngươi nếu là con thiên long, lão tử còn theo ngươi có một đánh. Chỉ là một đầu địa long, cũng muốn trở ngại lão tử, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, cái kia kỳ lân nhẹ nhàng nâng lên một chân, chính là hướng cái kia long hồn một đạp. Đụng, đầu kia long hồn nhất thời liền bị một chân đạp bay ra Trác Phàm nguyên thần bên trong. Lại mặt mày xám xịt trở lại hắn trong đan điền, đầy bụng ủy khuất. Chủ nhân a, ta nhưng là hết sức, thực sự không phải nó đối thủ a. Ha ha ha, một đầu nhỏ cá trạch, cũng dám cùng bản đại gia đọ sức, muốn chết. Kỳ lân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tiếp lấy nhìn bốn phía tối như mực một mảnh cả giận nói, hừ, cái này nhân loại tiểu tử thật to gan, nhìn ra không đem ngươi cái này nguyên thần xông phá, để ngươi hồn phi phách tán. Thế mà, còn không đợi hắn động tác, nhưng ngửi một tiếng bén nhọn hót vang vang lên, nó phần lưng đúng là đột nhiên đau xót, đã là bị một cái thanh viêm cự điểu đè ở trên người, sắc bén kia nanh vuốt, thẳng đưa nó cái kia kiên cố lưng kỳ lân đều tóm đến bắt đầu vặn vẹo. Quay đầu xem xét, kỳ lân bất giác quá sợ hãi, là ngươi. Không sai, ông bạn già, tiểu tử này là lão phu chọn chúng người, một ngày nào đó sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Ngươi như là đã bỏ mình, phần này oán khí, vẫn là như vậy tiêu tán cho thỏa đáng. Tiếng nói vừa dứt, cái kia thanh viêm cự điểu bỗng nhiên thanh viêm đại thịnh, trong nháy mắt liền đem cái này kỳ lân thôn phệ, tiếp lấy chảo bên trong siết chặt, kỳ lân hồng mang nhất thời tiêu tán tại cái này mênh mông thanh viêm bên trong. Đón lấy, cái này thanh viêm cự điểu cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là Trác Phàm cánh tay phải cái kia không ngừng run run kỳ lân cước, lại rốt cục dừng lại run rẩy. Bắt đầu chậm rãi dung hợp tại bộ này mới trên thân thể. Ta, còn không có bị thôn phệ. Mí mắt hơi hơi run run động một cái, không biết qua bao lâu,
Trác Phàm cuối cùng mở ra hai con ngươi, ngước nhìn cái kia không giới hạn thương khung, như nói mê mà nói. Lúc trước cái kia kỳ lân cước vừa mới tiếp vào hắn trên cánh tay phải lúc, hắn liền cảm thấy một cỗ ngút trời oán niệm đột nhiên xông vào hắn thần thức trong óc. Lần này, thế nhưng là đem hắn dọa cho phát sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này trùng thiên kỳ lân chết lâu như vậy, còn cũng chỉ còn lại có một cái độc cước, thế mà còn phụ thuộc lấy mãnh liệt như thế oán niệm. Phải biết, đây chính là thượng cổ thánh thú cấp bậc oán niệm, căn bản không phải đồng dạng oan hồn có thể so sánh. Chỉ là trong tích tắc công phu, liền đem hắn xông đến mất hết ý thức, trong nháy mắt ngất đi, liền nghĩ biện pháp giải cứu thời gian đều không có. Lúc đó, trong lòng của hắn liền chỉ có thở dài một tiếng, nản lòng thoái chí, hết thảy đều xong. Cái này thánh thú oán niệm xông vào hắn thần thức, còn không đem hắn nguyên thần toàn bộ đánh nát, rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, hắn hiện tại thế mà còn sống, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia kỳ lân oán niệm, đột nhiên đại phát thiện tâm, tha hắn một mạng? Cái kia càng thêm không có khả năng, nếu là oán niệm, vậy cũng chỉ có oán hận, liền tâm bình tĩnh đều không có, nơi nào sẽ có lòng thông cảm. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trăm bề không được giải, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy. Thế nhưng là ngay tại lúc này, hắn lại là không khỏi sửng sốt, hắn vậy mà cảm giác được, hắn bên phải cũng có điểm chống đỡ, chẳng lẽ nói. Cứng ngắc đầu chuyển qua phải phía dưới vị trí, Trác Phàm song đồng nhìn không được co lại, tràn đầy vẻ kích động. Chỉ thấy hắn bên phải, một cái hơi hơi lóe hồng mang cánh tay phải, đã thu vào hắn tầm mắt. Cái này luyện thể trận, vậy mà thành công, hắn thật đem cái kia kỳ lân cước, biến thành hắn cánh tay phải, trùng thiên kỳ lân cánh tay. Không khỏi một mặt hưng phấn mà đứng dậy, Trác Phàm đem cái này cánh tay phải thả ở trước mắt thật tốt tường tận xem xét một trận, cùng bình thường cánh tay cũng giống như nhau. Nhưng là, hắn chỉ cần hơi hơi động động ngón tay, liền có thể rõ ràng cảm thấy, tựa hồ toàn bộ không gian đều theo rung động đồng dạng. Cái này kỳ lân tí uy lực, tuyệt đối không thấp hơn cổ tam thông quái lực. Có nó, Trác Phàm tự tin, thiên vũ bên trong đem về khó gặp đối thủ. Coi như cùng hắn cái kia con nuôi cổ tam thông nhất chiến, cũng sẽ không đi kém mảy may. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong lòng ý mừng càng sâu, nhịn không được đạp chân xuống, liền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thế nhưng là, làm hắn vừa tung người bay ngàn thước cao về sau, lại là bỗng nhiên lăng không đứng ở vân vụ phía trên. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm trong lòng minh bạch, hắn không có lôi vân dực về sau, bản thân chỉ là đoán cốt cảnh tu giả, căn bản không có cách nào lăng không bay lượn. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể lập ở không trung không rơi, đó chỉ có thể nói một chút. Hắn, đột phá. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng lần nữa xem tự thân tu vi. Quả nhiên, tại luyện thể trong trận luyện hóa về sau, hắn đã trở thành một tên chánh thức thiên huyền tam trọng cảnh cao thủ. Mà lại, thể nội long hồn long khí, cũng đã cùng hắn chánh thức hợp hai làm một, đạt đến tự nhiên mà thành cấp độ. Đi qua long khí đoán thể, long hồn phụ thân, hắn hiện tại cường độ thân thể, đã nâng cao một bước. Cho dù so với lúc trước Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá, cái này còn không phải nhất làm cho hắn cao hứng, hắn mừng rỡ nhất, thực là hắn bản mệnh huyết anh, cũng cùng hắn đồng dạng, đồng thời đột phá thiên huyền cảnh ràng buộc. Lần này, thiên huyền cảnh huyết anh tốc độ, đem sẽ đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ, cho dù là thần chiếu cảnh cường giả thần thức lĩnh vực, cũng vạn vạn đuổi không kịp. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm đột nhiên tâm niệm nhất động. Hưu. Một đạo hồng quang đã là bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, chỉ là trong chớp mắt, liền đem Hắc Phong Sơn chung quanh phạm vi trăm dặm lượn quanh một vòng, lại bay trở về. Ngay tại Hắc Phong Sơn đỉnh vị trí trung tâm, chăm sóc bốn cái cấp 5 đại trận Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải phu phụ, đưa lưng về phía mà ngồi, nhắm mắt tu luyện, lại là lạnh không khỏi đồng thời thân thể lắc một cái, kinh dị mở ra hai con ngươi. Lão thái bà, vừa mới, ngươi cảm giác được sao? Cửu Viêm Hải mi đầu hơi hơi run run, thì thào lên tiếng. Một mặt ngưng trọng gật đầu, Tuyết Thanh Kiến nhịn không được ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, được. Giống như có đồ vật gì bay qua, thế nhưng là, ta làm sao hoàn toàn dò xét cha không được. Chỉ là dựa vào một tia trực giác, tựa như là dạng này.
ngươi cũng có loại cảm giác này. Nhịn không được hít sâu một hơi, Cửu Viêm Hải già nua ra mặt không khỏi hung hăng rung động, cái kia liền sẽ không sai, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Thế nhưng là cái này sao có thể, trên đời có đồ vật gì bay qua trước mặt chúng ta, là chúng ta thần thức điều tra không đến. Vừa mới nếu không phải ngươi ta thân kinh bách chiến trên trăm năm, đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ liền cái này tia cảm giác cũng sẽ không có. Đúng vậy a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là người vì lời nói, vậy người này như thế nào nhân vật đáng sợ? Hai chúng ta lỗ hổng, thế nhưng là vạn vạn khó có thể với tới a. Nghe được lời này, Cửu Viêm Hải cũng là thở dài ra một ngụm chọc khí, nơm nớp lo sợ sờ sờ nơi ngực, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, chỉ mong người này đối Lạc gia không có ác ý đi. Một phương diện khác, Ma Sách Tứ Quỷ vốn là phụ trách thủ hộ Trác Phàm tại khu rừng sương mù bên trong an nguy, không cho người không có phận sự tới gần. Thế nhưng là cái này bốn tên tiểu quỷ, sao có thể nhàn ở? Chỉ là một phút công phu, liền đã lại nhao nhao làm một đoàn, tiếp lấy lại hòa mình. Như thế như vậy, thẳng đánh đến bây giờ, còn chưa đình chỉ. Hưu, một đạo hồng quang lóe qua, bốn tên tiểu quỷ bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt đánh thân thể hơi hơi dừng một cái. Lão đại, vừa mới có phải hay không có đồ vật gì đi qua? Lanh Lợi Quỷ nhíu mày, nghi ngờ nói. Hung Sát Quỷ chuẩn bị ra động quả đấm hơi hơi trệ trệ, hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lắc đầu, không có khả năng, thứ gì có thể tại chúng ta cái này ma đạo tứ kiệt trước mặt, vô thanh vô tức đi qua. Trên đời, có vật như vậy sao? Không có, tuyệt đối không có. Gan nhỏ quỷ lắc đầu, lập tức phụ họa nói. Còn lại hai người nghe, suy nghĩ một trận, cũng là cùng nhau lắc đầu. Cái kia chẳng phải kết, đúng. Vừa mới chúng ta đánh đến chỗ nào? Hung Sát Quỷ thờ ơ khoát khoát tay, nhếch miệng cười nói. Lanh Lợi Quỷ suy nghĩ một hồi, nói, há, ngươi là chuẩn bị muốn đánh mặt ta. Đụng! Vừa dứt lời, Hung Sát Quỷ không nói hai lời, nhất quyền chiếu vào Lanh Lợi Quỷ sống mũi đánh xuống, cười to lên, ha ha ha. Ta cũng nhớ tới, lão tử chính là muốn đánh ngươi mặt tới. Lanh Lợi Quỷ không cam lòng, lập tức trở về quyền. Lại chiếu vào Hung Sát Quỷ trên đầu hung hăng đến một chút. Kết quả là, bốn người lần nữa đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng là, đúng lúc này, Trác Phàm cái kiệu uy nghiêm thanh âm lại là đột nhiên vang vọng tại toàn bộ Hắc Phong Sơn trên không, tất cả trưởng lão, đến khu rừng sương mù bên này. Trác quản gia, muốn xuất quan. Không khỏi giật mình, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải, liếc nhìn nhau, vội vàng hướng khu rừng sương mù tiến đến. Nghiêm Tùng cũng liền bận bịu theo trong đan phòng đi ra, hướng rừng rậm phương hướng lăng không bay đi. Cái kia Ma Sách Tứ Quỷ càng là lập tức đình chỉ trận đánh, cấp tốc hướng về khu rừng sương mù tập hợp. Chỉ chốc lát sau, Lạc gia còn lại tất cả trưởng lão, liền tất cả đều đi tới nơi này rừng rậm phía trước. Trác Phàm du du nhiên địa theo cái kia trong sương mù màu máu đi ra, nhìn lấy mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Mà các vị trưởng lão nhìn đến Trác Phàm chẳng những cánh tay phải khôi phục như lúc ban đầu, liền tu vi cũng thoáng cái tăng lên tới thiên huyền tam trọng tình trạng bước, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Cái này nhưng là vẻn vẹn chỉ có một tháng A, liền trực tiếp theo đoán cốt 9 tầng, chạy như bay đến thiên huyền tam trọng, như thế tu luyện tốc độ, không khác nào là cưỡi tên lửa phi thăng. Quái vật! Mọi người trong lòng nhìn không được thầm than, kia cái gì Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng hắn so ra, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, Trác Phàm chỉ là cười nhìn lấy bọn hắn, ta bế quan bao lâu? Một tháng có thừa, Nghiêm Tùng lập tức khom người nói. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm hài lòng nói, rất tốt, vừa mới ta phái ta ma vật, đi xem kỹ một chút mọi người trạng thái. Một tháng qua, tất cả mọi người rất không tệ, tận chức tận trách. Cái gì, vừa mới bay qua chúng ta trước người, là người phái tới. Không khỏi trong lòng cả kinh. Tuyết Thanh Kiến hoảng sợ lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm nói, người cái kia đến tột cùng là cái gì ma vật, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Ha ha ha, ta thủ đoạn còn nhiều nữa, các ngươi về sau sẽ từ từ rõ ràng. Bất giác cười thần bí, Trác Phàm cũng không nói rõ, nhưng cái này lại làm cho tất cả mọi người trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Cái này Trác quản gia đến tột cùng còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng thủ đoạn cất giấu. Chuẩn bị âm người a, thực sự thật đáng sợ.
cho dù là người một nhà, vẫn là thần chiếu cao thủ, nhưng ở Trác Phàm trước mặt, bọn họ lại như là con mèo nhỏ nhìn thấy lão hổ một dạng, nơm nớp lo sợ. Vừa mới theo ta quan sát, tất cả mọi người biểu hiện được không tệ. Tuyết trưởng lão cùng Cửu trưởng lão, rất có tính cảnh giác. Nghiêm trưởng lão chỉ là thiên huyền đỉnh phong, còn chưa nhập thần chiếu cảnh, không có phát giác cũng không có gì, bất quá tại phòng luyện đan làm ra hết thảy, vẫn là cần cù chăm chỉ. Chỉ là, yêu ma quỷ quái, bốn người các ngươi tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra? Một mực mỉm cười Trác Phàm, đột nhiên biến sắc, hung tợn nhìn về phía cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, cả giận nói, để cho các ngươi cho lão tử thủ trận, các ngươi ngược lại tốt, tự mình ngã đánh lên. Nói đi, lão tử làm như thế nào trừng phạt đám các ngươi, tự ý rời vị trí chi tội. Thân thể lạnh không khỏi lạnh run, bốn người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau khóe miệng một xẹp, trên mặt đều là đắng chát. Ây, Trác quản gia, chỉ cần ngài đừng có dùng huyết tầm, cái dạng gì trừng phạt chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Nếu không, ngài đánh chúng ta một chầu đi. Lanh lợi quỷ con ngươi đi loanh quanh, cầu khẩn nói. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, ngươi cảm thấy ta đánh ngươi nhóm không đau không ngứa đúng hay không? Tốt, thì theo lời ngươi nói, lão tử đánh các ngươi một trận tốt. Lời vừa nói ra, bốn người không khỏi đều là vui mừng quá đỗi. Nhìn Trác Phàm hiện tại chẳng qua là thiên huyền tam trọng cảnh tu giả mà thôi, bốn người bọn họ nhưng là đã là thần chiếu sáu tầng cảnh. Nếu là không sử dụng cái kia huyết tầm, Trác Phàm cái nào là đối thủ của bọn họ? Coi như đứng ở chỗ này để Trác Phàm đánh, đoán chừng sau cùng cũng là Trác Phàm tay đau. Nghĩ tới đây, bốn người lần nữa lẫn nhau đối nhìn một chút, bất giác đều lộ ra một bộ âm mưu đạt được cười gian. Trác Phàm cũng không để ý, cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy bốn người bọn họ, duỗi ra hai cánh tay nói, các ngươi cảm thấy, ta là dùng tay trái đánh các ngươi, vẫn là dùng tay phải đánh các ngươi. Ha ha ha, ngài tùy tiện đi, hung sát quỷ cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến khoát khoát tay. Không khỏi tà dị cười một tiếng, Trác Phàm đưa tay trái ra, thì thào lên tiếng, vậy thì tốt, thì dùng tay trái a, miễn cho đem các ngươi đánh chết, uổng phí 5 năm này các ngươi tại Lạc Gia ăn gạo cơm. Biến hóa. Trác Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng giống to lên tiếng. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm đột nhiên phát ra, theo Trác Phàm trong mắt thần sắc càng ngày càng hung ác, hắn tay trái đột nhiên một trận kim quang phun trào, một đầu như thực chất long ảnh, bỗng nhiên trèo lên hắn cánh tay trái. Sau một khắc, nhưng nghe kèn kẹt thanh âm không ngừng, cái kia tinh tế bàn tay, vậy mà tại mọi người ánh mắt kinh dị phía dưới bắt đầu biến lớn, sau đó chụp lên từng mảnh dày đặc lân giáp. Đến sau cùng, chỉnh bàn tay đã hoàn toàn là một cái thiết thiết thực thực long trảo. Ngón tay chỉ là tùy tiện động một cái, liền có thể nghe đến sắc bén gào thét trong không khí truyền lực thanh âm. Địa long trảo. Trác Phàm thì thào lên tiếng, tiếp lấy một mặt tà dị nhìn về phía đã dọa đến trợn mắt hốc mồm ma sách tứ quỷ, thản nhiên nói, lão tử đi qua một tháng này tu luyện, đã cùng địa mạch long hồn hợp làm một thể, cái này hóa hình chi thuật, tự nhiên cũng không nói chơi, ha ha ha. Nương theo lấy một đạo làm người ta sợ hãi tiếng cười khẽ lên. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hướng khắp nơi nhất trảo vồ xuống. Oanh! Nhưng gặp một đạo hào quang màu vàng đất lấp lóe, một đạo sắc bén cương mang trong nháy mắt bổ ra khắp nơi, sau đó hóa thành một đạo mũi tên, thẳng tắp bay về phía trước hướng mà đi. Những nơi đi qua, đều là một phân thành hai, cho dù là núi cao nguy nga, cũng tại trong tích tắc, bị hoa thành hai nửa. Thẳng đến bay ra một dặm địa hậu. Đạo này hào quang màu vàng đất mới dần dần biến mất. Nhưng là tại tất cả mọi người xuất hiện trước mặt, lại là một đạo sâu không thấy đáy rãnh trời. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả cao thủ đều đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Trác Phàm chỉ là bế quan tu luyện một tháng, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền bản thân thực lực cũng càng thêm biến thái. Một chảo này nếu là vồ xuống, coi như thần chiếu cảnh bên trong tuyệt thế luyện thể cao thủ, đó cũng là vài phút bị vồ nát tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng khủng bố hơn. Giờ này khắc này, coi như Trác Phàm không sử dụng cái kia huyết tầm, bọn họ cũng là vạn vạn không dám trêu chọc. Bởi vì Trác Phàm tự thân thực lực đã vượt xa bọn họ. Yêu ma quỷ quái, bốn người các ngươi tiểu đông tây, người nào trước đi ra,
bị lão tử đánh một trận. Trác Phàm đem cái kia long chảo bày ở trước mắt, không chút kiêng kỵ nắm lấy, giống như một cái địa ngục ma vương, đang chờ đối những cái kia con kiến hôi tiểu quỷ, tử hình một dạng. Da mặt nhìn không được ngoan quất một chút, mà sách tứ quỷ đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không nói ra một câu. Ai ra, cái này nói đùa cái gì, bị cái đồ chơi này đánh nhất quyền, cái kia còn có mệnh sống sao? Hiện tại bọn hắn là thật hối hận đánh giá thấp Trác Phàm biến thái trình độ. Vị này Trác quản gia, thế nhưng là mỗi bế quan một lần, liền sẽ thoát thai hoán cốt một lần nghịch thiên nhân vật. Riêng là lần này, Trác Phàm tốc độ tiến bộ càng là đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài, ngược lại đánh bọn hắn trở tay không kịp, đến đâm lao phải theo lao cấp độ. Sớm biết như thế, vừa mới bọn họ liền trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ tốt, còn giảng điều kiện gì a? Nghĩ tới đây, bốn người ào ào than thở, bốn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ủy khuất chi sắc. Nhưng là rất nhanh, lanh lợi quỷ liền hai con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thử dò xét nói, Trác quản gia, ngài địa long này chảo hảo lợi hại a. Chỉ là không biết, nó chỉ có thể biến hóa cánh tay trái, vẫn là hai tay đều có thể biến hóa. Chỉ có cánh tay trái. Nhếch miệng lên, Trác Phàm chỗ nào không biết hắn tâm lý nghĩ là cái gì, nhưng vẫn như cũ không e dè mà nói. Nghe xong lời ấy, lanh lợi quỷ bất giác đại hỉ, sau đó lập tức ôm lấy mặt khác ba cái huynh đệ, bốn người làm thành một vòng tất tất dẫn dẫn thương lượng một hồi về sau, ào ào cười to lên. Đón lấy, hung sát quỷ hiên ngang đầu, đưa mũi lên trời nói, Trác quản gia, ngài vừa mới không phải nói để chính chúng ta lựa chọn chịu ngươi con nào quyền đầu đánh a? Ngươi sẽ không nói không giữ lời đi. Đương nhiên sẽ không, chỉ là các ngươi nói cái kia cũng giống vậy. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm chế nhạo mà nhìn xem bọn họ, cho nên, ta quyết định dùng tay trái trừng phạt đám các ngươi. Không, chúng ta bây giờ đổi chủ ý, chúng ta lựa chọn chịu ngươi tay phải nhất quyền. Hung sát quỷ chỉ Trác Phàm tân sinh cái kia cánh tay phải, nhếch miệng cười to mà ra. Trong mắt lóe lên một đạo cười nhạo chi sắc. Trác Phàm nhìn xem chính mình cái này cánh tay phải, lại là chậm rãi lắc lắc đầu, cau mày nói, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm, Trác quản gia, ngài thế nhưng là một nhà tổng quản, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là không thể làm ra loại kia nói không giữ lời sự tình đến. Nếu không, người về sau còn như thế nào phục chúng? Hung sát quỷ gặp Trác Phàm có chút do dự, không khỏi vội vã lên tiếng. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái. Nhỏ nhíu chân mày, khẽ cười nói, gào to, còn học biết phép khích tướng, không tệ. Tốt, liền theo các người ý tứ, ta dùng tay phải đi. Lời vừa nói ra, bốn người đều là nhấc tay reo hò, gan nhỏ quỷ càng là nhịn không được giơ ngón tay cái lên, vuốt mông ngựa nói, không hổ là lão đại, ánh mắt thật sự là độc đáo. Hắn cánh tay kia là vừa mọc ra, còn chưa kịp tu luyện, nhất định yếu ớt rất. Một hồi tính toán đánh vào trên đầu chúng ta. Nói không chừng sau cùng còn đem cánh tay hắn cho bẻ gãy, lão đại thực là cao a. Đó là đương nhiên, nếu không ta là lão đại đâu. Hung sát quỷ hiên ngang đầu, một mặt tự hào. Lanh lợi quỷ gặp này, lại là có chút không cam lòng, cấp tốc đi vào gan nhỏ quỷ trước mặt, đưa tay ba một tiếng liền cho hắn một cái miệng rộng, cả giận nói, đánh rắm, chủ ý này là ta nghĩ đến, người đập loạn cái gì ngựa cái rắm. Coi như đập, cũng cần phải đập ta. Gan nhỏ quỷ bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, một mặt ủy khuất. Hung sát quỷ gặp, lại là sắc mặt giận dữ, trực tiếp đi vào lanh lợi quỷ trước mặt, lúc này cũng là cho hắn một miệng rộng, quát, người mới đánh rắm, lão tử là lão đại, không có lão tử anh minh lãnh đạo, người có thể nghĩ ra cái này diệu kế. Cho nên, chỗ có công lao đều hẳn là lão tử. Người mới đánh rắm, đây rõ ràng chính là ta phát hiện, ta nghĩ ra được chủ ý. Dựa vào cái gì ngươi lĩnh công? Lanh lợi quỷ càng thêm phẫn nộ, lúc này nhào tới, cùng hung sát quỷ chợt đánh làm một đoàn. Còn lại hai quỷ ở một bên phất cờ hò reo, nhưng là không có quá nhiều lúc, không biết chuyện gì xảy ra, cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Kết quả là, tứ quỷ không coi ai ra gì chợt đánh lên, thì cùng lúc trước giống như đúc. Vây xem chư vị trưởng lão nhìn lấy đây hết thảy, bất giác đều là tức sạm mặt lại rơi xuống. Cái này bốn tên tiểu quỷ, đều không có gì não tử. Bọn họ chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên, Trác quản gia là vì sao nổi giận, vì sao muốn nghiêm trị bọn họ.
Hiện tại thế mà thì ở trước mặt hắn, lại mẹ hắn đánh lên, thật sự là tốt phết sẹo quên đau, không có việc gì tìm đánh một đám gia hỏa. Quay đầu trộm liếc một bên Trác Phàm liếc một chút, quả không ngoài dự đoán, chỉ thấy Trác Phàm lúc này trán gân xanh nổi lên, tùy thời đều có muốn bạo tẩu dấu hiệu. Bốn người các ngươi, chuẩn bị tốt chịu ta một quyền này sao? Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Trác Phàm vẫy vẫy tay, lạnh lùng lên tiếng. Ma sách tứ quỷ vẫn như cũ chật đánh làm một đoàn, lại vẫn không quên chăm miệng một lời cười trêu nói, không có việc gì, ngài làm ngài, đánh bao nhiêu quyền cũng không đáng kể. Miệt thị, trần trụi miệt thị, đây rõ ràng cũng là tứ quỷ đối Trác Phàm tân sinh cánh tay phải, phát từ đáy lòng khinh miệt. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, giận quá mà cười, vung vẩy bàn tay, tần suất càng mau một chút, ha ha ha. Các ngươi cũng thật hào phóng a, vẫn ít nhiều quyền cũng không đáng kể. Vậy thì tốt, thì để cho các ngươi trước tiếp lên một quyền thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đột nhiên trong mắt ngưng tụ, trong mắt chỗ sâu tản mát ra trần trụi sát ý, nhất quyền đánh ra cụ tượng, trùng thiên kỳ lân cánh tay. Oanh! Giống như là một trận thao thiên cự lãng xoay tròn mà ra đồng dạng, Trác Phàm đầu kia cánh tay phải, nương theo lấy một đạo đỏ thẫm ánh sáng, đúng là bỗng nhiên biến lớn, như là một mặt sắt thép tường lớn giống như, đối diện hướng tứ quỷ vọt tới. Mà cái kia cỗ kinh khủng ngút trời khí thế, cho dù là ma sách tứ quỷ dạng này thần chiếu 6 tầng cảnh cao thủ, cũng không cảm thấy một trận khí tức đình trệ, sau đó bản năng vội vàng cúi thấp đầu. Hiu! Cái kia đạo hồng sắc quang trụ theo tứ quỷ trên đầu lướt qua, mang đi một túm túm búi tóc, sau đó xông thẳng lên trời. Oanh! Như là một cái pháo bắn ra một dạng, cái kia kỳ lân thần tí những nơi đi qua, bốn phía không gian đều kịch liệt chấn động, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Riêng là cái kia tay lớn chỗ đánh chính diện phương hướng, càng là gây nên một trận không gian chấn động, đối diện một tòa cao trăm trượng núi, tức thì bị đánh đến trong nháy mắt vỡ nát, tiêu tán ở trong hư vô. Chờ hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, thu vào tất cả mọi người tầm mắt, chỉ có một mảnh hoang vu, lại không cái gì hắn đổ, vật. Chấn kinh, khó có thể tin chấn kinh. Coi như mọi người đối Trác Phàm thực lực lại như thế nào đánh giá cao, cũng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm đã mạnh đến như thế hủy thiên diệt địa cấp độ. Riêng là cái kia ma sách tứ quỷ, càng là kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, hai chân nhìn không được lay động. Tình cảnh này bọn họ dường như giống như đã từng quen biết, căn bản là cùng cổ tam thông tùy tiện phá hủy trăm dặm địa vực một quyền kia, giống như đúc a. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, ma sách tứ quỷ không lưu loát ngẩng đầu đến, nhìn cái đầu lên lăng bỏ không cái kia đỏ thẫm che trời trụ lớn, đã là nhanh muốn khóc lên. Cái này cái nào là cánh tay a? Quả thực cũng là thiên trụ a. Bị cái đồ chơi này đảo một chút, tuyệt đối vài phút biến thành thịt nát, còn không bằng bị cái kia long chảo gãi một chút tốt đâu. Nguyên bản bọn họ coi là, Trác Phàm tân sinh tay phải là hắn nhược điểm, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tay phải vậy mà so tay trái còn biến thái được nhiều. Lại nói, hắn cái này hai cánh tay còn tính là nhân loại tay sao? Thật sâu hút khẩu khí. Trác Phàm chậm rãi đem cái kia kỳ lân cước thu hồi, lại biến thành cùng cánh tay đồng dạng bộ dáng, trong lòng hài lòng gật đầu. Biến hóa, là đem bản tôn biến thành khác biệt hình thái bí thuật. Hắn tay trái biến thành đất long chảo là như vậy, thánh thú hóa thành hình người, cũng là như thế. Nhưng là cụ tượng, lại là đem biến hóa lúc hình thái, khôi phục thành vốn có hình thái bộ dáng. Hắn kỳ lân tí cho dù là lấy tay cánh tay hình thái xuất hiện, cũng đã rất cường hãn. Có điều hắn vừa mới thí nghiệm một chút, chỉ có cụ tượng về sau, hắn kỳ lân tí hóa thành kỳ lân cước, mới có thể chân chính phát huy ra trùng thiên kỳ lân một chân chi lực. Bất quá, cái này còn không phải kỳ lân cước uy lực chân chính, đại thể là bị bản thân hắn tu vi cho hạn chế. Nếu không lời nói, lực đạo quá lớn, sợ rằng sẽ đem tự thân cho đánh chết. Nhưng dù vậy, tại thiên vũ cái này khu vực, cũng đủ dùng. Bây giờ hắn tay trái địa linh địa long chảo, tay phải thánh thú kỳ lân tí, hai cái thú chảo tại thân, quả nhiên là thế chỗ khó địch nổi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khóe miệng khẽ nhếch, hài lòng gật đầu. Tiếp lấy lại nhìn về phía bốn phía mọi người, dĩ nhiên đã bị hắn kinh hãi trợn mắt hốc mồm, riêng là cái kia bốn tên tiểu quỷ, càng là dọa đến toàn thân run lên cầm cập. Trên mặt lộ ra một bộ như ma quỷ nụ cười,
Trác Phàm lần nữa vẫy vẫy tay phải nói, bốn người các ngươi nói bao nhiêu quyền đều có thể a, cái kia lại đến nhất quyền như thế nào? Không không không, Trác quản gia, ngài Châu, chúng ta cũng không dám nữa cùng ngài tính toán thiệt hơn, hoặc là ngài dùng huyết anh trừng phạt chúng ta đi. Chịu ngài nhất quyền, chúng ta không phải biến thành thịt nát không thể a. Ngài cũng không muốn, Lạc gia 5 năm này cơm uổng phí đi. Tứ quỷ vội vàng dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ. Trác Phàm cười lạnh, đạm mạc gật đầu, ha ha ha. Bốn người các ngươi thật sự là càng ngày càng hội cầu xin tha thứ. Tốt, lần này ta trước thả các ngươi một ngựa, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, như thế bỏ rơi nhiệm vụ sự tình, không cho phép nếu có lần sau nữa. Nếu không lời nói, ta từng cái gõ các ngươi chán. Trác quản gia yên tâm, sẽ không lại xuất hiện. Tứ quỷ lắc đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, lời thề son sắt bảo đảm nói. Đến tận đây, Trác Phàm mới yên ổn gật đầu, xa xa nhìn về phía nơi xa, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta đi đế đô, cùng đại tiểu thư bọn họ tụ hợp. Vâng, mọi người liền ôm quyền, cùng nhau lĩnh mệnh, cho dù là cái kia luôn luôn bất cần đời ma sách tử quỷ, trải qua chuyện này, cũng biến thành dị thường kính cẩn nghe theo lên. Đế đô, hoàng ngoài cửa thành. Chín phiến cao hơn 3 mét hình vòm cự môn đóng thật chặt, phía trên khảm 360 khỏa kim quang lập lòe đồng đính, hiện lên chu thiên trận thức sắp xếp, tượng trưng cho thiên địa yên ổn, hoàng quyền vĩnh cố. Từng đội áo giáp màu vàng óng hộ vệ, cùng nhau đứng liệt ra tại chín phiến đại môn trước đó, trang trọng uy nghiêm, một cỗ khí thế cường hãn thỉnh thoảng từ trên người bọn họ phát ra. Cho dù là vừa mới bắt đầu tu giả nhập môn, cũng có thể thiết thực cảm nhận được. Đây mới thực là thiên huyền cao thủ, có tới hơn nghìn người chúng. Hoàng thất thế lực, vẫn như cũ là thiên vũ mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hối hả đám người, sáng sớm liền tất cả đều tụ tập ở chỗ này, nhìn lấy đây hết thảy, một trận cảm thán. Cũng không biết là bao nhiêu năm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàng thất xuất động như thế đại trận trận chiến, đến tổ chức một lần thịnh hội. Chẳng những yêu cầu thiên vũ to to nhỏ nhỏ gia tộc đại biểu trước tới chứng kiến, liền ngự hạ thất gia cũng muốn cùng nhau tới đây tham gia. Đây là mấy trăm năm trước, thiên vũ cả nước cùng chống chọi với ngoại tộc về sau, liền chưa từng xảy ra sự tình. Có thể thấy được, cái này thứ 8 gia tộc sắc phong, ở trong mắt hoàng thất là trọng yếu cỡ nào. Lạc gia như thế cái lúc trước tam lưu gia tộc, lúc này lại là cỡ nào bị vinh sủng. Bất quá! Chỉ là thắng một lần bách gia tranh minh mà thôi, không cần đến đem bọn hắn đẩy đến cao như thế cấp độ, để cho cả trời vũ thế gia đều vì bọn họ chúc mừng đi. Một số tiểu thế gia đầu lĩnh, tại gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, chờ ở hoàng thành bên ngoài cửa chính, không cảm giác trong lòng có chút không bằng phẳng. Tốt như vậy sự tình, làm sao lại không tới phiên mình trên đầu đâu. Còn lại một vài gia tộc, cũng là một bên chờ lấy hoàng thành cửa mở. Một bên tất tất dẫn dẫn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều lại là kính ngưỡng. Có thể theo một cái tam lưu thế gia, nhảy lên trở thành cùng ngự hạ thất gia cân bằng thứ 8 thế gia, thậm chí bị hoàng thất tán thành, thật sự là không dễ dàng a. Liền một cái tam lưu thế gia đều có thể như thế nỗ lực, đi đến một bước này, mình nhị tam lưu gia tộc, lại có lý do gì dừng bước không tiến, an với hiện trạng đây. Công, công tử, ngươi chờ chút. Chen chúc trong đám người, một cái thân hình mềm mại tiểu thanh niên, diện mạo tuấn tú, mang theo một đỉnh nón thư sinh, càng không ngừng hướng về phía trước chen động lên, đằng sau thì là theo chân hắn thư đồng, đang không ngừng hô hoán. Thế nhưng là rất nhanh, thanh niên kia liền chen đến đám người phía trước nhất, dừng lại. Hai cái tinh quang giống như sáng chói song đồng, chăm chú nhìn đây hết thảy, tràn ngập hiếu kỳ ta rốt cục đi ra. Công, công tử, ngài mau mau hồi, trở về đi, bằng không nô, tiểu yếu bị trách phạt, thư đồng kia cũng chen đến bên cạnh hắn, kiều nộn như mặt nước cho, không khỏi xẹp thành một đoàn, cầu khẩn nói. Mi đầu hơi nhíu, cái kia thanh niên công tử lộ ra một bộ dí dỏm nụ cười, vốn công. Tử đã trong nhà nín nhiều năm như vậy, thật vất vả trốn tới, không cố gắng chơi hai ngày, nào có dễ dàng như vậy trở về. Lại nói. Lần này hoàng thành tổ chức thứ 8 thế gia sắc phong đại điển, thế nhưng là ngàn năm khó gặp a. Lần trước sắc phong ngự hạ thất gia, vẫn là khai quốc mới bắt đầu sự tình đâu. Ta ngược lại là muốn kiến thức một chút,
truyền thuyết này bên trong thứ 8 thế gia, đến tột cùng có tài đức gì, thế mà làm cho cha. Ách, hoàng thượng đánh vỡ ngàn năm thông lệ, tiến hành đặc biệt sắc phong. Khoảng chừng nhìn hai mắt, gặp không có người phát hiện hắn nói chuyện sơ hở, thanh niên kia không khỏi le le đáng yêu đầu lưỡi, cười khẽ một tiếng. Thư đồng kia gặp này, lại càng là nhanh muốn khóc lên công. Công tử, ngài du ngoạn một hai canh giờ thì nhanh đi về a, bằng không lấy ngài cái này lỗ mãng tính tình, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta thế nhưng là ai cũng đảm đương không nổi a. Vả miệng, trong mắt không khỏi chừng một cái. Cái kia công tử tại thư đồng trên đầu gõ nhẹ một chút, cả giận nói, lại dám nói vốn công. Tử không phải, nhìn ta trở về không đánh ngươi tấm ván. Ai, vậy ngài vẫn là tranh thủ thời gian cùng ta trở về, đánh ta tấm ván đi. Nếu là ngài xảy ra chuyện gì, tiểu liền mệnh đều không. Ngươi, cái kia công tử bất giác trừng mắt hạnh, tức giận đến nói không ra lời. Chẳng lẽ tại bọn họ những thứ này phía dưới trong mắt người. Hắn thì thật yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích a. Giống như tùy tiện chạy ra ngoài một chút, đều có thể bị bọn buôn người cướp giống như, hắn có vô năng như vậy a. Thái tử điện hạ đến. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn huýt dài vang lên, một cái hoàng bé gái mềm kiệu chậm rãi thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Chờ cái kia cố kiệu dừng lại, từ bên trong đi ra một vị phong thần tuấn lãng thanh niên, một kiện thêu lên tứ trảo kim long hoàng bào tại thân. Nhìn qua tao nhã nho nhã. Từng đội tử kim binh vệ cùng nhau hướng về phía trước, đem tập hợp một chỗ các nhà mọi người hướng bên cạnh xô tan, nhường ra một đầu rộng 3 mét đại nói tới. Cái kia thái tử liền chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng hoàng ngoài cửa thành phía trước nhất vị trí. Hỏng bét, là đại ca, đừng để hắn phát hiện chúng ta. Cái kia thanh niên công tử cúi đầu xuống, lập tức bận bịu không ngã lôi kéo thư đồng hướng trong đám người trốn. Thư đồng kia không có cách nào, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đi theo vào. Thái tử đi tại thông hướng ngay phía trước đại đạo trung gian, lại là bỗng nhiên dừng bước lại, sau đó hướng về bốn phía lẫn nhau thi lễ cúi đầu, mặt hiện xin lỗi nói, các đại ngự hạ thế gia thượng chưa tới, cổng thành không có thể mở ra, để mọi người chờ ở chỗ này, thụ hàn gió thổi thực, thực sự vạn phần xin lỗi. Bản điện ở đây hướng mọi người, thi lễ bồi tội. Nói. Cái kia thái tử liền xa xa khom người xuống. Mọi người gặp này, không khỏi sợ hãi, vội vàng cũng là vội vã hạ bái. Đồng thời đối cái này thái tử âm thầm gật đầu, khâm phục không thôi. Thân ở cao vị mà không từ kiêu ngạo, chiêu hiền đãi sĩ, ngày sau nhất định là một đời minh quân a. Ha ha ha, đại ca lại tại làm bộ làm tịch, thu mua nhân tâm sao? Thế mà, đúng vào lúc này. Một đạo có chút âm độc lời nói lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mọi người cùng nhau giật mình, quay đầu nhìn qua, muốn nhìn một chút đến tột cùng người nào to gan như vậy, dám công nhiên nói móc Thiên Vũ Thái Tử. Thế nhưng là thu vào trong mắt mọi người, lại là một cái cùng Thái Tử lớn lên có thất phần giống nhau âm lãnh thanh niên. Hắn trên thân đồng dạng mặc một bộ tú long kim phục, chỉ là con rồng kia cùng Thái Tử khác biệt, long chảo chỉ có 3 cái. Trong lòng không khỏi run lên, mọi người biết, người này chính là cùng Thái tử Vũ Văn Bác đồng bào cùng một mẹ nhị hoàng tử, Vũ Văn Dũng. Nhìn đến hắn đi đến đây, Thái tử trên mặt bất giác hơi hơi tức giận, hít sâu một cái nói, nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên Vũ các đại gia tộc tề tụ đế đô, là thụ ta hoàng thất tới yêu cầu mà đến. Bây giờ lại ngừng chân gió lạnh không thể nhập môn, chẳng lẽ bản điện thân là Thái tử? Không nên đối với mấy cái này Thiên Vũ con dân, tỏ vẻ ra là phải có quan tâm sao? Hừ, dáng vẻ cạch cỡm, bọn họ là được thỉnh mời mà tới sao, bọn họ cũng xứng. Đó là hoàng mệnh, bọn họ không dám đến. Khinh thường bĩu môi, Vũ Văn Dũng đối xử lạnh nhạt quét mọi người liếc một chút, giống như đang nhìn một đám con kiến hôi đồng dạng. Đại ca, ngươi như thế do dự thiếu quyết đoán, lòng thông cảm tràn lan, làm sao có thể thành nhất quốc chi quân? Nhị đệ, người như thế đối đãi ta Thiên Vũ con dân, căn bản không thể như là minh quân như thế, đem bọn hắn coi như con đẻ, ngày sau lại như thế nào có thể chuyên cần chính sự thích dân. Đại khái đây chính là phụ hoàng, không có truyền cho ngươi thái tử chi vị nguyên nhân đi. Thái tử trong mắt giận dữ, thở dài, quát nói. Thế nhưng là nghe được lời này, Vũ Văn Dũng trong mắt liền giống như cuồn cuộn liệt diễm đang thiêu đốt đồng dạng,
ra mặt nhìn không được ngoan quất một chút, hung tợn nhìn chăm chú về phía thái tử, cả giận nói, Vũ Văn Bác, ngươi đừng cho lão tử chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Luận tài trí, luận thủ đoạn, luận tu vi, ta cái nào điểm so ra kém ngươi? Không cũng là bởi vì ngươi so với ta thêm gia sinh một năm nửa năm, chiếm cái lão đại danh hiệu, tôn sùng tổ chế, lập lớn lên không lập ấu, mới cái này thái tử chi vị sao? Nếu không lời nói, ngươi có tài đức gì, nhưng là nhận đế vị. Thật sâu liếc hắn một cái, thái tử lúng túng chép chép miệng, lại là bất đắc dĩ thở dài, trong mắt một mảnh vẻ đau thương, ai, nhị đệ, nguyên lai ngươi một mực chú ý điểm này. Cũng liền bởi vậy, mới từ nhỏ đến lớn, một mực đối với ta tràn ngập địch ý a. Thế nhưng là ta có biện pháp nào, thiên mệnh như thế, tổ chế sở định, ta cũng đổi không. Nếu là có thể lời nói, ta thật hy vọng có thể sử dụng cái này thái tử ấn giám, đổi về huynh đệ chúng ta chi tình. Hừ, hư tình giả ý, người trong thiên hạ ai không muốn làm hoàng đế, liền cái kia đế vương môn, đều đã dục dịch mấy trăm năm, chẳng lẽ ngươi sẽ chiếm được vịt, chắp tay nhường cho sao? Bất giác cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi nói, có điều, ta cũng không cần ngươi để. Nên bản hoàng tử đồ vật, bản hoàng tử nhất định sẽ chính mình thân thủ đoạt lại, hừ. Mí mắt bất giác khẽ nhúc nhích, thái tử thật sâu liếc hắn một cái, lại là thở dài lên tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt một mảnh vẻ mất mát. Đúng lúc này, lại một đường rất tinh tường thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền đột nhiên cảm giác được, khắp nơi tại run lên một cái, dường như tùy thời liền muốn nhảy dựng lên một dạng. Cùng lúc đó, một đạo cùng tiểu sơn một dạng bóng người to lớn, thở hồng hộc hướng hai người chạy tới, tuy nhiên đầu đầy đại hán, nhưng trên mặt lại là một mảnh vẻ mừng rỡ, đại ca, nhị ca, nhiều ngày không thấy, muốn rất tiểu đệ. Không sai, người này chính là Thiên Vũ Tam Hoàng Tử, Vũ Văn Thông. Tại thiên hạ này một mảnh tu giả, mỗi cái vóc người kiện mỹ trong thế giới, hiếm thấy mập mạp chứng người bệnh. Trong đám người trốn tránh vị công tử kia, không khỏi cùng bên người thư đồng liếc nhau, lại đều là bất đắc dĩ vừa đỡ cái chán, ai thán lên tiếng, ai, tam ca a, ngài liền không thể giảm cái mập a. Ngài cái này vừa ra tới quái dọa người, ta đều không có ý tứ cùng ngài nhận nhau. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng nhìn lấy cái kia một đống thịt mỡ, gương mặt càng là nhìn không được ngoan quất một chút, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, đáng chết, đầu kia heo không phải rời đi đế đô, xuất ngoại làm việc a, tại sao lại trở về? Ha ha ha, đại khái là sự tình đã xong xuôi, phụ hoàng triệu hồi đi. Sắc phong thứ 8 thế gia, trọng đại như thế việc quan trọng, thân là hoàng tử tam đệ không tại, vậy liền quá không ra gì. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thái tử vui vẻ hướng về phía trước, giang hai cánh tay hoan nghênh nói, ha ha ha. Tam đệ, hoan nghênh trở về. Đại ca, một tiếng mừng rỡ kêu to phát ra, Vũ Văn Thông một mặt hưng phấn, dưới chân bỗng nhiên một bước, liền bỗng nhiên nhảy lên, hướng thái tử ôm ấp bay đi. Đụng một tiếng, liền thật sự mà rơi vào thái tử trong lồng ngực. Chỉ là, trong cùng một lúc, một tiếng răng rắc giòn vang cũng đồng loạt phát ra, thái tử mặt trong nháy mắt một trận vặn vẹo, dưới chân khắp nơi như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Thái tử điện hạ, thái tử tùy thân hộ vệ quính lên, đuổi bước lên phía trước, nhìn lấy thái tử ôm lấy như thế một đống quái vật khổng lồ, bất giác chà chà mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lo sợ. Không có, không có việc gì. Không lưu loát lắc lắc đầu, thái tử cứng rắn gạt ra một đạo yên ổn nụ cười, cắn răng nói, lại. Dù nói thế nào ta cũng là đoán cốt 9 tầng cao thủ, há có thể. Há có thể liền đệ đệ mình đều ôm bất động. Răng rắc, lại là một tiếng vang giòn phát ra, thái tử khuôn mặt triệt để rất trắng lên, khóe miệng hơi hơi run run, nhìn lên trước mặt tam đệ, vẻ mặt đưa đám nói, lão tam, người gần nhất có phải hay không lại nặng? Ừm, vẫn tốt chứ, tháng trước ta 750 cân, tháng này vừa tốt 800 cân, thế mà chỉ tăng 50 cân, so trước kia tốt nhiều. Đại khái là gần nhất tàu xe mệt mỏi quan hệ, cho nên mới tăng trưởng quá chậm đi. Gương mặt cùng nhau mãnh liệt quất một trận, mọi người bất giác ai thán lên tiếng. Vị này tam hoàng tử, thật đúng là kỳ hoa a, thiên hạ có mập như vậy sao? Ai, đúng, đại ca, ngài làm sao? Nhìn lấy thái tử mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng, Vũ Văn Thông bất giác khờ dại nói.
lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, thái tử đều có chút cầu khẩn mà nói, tam đệ, người có thể hay không trước xuống tới. Đại ca, eo gãy. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác cùng nhau giật mình hai giây về sau, tức xạ mặt lại cấp tốc rơi xuống, trong lòng không còn gì để nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.